Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 6. Sau khi nghe được lời của ông lão nói, Trương Lan Phượng lại trở nên lo lắng. Đúng vậy, hội sói điên thật sự không dễ đối phó như thế. Không ngờ, trai trẻ mà bà ta muốn dây dưa lại chính là cậu chủ của hội sói điên. Hoàng Thiên không những đánh người còn tống cô chủ cậu chủ của băng đảng sói điên vào tù. Sao Tạ Viễn Hưng có thể chịu thua được? Trương Lan Phượng thực sự càng nghĩ càng sợ hãi, không chào hỏi ai mà lén lút trở về nhà. Hoàng Thiên để cho Phương Doanh và quản gia Trần về trước, sau đó anh lái xe đưa Lâm Ngọc An về nhà. Sau khi trở về nhà, Trương Lan Phượng ngồi thất thần trên sofa, Lâm Huỳnh Mai nhìn thấy vậy khó chịu giúp bà bôi thuốc lên mặt. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An bước vào nhà, Lâm Huỳnh Mai chạy tới. Trời ạ, chị cũng bị đánh à? Lâm Huỳnh Mai bị sốc ngây người, mẹ và chị gái của cô ấy sao lại bị đánh ra nông nỗi này chứ? Chị không sao. Lâm Ngọc An cố gắng nặn ra nụ cười và chạm vào đầu em gái, cô vẫn rất lạc quan. Anh rể, anh làm gì vậy? Ngay cả chị gái của tôi cũng không bảo vệ được, tại sao lại để chị ấy bị đánh? Lâm Huỳnh Mai oán trách Hoàng Thiên, đối với người anh rể này, cô ta cực kỳ bất mãn. Hoàng Thiên trợn tròn mắt không muốn giải thích điều gì cả. Nhìn Trương Lan Phượng ngồi trên sofa, trong lòng Hoàng Thiên lập tức tức giận. Việc này cô nên hỏi mẹ đi, tất cả đều là việc tốt mà mẹ đã làm đấy. Hoàng Thiên ôn hòa nói. Cái gì? Lâm Huỳnh Mai không biết chuyện gì đang xảy ra nên thoáng nghi ngờ nhìn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đang cảm thấy rất khó chịu, nghe Hoàng Thiên nói điều này, bà ta càng tức giận hơn. Cậu nói lời này là có ý gì? Ý nói tôi lừa Ngọc An sao? Trương Lan Phượng đứng lên trước mặt Hoàng Thiên, chỉ vào Hoàng Thiên và hét lớn. Chẳng lẽ không phải? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Trương Lan Phượng cũng biết mình bị đuối lý, nếu không chọc tức Tạ Long thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng bà ta xem thường Hoàng Thiên từ tận đáy lòng, cho dù hôm nay Hoàng Thiên có uy phong thế nào thì cách nhìn của bà ta đối với Hoàng Thiên cũng không thay đổi. Hơn nữa, bảo bà ta thừa nhận sai lầm của mình trước mặt Hoàng Thiên, bà ta hoàn toàn không làm được. Cậu đừng có mà nói nhảm nhí. Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Thiên, cậu làm cho cả nhà chúng tôi thê thảm rồi cậu biết không? Trương Lan Phượng tức giận nói. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời, rốt cuộc là ai đã khiến cho cái nhà này thê thảm? Tôi thế nào? Cậu nói cậu thế nào sao? Cậu đánh Tạ Long và Hồ Uyển Loan tới mức thê thảm như vậy, còn đưa bọn họ vào tù. Tên cầm đầu của sói điên, Tạ Viễn Hưng, có thể buông tha cho tôi cùng Ngọc An hay sao? Trương Lan Phượng lên tiếng chất vấn Hoàng Thiên. Ngọc An, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy. Về phần bà, cho dù bị đánh chết, tôi cũng sẽ không quan tâm. Hoàng Thiên khẽ nói. Cậu, các người nhìn xem, tên hỗn đản này đang nói cái gì này. Trương Lan Phượng tức muốn phát điên, xắn tay áo lên định đối đầu với Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai vội vàng lôi kéo hai người bọn họ ra. Nếu không phải Trương Lan Phượng đã bị đánh như con chó chết, Hoàng Thiên thật sự muốn dạy cho bà ta một bài học. Chẳng muốn chấp nhặt với bà ta nữa, vì vậy Hoàng Thiên trở về phòng của mình. Vào lúc này, ở ngoại ô phía tây thành phố Bắc Ninh, tại nhà của Tạ Viễn Hưng ông chủ băng đảng sói điên. Tạ Viễn Hưng chuẩn bị ra ngoài, đến đồn cảnh sát tìm con trai và con dâu. Nhưng đúng lúc này, người bạn lâu năm của ông ta là Tôn Thanh Sơn đã đến cửa. Tôn Thanh Sơn là một người kinh doanh một chuỗi nhà hàng. Ông ta có rất nhiều nhà hàng ở thành phố Bắc Ninh. Viễn Hưng, anh đi đâu vậy? Thanh Sơn à, con tôi đang ở trong đồn cảnh sát, tôi phải đi tìm nó. Mà này, thằng nhãi đánh nhau với con trai tôi có lai lịch gì anh biết không? Tạ Viễn Hưng hỏi Tôn Thanh Sơn với vẻ mặt ủ rũ. Tôn Thanh Sơn vốn đến nói chuyện với Tạ Viễn Hưng về việc này, ông ta nói với vẻ lo lắng, tôi nghe nói thằng nhãi danh đó tên là Hoàng Thiên, còn mang theo một người đàn ông dáng gầy khoảng 30 tuổi. Có vẻ như là lai lịch không hề tầm thường. Viễn Hưng, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút, tên họ Hoàng này có vẻ rất ghê gớm. Mẹ kiếp, Thanh Sơn, tôi nhất định sẽ giết chết nó. Giúp tôi liên hệ với tên họ Hoàng này và nói tối nay tôi sẽ mời nó ăn cơm. Tạ Viễn Hưng dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào mặt bàn trước mặt, tức giận gầm lên. Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Tạ Viễn Hưng, trái tim Tôn Thanh Sơn đập loạn lên, cực kỳ hồi hộp. Tôn Thanh Sơn đã gặp không ít sóng gió cuộc đời nhưng khi nói đến người bạn cũ Tạ Viễn Hưng này ông ta vẫn khá e dè. Có thể không e dè sao? Tạ Viễn Hưng chính là đại ca hội sói điên,
tung hoành ở thành phố Bắc Ninh nhiều năm, rất có danh tiếng. Phàm là người từng đắc tội với Tạ Viễn Hưng, không ai không có kết cục vô cùng thảm hại. Tạ Viễn Hưng này có thủ đoạn quá tàn nhẫn, động một chút là lấy người nhà của đối thủ ra hả giận, ai mà chịu được. Viễn Hưng, tôi khuyên anh vẫn nên bình tĩnh chút đi. Tôn Thanh Sơn khuyên nhủ Tạ Viễn Hưng. Bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được, con trai và con dâu tôi bị đánh, đã thế còn bị đưa vào đồn cảnh sát. Còn cả Hạ Phi và hơn 20 đàn em của tôi cũng đi vào đó rồi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mặt mũi của Tạ Viễn Hưng tôi đâu còn lại gì nữa. Tạ Viễn Hưng nổi trận lôi đình, giận dữ như muốn phát điên lên. Tôn Thanh Sơn cũng đổ mồ hôi, ông ta đã nghe ngóng được rồi, người đàn ông hơn 30 tuổi hơi gầy là đàn em của Hoàng Thiên đó có thân phận rất bí mật. Viễn Hưng, anh mời Hoàng Thiên ăn cơm là ở chỗ cũ đúng không? Tôn Thanh Sơn hỏi Tạ Viễn Hưng. Tạ Viễn Hưng lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại, cái này còn cần hỏi sao? Có phương thức liên lạc với Hoàng Thiên không? Tôi lập tức hẹn thằng nhóc đó ngay bây giờ. Không được không được, anh nghe tôi nói trước, thằng họ Hoàng đó có một tên đàn em rất khó lường, thân phận rất bí mật. Tôn Thanh Sơn căng thẳng nói cho Tạ Viễn Hưng nghe chuyện xảy ra ở hiện trường từ đầu đến cuối. Thật sao? Tạ Viễn Hưng mở to hai mắt, không kiêu căng phách lối như vừa rồi nữa. Tôi lừa anh làm gì? Viễn Hưng, tôi nghĩ hay là anh nghĩ cách cứu con trai anh ra trước đi, còn về Hoàng Thiên, tốt nhất là anh nên đi điều tra một lượt rồi ra tay sau cũng không muộn mà. Tôn Thanh Sơn cất lời khuyên bảo. Tạ Viễn Hưng là một người khôn khéo, nghe thấy Tôn Thanh Sơn nói như vậy ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tạ Viễn Hưng tạm thời bỏ qua ý muốn trả thù, cùng Tôn Thanh Sơn ra khỏi cửa. Phải nói Tạ Viễn Hưng cũng có chút quan hệ, hơn nữa con trai ông ta là Tạ Long cũng không gây ra hậu quả quá lớn nên rất nhanh sau đó Tạ Long và Hồ Uyển Loan đã được thả ra. Tạ Long vừa nhìn thấy cha mình, cậu ta cắn chặt răng. Cậu ta và bà xã Hồ Uyển Loan đã bị Hoàng Thiên dạy bảo thảm hại như vậy, lại còn quỳ xuống nhận sai với Lâm Ngọc An trước mặt bao người, hôm nay mặt mũi của cậu ta đã bị vứt xuống đất hết rồi. Bây giờ trong đầu Tạ Long chỉ toàn suy nghĩ muốn trả thù Hoàng Thiên, hận không thể lập tức giết chết Hoàng Thiên, tốt nhất là cướp Lâm Ngọc An vào trong lòng bàn tay mình. Cha, cha phải báo thù này cho con, giết chết tên họ Hoàng đó. Tạ Long cắn răng nghiến lợi nói với Tạ Viễn Hưng. Mặt Tạ Viễn Hưng âm u, nói với Tạ Long, đợi vài ngày nữa đã, chờ cha điều tra rõ tất cả mọi thứ về cái thằng họ Hoàng đó rồi nói. Tạ Long và Hồ Uyển Loan đều không cam lòng, nhưng không dám kỳ kèo với Tạ Viễn Hưng. Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An đi ra ngoài. Công ty mà cha Lâm Ngọc An sáng lập suýt chút nữa bị Trương Lan Phượng chắp tay dâng cho người ngoài, Hoàng Thiên cảm thấy không thể cứ để như vậy nữa, vẫn nên đổi tên người đại diện pháp luật công ty thành tên Lâm Ngọc An thì hơn. Hoàng Thiên, sao anh không đưa em đi làm? Lâm Ngọc An thấy Hoàng Thiên không đưa cô đến chỗ làm bèn hỏi anh. Chúng ta đến cục công thương, đổi tên người đại diện pháp luật thành tên em. Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh. Lâm Ngọc An nghe vậy thì nhíu mày, nếu bây giờ nhận lấy công ty chẳng khác nào nhận lấy một đống nợ nần, cô lấy gì để trả đống nợ đó? Không được đâu Hoàng Thiên, bây giờ chúng ta đã không còn nguồn lực để xây dựng Sơn Trang Cẩm Viên nữa. Nhận lấy công ty không phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Ngọc An lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm bàn tay trắng như ngọc của cô, mỉm cười nói, tất cả mọi chuyện để anh lo, em chỉ cần nghe anh là được. Hả hai? Lâm Ngọc An giật mình nhìn Hoàng Thiên, cô thật sự không nghĩ ra Hoàng Thiên có cách gì có thể khiến căn biệt thự chết đi sống lại. Đó là lỗ hổng tài chính trị giá 35 tỷ, lấy đâu ra số tiền lớn như thế để bù? Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, Lâm Ngọc An đã nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khác xưa, thấy Hoàng Thiên khẳng định như vậy cô cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Ngọc An thuận lợi nhận lấy công ty, cô cảm thấy trọng trách trên vai lại nặng hơn rồi. Có thể kinh doanh tốt công ty cha để lại, hoàn thành nguyện vọng của cha hay không là chuyện Lâm Ngọc An quan tâm nhất. Từ cục công thương ra ngoài, Lâm Ngọc An lặng lặng ngồi trong xe, người đờ ra. Hoàng Thiên không muốn nhìn thấy bà xã có tâm trạng không vui. Bèn dịu dàng nói, em yên tâm đi, anh đã nói với trợ lý Hoa rồi, hôm nay Sơn Trang Cẩm Viên sẽ được tiếp tục xây dựng. Cái gì, thật sao? Lâm Ngọc An ngạc nhiên đến ngây người, nhìn Hoàng Thiên không nháy mắt, cô thật sự cảm thấy khó mà tin được. Đương nhiên là thật, chồng em đã nói dối em bao giờ chưa? Hoàng Thiên cười cười, nhẹ nhàng kéo cơ thể mềm mại của Lâm Ngọc An, ôm cô vào lòng. Lâm Ngọc An rúc vào lòng Hoàng Thiên,
trong lòng cô là muôn vàn cảm xúc. Đương nhiên là cô tin Hoàng Thiên sẽ không lừa cô, chắc chắn Sơn Trang Cẩm Viên đã được tiếp tục xây dựng. Nhưng sao Hoàng Thiên có thể làm được? Chẳng lẽ anh ấy vừa nói với trợ lý Hoa một câu, trợ lý Hoa đồng ý luôn sao? Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, Lâm Ngọc An cảm thấy lần này chẳng những Hoàng Thiên có thể mang ngạc nhiên vui mừng đến cho cô mà còn rất nhiều thứ về anh mà cô không biết đang đợi cô khám phá. Ngọc An, hôm nay là một ngày đặc biệt, em quên rồi sao? Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An, nhẹ nhàng hỏi. Ngày gì? Lâm Ngọc An ngẩng đầu lên hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vuốt sống mũi cô một cái, cười nói, có phải có quá nhiều chuyện phải lo nên em quên mất cả kỷ niệm ngày cưới của chúng ta không? Lâm Ngọc An ngạc nhiên kêu lên một tiếng, bây giờ cô mới nhớ tới hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và Hoàng Thiên. Mặc dù trước đây quan hệ giữa cô và Hoàng Thiên rất xấu nhưng hàng năm đến ngày này Lâm Ngọc An sẽ mời Hoàng Thiên đến nhà hàng ăn một bữa cơm. Không sai, là Lâm Ngọc An mời Hoàng Thiên, vì Hoàng Thiên không có cả tiền để đến nhà hàng ăn một bữa cơm. Xin lỗi, hôm qua xảy ra chuyện làm em không yên lòng được, quên mất ngày quan trọng như vậy. Lâm Ngọc An hơi xấu hổ cười cười, giọng nói vô cùng dịu dàng nói lời xin lỗi Hoàng Thiên. Nhìn thấy bà xã trong ngực mình dịu dàng động lòng người như vậy, Hoàng Thiên thật sự rất cảm động. Anh biết bà xã của mình không phải một người phụ nữ mạnh mẽ thật sự, mà là do áp lực của cuộc sống khiến cô không thể không mạnh mẽ. Dáng vẻ của bà xã bây giờ nép vào lòng anh như một con chim nhỏ làm người ta rất muốn thương yêu. Bao năm nay anh chẳng tặng em được món quà nào ra hồn cả, hôm nay ông xã sẽ bù đắp cho em. Hoàng Thiên hôn lên môi Lâm Ngọc An một cái, yêu thương nói với cô. Khóe mắt Lâm Ngọc An hơi ươn ướt, rúc vào trong lòng Hoàng Thiên, lúc này cô thật sự rất cảm động. Cô cũng là một người phụ nữ bình thường, sao có thể không chờ mong sự lãng mạn chứ? Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, lái xe đến cửa hàng trang sức mà Lã Việt mở. Cửa hàng trang sức này nổi tiếng nhất thành phố Bắc Ninh, chẳng những hàng thật giá thật mà kiểu dáng và đẳng cấp cũng là hạng nhất ở thành phố Bắc Ninh. Lâm Ngọc An thấy Hoàng Thiên đưa cô đến đây bèn nhíu mày hỏi, trang sức ở tiệm này rất đắt, anh đưa em đến đây làm gì? Đừng hỏi nhiều, đi theo anh. Hoàng Thiên dịu dàng nói, cầm tay Lâm Ngọc An đến quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, mắt lập tức phát sáng lên. Trời ạ, đây không phải là người trẻ tuổi mà ông chủ rất coi trọng sao? Lần trước ông chủ còn bảo mình đưa vòng cổ kim cương trị giá hơn 300 triệu đến nhà người trẻ tuổi này. Nhân viên cửa hàng khiếp sợ nhớ lại, cô lập tức nở nụ cười chào hỏi Hoàng Thiên, anh Hoàng Thiên, anh còn nhớ tôi không? Hoàng Thiên ngần ra, nhìn nhân viên cửa hàng một lát rồi mới nhớ ra. Có nhớ, sợi dây chuyển kim cương lần trước tôi chọn còn hàng không? Hoàng Thiên cười hỏi nhân viên cửa hàng. Còn hàng, anh Hoàng Thiên, anh mua cho vợ anh hả? Cô ấy xinh đẹp quá đi mất. Nhân viên cửa hàng lấy sợi dây chuyền kim cương đắt tiền nhất từ trong quầy ra, khen Lâm Ngọc An một cách thật lòng. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã rất nghi hoặc hỏi Hoàng Thiên, anh Hoàng Thiên, không phải lần trước ông chủ của chúng tôi đã tặng anh một sợi dây chuyền kim cương rồi sao? Tôi đã tự mình đưa đến nhà anh. Đương nhiên là Hoàng Thiên biết Lã Việt bảo nhân viên cửa hàng này đưa sợi dây chuyền đến nhà mình. Nhưng sợi dây chuyền kim cương đó còn chưa kịp tặng Lâm Ngọc An đã bị Trương Lan Phượng cướp đi, Trương Lan Phượng còn cho rằng sợi dây chuyền đó là Trịnh Hiểu Phong mua cho bà ta. Lâm Ngọc An cũng biết chuyện này, nghe thấy nhân viên cửa hàng nói như vậy, cô khiếp sợ không thôi. Thì ra sợi dây chuyền kim cương đó không phải Trịnh Hiểu Phong mua, mà là Hoàng Thiên mua cho mình. Lâm Ngọc An ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, cô bây giờ cảm động đến mức muốn khóc lớn một trận. Đã lâu như vậy rồi. Cả nhà mình ai cũng hiểu lầm Hoàng Thiên, mẹ còn mắng Hoàng Thiên không biết xấu hổ. Tay Lâm Ngọc An khẽ run, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Lan Phượng. Mẹ, mẹ mau đến tiệm trang sức ông Lã Việt mở đi. Lúc này Trương Lan Phượng đang ở nhà để dưỡng vết thương, hôm qua bà ta đã bị Tạ Long và Hồ Uyển Loan đánh rất thảm thương, bây giờ khuôn mặt của bà ta đã bị sưng lên đến mức không còn ra hình thù gì nữa rồi. Sau khi nghe xong điện thoại của Lâm Ngọc An, Trương Lan Phượng vô cùng bất ngờ. Ngọc An, con kêu mẹ đến cửa hàng đồ trang sức để làm gì vậy? Trương Lan Phượng tỏ ra nghi ngờ rồi hỏi cô. Mẹ mau đến đây một chuyến đi, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ đến đó ngay. Trương Lan Phượng cúp máy, bà ta đeo khẩu trang và đội nón xong thì vội vàng đi ra khỏi cửa. Ngọc An, em kêu mẹ đến để làm gì? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An bằng giọng điệu vô cùng thắc mắc.
Lâm Ngọc An kéo lấy tay của Hoàng Thiên rồi đáp, mẹ vẫn luôn trách lầm anh, bà ấy cứ tưởng rằng sợi dây chuyền kim cương ấy là do Trịnh Hiểu Phong mua cho bà ấy. Cuối cùng bây giờ cũng đã làm rõ cả rồi, hóa ra sự thật là anh đã mua cho em. Lâm Ngọc An nói đến đây thì giọng nói của cô bỗng hơi chút run rẩy, cô cảm thấy thật sự Hoàng Thiên đã chịu quá nhiều oan ức trong chuyện này, nếu không có một tâm lý vững vàng thì chắc đã bị kìm nén đến chết mất. Hoàng Thiên nhớ về chuyện này, trong lòng anh cũng cảm thấy hơi xót xa. Lúc đó Trương Lan Phượng mở miệng ra là cứ khăng khăng nói đó là của Trịnh Hiểu Phong mua cho bà ta, cho dù anh có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Con mẹ nó vụ này là gì đây chứ? Tuy nhiên khi nghe thấy Lâm Ngọc An nói mấy lời này, trong lòng Hoàng Thiên cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần em luôn tin tưởng anh thì cho dù cả thế giới này có hiểu lầm anh cũng chẳng hề hấn gì. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng. Lâm Ngọc An nghe thấy lời anh nói thì càng cảm thấy xấu hổ và áy náy hơn, bởi lẽ cả gia đình cô ai nấy cũng đều đang hiểu lầm Hoàng Thiên, nói rằng Hoàng Thiên mặt dày không biết xấu hổ, chỉ biết chém gió mà thôi, đặc biệt là mẹ cô, bà ta đối xử với Hoàng Thiên rất quá đáng. Cảm giác bị người khác hiểu lầm mà không giải thích được thật sự rất khó chịu, cho dù Hoàng Thiên rất yêu cô nên đã chấp nhận chịu đựng những chuyện này, thế nhưng đây cũng không phải điều mà mọi người đều có thể chịu đựng nổi. Người đàn ông của cô không những không phải là loại phế thải trên miệng lưới của những kẻ khác, mà anh còn là một người có tâm lý vô cùng mạnh mẽ và vững vàng. Tâm trí của Lâm Ngọc An nghĩ đến những điều này bởi trong lòng cô đang tỏ ra bất bình cho Hoàng Thiên, cô nghĩ rằng đợi mẹ của cô đến thì cô nhất định sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với bà ta. Không thể để Hoàng Thiên bị hiểu nhầm thêm được nữa, cũng không thể để cái loại mặt dày như Trịnh Hiểu Phong toại nguyện được. Thật ra Lâm Ngọc An không biết được rằng, Trịnh Hiểu Phong và cha của anh ta là Trịnh Hải bây giờ đã bay đến châu Phi rồi, mỗi ngày họ đều phải đào mỏ 20 tiếng đồng hồ, còn phải đào đến hết cuộc đời này, quả đúng là một đám người thảm thương. Chồng à, chỉ cần anh có lòng như vậy là được rồi, chúng ta đừng có mua sợi dây chuyền này nữa. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt dịu dàng tình cảm, một sợi dây chuyền như vậy có giá hơn 300 triệu đồng, cô cảm thấy mắc quá nên đã quyết định kêu Hoàng Thiên đừng mua nữa. Nhưng đối với Hoàng Thiên, 300 triệu đó có là gì đâu chứ? Chỉ cần vợ anh thích thì anh có thể mua hết toàn bộ những món đồ trang sức ở trong cửa hàng này, sau đó dùng xe để chở hết về nhà cho cô. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta mà em không muốn mua gì cả sao? Hoàng Thiên cười dịu dàng rồi nhìn Lâm Ngọc An và hỏi. Lâm Ngọc An cũng bật cười, sau đó cô đáp lại, em thấy hay là thế này đi, mỗi năm đều là em mời anh ăn, hôm nay anh mời em ăn đi, có được không? Ha ha ha, được rồi anh sẽ mời em, nhưng anh vẫn muốn tận tay đeo sợi dây chuyền kim cương này lên cho em. Hoàng Thiên vừa dứt lời thì lập tức kêu nhân viên bán hàng đem sợi dây chuyền kim cương đó ra. Nữ nhân viên tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ Lâm Ngọc An vì đã có được một người chồng yêu thương cô hết mực như vậy, điều quan trọng nhất là chồng của cô có rất nhiều tiền. Một sợi dây chuyền hơn 300 triệu mà có thể mua đứt trong chớp mắt, quả đúng là đại gia mà. Lúc Hoàng Thiên đang định cầm lấy sợi dây chuyền kim cương đó để đeo lên cho Lâm Ngọc An thì bỗng nhiên có một giọng nói của một thiếu niên truyền đến. Anh không được phép đụng vào, sợi dây chuyền này là của tôi. Giọng nói ấy rất rành rọt, tất cả mọi người trong cửa hàng trang sức đều nghe thấy và ai nấy cũng đều ngoảnh mặt lại nhìn. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một cậu thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đi cùng một cô gái xinh đẹp mặc trên mình bộ yếm đang bước lại gần. Cậu thanh niên này trông rất sáng sủa. Cậu ta mặc một bộ quần áo mang hiệu Armani và trên tay đeo một chiếc đồng hồ hàng xịn với giá hàng tỷ đồng. Nhìn sơ qua thì đây là một cậu ấm con nhà quyền quý. Cô gái mặc yếm kia trông cũng khoảng tầm 18-19 tuổi, cô ta có một thân hình mảnh mau cùng với khuôn mặt ửng hồng, chỉ có điều là khuôn mặt ấy có một vẻ rất phong trần, nhìn là biết đây là kiểu người có thể ăn chơi thâu đêm suốt sáng trong hộp đêm. Hoàng Thiên nhìn đôi nam nữ đang tiến về phía sau lưng mình, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Đáng lẽ ra phải có trước có sau chứ, sợi dây chuyền này cậu ta nói muốn lấy là lấy hay sao? Còn dám kêu mình không được đụng vào. Nghĩ vậy nên Hoàng Thiên không thèm để ý đến cậu thanh niên đó, anh cầm lấy sợi dây chuyền rồi chuẩn bị đeo lên cổ cho Lâm Ngọc An. Tôi đã nói anh không được đụng vào sợi dây chuyền đó rồi mà. Anh không hiểu tiếng người à? Cậu thanh niên đó nhìn thấy Hoàng Thiên cầm vào sợi dây chuyền thì bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, sau đó cậu ta bước đến đẩy Hoàng Thiên ra. Tôi đã chuẩn bị mua sợi dây chuyền này rồi, tại sao lại không được đụng vào? Hoàng Thiên sầm mặt lại, sau đó anh hỏi ngược lại cậu thanh niên đó.
Cậu thanh niên này thấy Hoàng Thiên dám cãi lý với cậu ta, với tính cách kiêu ngạo thường ngày thì sao cậu ta có thể chịu đựng được chứ? Anh chỉ đang muốn mua thôi, không phải là vẫn chưa mua đó sao? Có tên não tàn nào mà Cảnh Thiên Phong tôi nói một câu lại không nghe răm rắp đâu. Cảnh Thiên Phong cười chế giễu rồi đưa tay lên võ vai Hoàng Thiên, khuôn mặt cậu ta tỏ đầy vẻ khiêu khích. Hoàng Thiên thấy vậy thì chau mày lại, trong lòng anh nghĩ đây đúng là một tên nhóc trẻ trâu mà, thành phố Bắc Ninh bé như vậy, sao đi tới đâu cũng gặp mấy thể loại này nhỉ? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, vì thế Hoàng Thiên không muốn rước thêm phiền phức, nếu không thì anh đã cho tên Cảnh Thiên Phong này một vả bay ra ngoài rồi. Cảnh Thiên Phong, chưa nghe tên này bao giờ. Hoàng Thiên nở một nụ cười lạnh lùng. Cảnh Thiên Phong nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sắc bén hung hãn. Tuy nhiên ngay sau đó anh ta lại bật cười mỉa mai, hơ hơ, danh tiếng của cậu đây làm sao tên nhà quê như anh biết được chứ, xã hội của những người trong giới thượng lưu thì sao anh có thể tiếp xúc được chứ. Nói xong, ánh mắt của Cảnh Thiên Phong liếc qua nhìn chăm chú vào Lâm Ngọc An, cậu ta tỏ vẻ thèm thuồng đến nỗi suýt nữa thì chảy cả nước dãi. Với thân thế là con trai một của nhà họ Cảnh tại Hà Nội, quả thực mà nói ra thế nhà cậu ta quá sức ưu việt, vừa có quyền vừa có thế như vậy có người phụ nữ xinh đẹp nào mà cậu ta chưa từng qua gặp đâu. Thế nhưng Cảnh Thiên Phong lớn đến nhường này tuổi vẫn chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ nào có nét đẹp và thân hình đầy khí chất như Lâm Ngọc An. Điều quan trọng nhất là, Lâm Ngọc An không chỉ xinh đẹp, thân hình quyến rũ mà ở cô còn toát lên vẻ đẹp đơn thuần. Điều này mấy người phụ nữ hám tiền vây xung quanh của Cảnh Thiên Phong làm sao có thể có được chứ? Vì thế vừa nhìn thấy Lâm Ngọc An là Cảnh Thiên Phong đã bị cô thu hút ngay, lại còn nhìn thấy cách ăn mặc bình thường của Hoàng Thiên nữa, đúng là một lão già nhà quê mà, một người đàn ông như vậy sao xứng đáng có được một người phụ nữ cực phẩm như thế kia chứ? Hoàng Thiên không có ý định để ý đến Cảnh Thiên Phong, lúc này anh đã đeo sợi dây chuyền kim cương ấy lên chiếc cổ thon trắng nõn nà của Lâm Ngọc An. Một sợi dây chuyền lấp lánh đầy màu sắc như vậy, khi đeo lên người của Lâm Ngọc An quả đúng là đẹp mê hồn. Nhìn Lâm Ngọc An thêm một lần nữa, thật sự nét đẹp ấy làm cho người ta phải ngạt thở. Cảnh Thiên Phong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lúc này cậu ta mới cất giọng nói với nữ nhân viên của cửa hàng, này, cậu đây muốn mua sợi dây chuyền này. Cậu ta nói với nữ nhân viên bằng vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, sau đó Cảnh Thiên Phong vừa cười vừa nheo mắt nhìn Lâm Ngọc An rồi nói. Nếu như cô gái xinh đẹp này thật sự thích sợi dây chuyền này thì sau khi tôi mua tôi có thể tặng cho cô ấy, hơ hơ. Thật ngại quá cậu chủ Thiên Phong, kiểu dây chuyền kim cương này chỉ còn lại một sợi thôi, sợi này đã được anh Hoàng Thiên mua rồi. Nữ nhân viên giải thích với Cảnh Thiên Phong với vẻ mặt lo lắng, cô ấy biết rất rõ về gia thế của Cảnh Thiên Phong, cũng biết đây là một cậu ấm con nhà giàu đến từ Hà Nội, lại còn quen biết với Lã Việt ông chủ cửa hàng của cô ấy nữa. Chỉ còn lại một sợi ư. Hơ hơ, vậy thì cô chỉ có thể bán cho tôi thôi. Hơn nữa, tên nhà quê khố rách áo ôm này mà cũng mua nổi sao? Sợi dây chuyền này chắc khoảng hơn 300 triệu nhỉ? Không phải là tôi xem thường anh ta nhưng cô cứ hỏi thử xem anh A có nổi số tiền lớn như vậy không? Cảnh Thiên Phong càng nói càng tỏ ra đắc chí, sau đó cậu ta nhìn về phía Hoàng Thiên tỏ vẻ khinh thường. Cô gái mang yếm ấy mỉm cười rồi hứ một tiếng rồi nói, cậu chủ Phong à anh không biết được đâu. Bây giờ có rất nhiều loại người nghèo kiết xác như vậy đến cửa hàng trang sức lén la lén lút chụp trộm mấy bức ảnh để đăng lên tường để giả bộ giàu có chứ thực tế là không mua nổi đâu. Lúc này Cảnh Thiên Phong buông cô gái mang yếm ấy ra, cậu thanh niên này đúng là yêu ma quỷ quyệt, vừa nhìn thấy Lâm Ngọc An là tâm trí cậu ta lại chỉ nghĩ về Lâm Ngọc An mà thôi. Để có thể thể hiện được mức độ giàu có của cậu ta trước mặt Lâm Ngọc An, cậu ta vội vàng đưa tay gọi nữ nhân viên, cô gói sợi dây chuyền kim cương này lại cho tôi. Với lại tất cả những món đồ trang sức ở trong tủ này cô gói hết lại cho tôi muốn mua hết. Trời ạ, cậu chủ Thiên Phong này có nhiều tiền đến vậy ư? Đúng vậy, mấy món trang sức trong tủ này ít nhất cũng phải ngốn hết mấy tỷ, má ơi. Mấy người còn chưa thấy sao, cậu chủ Thiên Phong này đã mê vợ của tên nhà quê kia rồi, nếu không sao cậu ta phải nhắm vào tên nhà quê đó làm gì chứ? Đúng quá rồi còn gì nữa, tôi thấy tên nhà quê họ Hoàng kia sắp rơi vào thảm kịch rồi. Vợ đẹp như vậy anh ta có giữ nổi không đây? Tôi cá hôm nay cô ấy sẽ bị cậu chủ Thiên Phong cướp đi mất. Những người khách trong cửa hàng trang sức bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Người sốt ruột nhất vẫn là nữ nhân viên bán hàng, cô ấy biết rằng Hoàng Thiên là bạn của Lã Việt, thế nhưng cậu chủ Thiên Phong đây cũng có quen biết với Lã Việt, hai hôm trước Lã Việt còn dẫn cậu chủ Thiên Phong đến đây để chọn đồ trang sức nữa.
Cảnh Thiên Phong nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, cậu ta càng trở nên đắc ý hơn. Lúc này, cậu ta chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ của Lâm Ngọc An rồi nói với nữ nhân viên, làm phiền cô tháo sợi dây chuyền này xuống, tôi muốn sau khi mua xong sẽ tận tay đeo lên cho cô gái xinh đẹp này. Lời này quá trắng trợn, dám ngang nhiên tán tỉnh trước mặt chồng người ta như vậy. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, anh phát hiện nếu mình không cho Cảnh Thiên Phong biết thế nào là lễ độ thì thằng nhóc này vẫn cứ khoe khoang ngạo mạn như vậy. Ông xã, thôi bỏ đi, chúng ta không cần sợi dây chuyền này nữa, đi thôi. Lâm Ngọc An không muốn làm lớn chuyện, nhỏ giọng khuyên nhủ Hoàng Thiên. Nhà có vợ hiền, đàn ông không làm chuyện hung bạo. Câu này rất có đạo lý, không thể không nói, Lâm Ngọc An cũng được coi là một người vợ thảo hiền. Nhưng câu này chỉ dùng với người bình thường, còn đối với Hoàng Thiên, có làm chuyện hung bạo thì đã làm sao? Em đã đeo lên rồi, sao có thể không cần nữa? Để anh đi thanh toán. Hoàng Thiên hôn lên má Lâm Ngọc An một cái, dịu dàng nói. Sau đó anh đến quầy thu ngân trả tiền. Nhưng Cảnh Thiên Phong lại rất tức giận, đối với cậu ta, người phụ nữ mà cậu ta nhìn chúng nhất định phải là của cậu ta. Hoàng Thiên lại dám hôn Lâm Ngọc An trước mặt cậu ta, điều này khiến cậu ta không thể chịu đựng được. Ha, anh đi thanh toán, anh có tiền trả sao? Không có bản lĩnh thì đừng giả vờ giả vịt nữa, không giả vờ được lâu đâu. Cảnh Thiên Phong nhìn Hoàng Thiên, nói một cách mỉa mai. Hoàng Thiên quay đầu lại, lạnh lùng đáp, cậu vẫn chưa xong phải không? Bỏ đi ông xã, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, đừng gây rắc rối vào một ngày đẹp như này. Lâm Ngọc An vội vàng khuyên nhủ Hoàng Thiên, lúc này cô tháo sợi dây chuyền xuống, chuẩn bị trả lại cho nữ nhân viên bán hàng. Nhưng Hoàng Thiên lại ngăn Lâm Ngọc An lại, giúp cô đeo lại sợi dây chuyền. Ha, xem ra tôi phải nói chuyện với chú Lã Việt rồi, đừng để đám người vớ vẩn bước vào cửa tiệm nữa, không mua nổi còn đeo thử sao. Hắn là phải thu chút phí khấu hao rồi. Cảnh Thiên Phong châm chọc. Nếu tôi mua được thì sao? Hoàng Thiên hỏi cậu ta. Cảnh Thiên Phong nghe anh nói vậy thì bĩu môi, khinh thường đáp, cho dù anh có mua được thì cũng là cố mua bằng được dù tốn kém đến đâu. Sau đó anh định để vợ mình hít khí trời uống nước lã với anh sao? Nói rồi, Cảnh Thiên Phong liếc Lâm Ngọc An một cái, cười một cách rất ngạo mạn, nói, bổn thiếu ra đây lại khác, dù có mua hết mấy trăm nghìn đồ trang sức trong quầy ở đây cũng là một chuyện rất bình thường. Cảnh Thiên Phong cố ý khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt Lâm Ngọc An. Còn thỉnh thoảng liếc nhìn thân hình quyến rũ của cô. Cô gái đeo thắt lưng bên cạnh Cảnh Thiên Phong không bị mù, vừa nhìn một cái đã nhận ra cậu ta có ý với Lâm Ngọc An, trong lòng cô ta cảm thấy rất chua xót. Hừ, bây giờ cô đã biết thực lực chênh lệch rồi đúng không? Cô mau cút ra khỏi đây cùng với ông chồng khố rách áo ôm của mình đi, dám so dầu với cậu Hoàng Thiên Thiên Phong đây á. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô gái đeo thắt lưng ôm cổ Cảnh Thiên Phong, hậm hực với Lâm Ngọc An. Còn không quên ném cho cô một cái trợn mắt hung dữ. Lâm Ngọc An thở dài ngao ngán, vốn dĩ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng cô và Hoàng Thiên đều rất vui, nhưng không ngờ lại gặp phải loại người này. Ông xã, chúng ta đi thôi, bọn họ muốn sợi dây chuyền này thì nhường cho bọn họ đi. Lâm Ngọc An nói rồi tháo sợi dây chuyền đặt lên quầy, định kéo Hoàng Thiên rời đi. Hoàng Thiên thấy Lâm Ngọc An nói vậy, anh cũng không muốn nhìn thấy loại người như Cảnh Thiên Phong nữa. Dù sao hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời đối với anh và bà xã. Vì vậy, Hoàng Thiên gật đầu, chuẩn bị cùng Lâm Ngọc An rời đi. Cảnh Thiên Phong thấy Lâm Ngọc An sắp đi mất, làm sao cậu ta cam lòng. Một người đẹp như vậy mà rời đi thì quá đáng tiếc. Đừng vội mà người đẹp, nếu cô thích sợi dây chuyền này thì bổn thiếu ra đây sẽ tặng cho cô. Cảnh Thiên Phong nhăn nhở nằm lấy cánh tay Lâm Ngọc An, còn một tay khác định giơ lên vuốt má cô. Sở dĩ Cảnh Thiên Phong dám làm vậy là vì cậu ta nghĩ Hoàng Thiên là một kẻ hèn nhát, bị người khác khiêu khích như vậy lại lựa chọn nhượng bộ, đưa bà xã bỏ đi một cách chán nản. Đúng là đồ quá bất tài. Anh làm gì đấy, bỏ tay ra. Lâm Ngọc An tức giận, hét lên với Cảnh Thiên Phong. He he, đừng giận mà người đẹp, chúng ta kết bạn nhé. Cảnh Thiên Phong vươn tay ra định chạm vào mặt Lâm Ngọc An. Đúng lúc này. Một bàn tay to lớn như chiếc kìm nhổ đinh lập tức kẹp chặt cổ tay Cảnh Thiên Phong. Chát! A, à, má nó! Mặt Cảnh Thiên Phong hứng một cái tát như trời giáng, mũi cũng bắt đầu chảy máu. Quay đầu nhìn một cái, chính là Hoàng Thiên đánh cậu ta. Má nó, mày dám đánh bổn thiếu ra đây á? Cảnh Thiên Phong trợn tròn mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ta lớn đến chừng này rồi nhưng chưa có ai dám đánh cậu ta như thế. Tôi đánh cậu đấy, sao nào? Hoàng Thiên lại tát Cảnh Thiên Phong thêm hai cái nữa coi như chào hỏi, tát đến mức cậu ta nổ đầy đom đóm mắt. Cảnh Thiên Phong cũng mạnh miệng, người đã bị đám phụ nữ khoét giống rồi, cậu ta biết mình không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Vì vậy thằng nhóc này không đánh trả, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lã Việt. Chú Lã Việt, cháu đang ở cửa hàng trang sức của chú đến đánh cái thằng nhà quê này cho cháu đi. Chú đến ngay đây. Giọng nói của Lã Việt vang lên trong điện thoại của Cảnh Thiên Phong, xem ra ông ta có vẻ rất vội vàng. Cảnh Thiên Phong cúp điện thoại, chỉ vào mặt Hoàng Thiên chửi bới, con mẹ nó mày đừng có chạy, lát nữa chú Lã Việt sẽ đến đây, hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày phọt rắm. Hoàng Thiên thấy cảnh này thì cạn lời. Thằng nhóc Cảnh Thiên Phong này thật sự khiến anh đau đầu, tìm Lã Việt đến đối phó với anh sao? Lâm Ngọc An cũng dở khóc dở cười, cô biết Hoàng Thiên có quan hệ rất sâu với Lã Việt, lúc Lã Việt đến đây sao ông ta có thể đánh Hoàng Thiên được? Khách hàng trong cửa hàng trang sức không biết điều này, bọn họ vừa nhìn thấy Cảnh Thiên Phong quen biết với ông Lã Việt liền rất bội phục. Xem ra thằng nhãi họ Hoàng kia sắp thảm rồi, cậu Hoàng Thiên Thiên Phong này còn quen biết với ông Lã Việt cơ. Chứ còn gì nữa, ông Lã Việt mà đến còn không đánh chết tên họ Hoàng kia sao? Hết cách rồi, vừa nhìn đã biết cậu Hoàng Thiên Thiên Phong này là người có tiền, không thể chọc vào đám người có tiền đâu. Những người khác xung quanh đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Không lâu sau, một chiếc Bentley đậu trước cửa, Lã Việt bước vào cửa hàng. Đối với cậu Hoàng Thiên Thiên Phong đến từ Hà Nội này, Lã Việt chẳng có ấn tượng tốt về cậu ta. Nhưng cha của Thiên Phong là Cảnh Thanh Kiên, vì nể mặt ông ta nên Lã Việt mới khách khí với Cảnh Thiên Phong. Biết tin cậu ta bị đánh trong cửa hàng trang sức của mình, trong lòng Lã Việt cũng rất lo lắng, vì thế ông ta vội vàng chạy đến xem. Vừa thấy Lã Việt tới, Cảnh Thiên Phong lập tức thẳng lưng dậy. Lã Việt là đại ca quyền lực nhất thành phố Bắc Ninh, có Lã Việt ở đây, Cảnh Thiên Phong còn sợ ai? Chú Lã Việt, thằng nhãi họ Hoàng này đánh cháu, chú mau giúp cháu khử nó đi. Cảnh Thiên Phong giận dữ, bước lên trước chào hỏi Lã Việt, đợi Lã Việt hung hăng dậy cho Hoàng Thiên một trận. Đúng đó chú Lã Việt, Thiên Phong bị người ta đánh ở địa bàn của chú phải cho chúng cháu một lời giải thích. Cô gái đeo thắt lưng tỏ vẻ nhất định không chịu buông tha cho Hoàng Thiên, nói với Lã Việt. Lã Việt trừng mắt nhìn cô gái đó, lòng thầm nghĩ ở đây đến lượt cô lên tiếng sao. Ai đánh cậu Hoàng Thiên Thiên Phong đứng ra đây cho tôi? Lã Việt cao giọng hét lên. Không ai dám đáp lời, ở Bắc Ninh, ai mà không biết uy danh của Lã Việt. Tôi đánh đấy. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói một câu. Chết tiệt. Lúc này Lã Việt mới nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, ông ta thực sự rất kinh ngạc. Cậu Hoàng Thiên, hóa ra là cậu đánh à? Lã Việt cười cười, bước tới nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Cảnh tượng đó khiến Cảnh Thiên Phong và cô gái đeo thắt lưng kia há hốc mồm, cái thằng nhà quê này cũng quen biết Lã Việt ư. Thấy dáng vẻ nhiệt tình của Lã Việt, còn nhiệt tình với thằng nhà quê đó hơn ông đây. Cảnh Thiên Phong vừa sửng sốt vừa buồn bực, cậu ta bước đến bên cạnh Lã Việt hỏi, chú Lã Việt, chú biết thằng nhà quê này à? Nghe cậu ta nói vậy, Lã Việt lập tức xa xăm mặt mày. Mặc dù cha của Cảnh Thiên Phong có chút giao tình với ông ta, nhưng quan hệ giữa ông ta với Hoàng Thiên còn sâu hơn. Cảnh Thiên Phong ơi Cảnh Thiên Phong à, cậu có mắt mà như mù. Nhà cậu ở Hà Nội nhiều lắm cũng chỉ được coi là gia tộc tuyến ba thôi, sao có thể bì được với nhà họ Hoàng quyền lực này được chứ? Nếu chọc giận Hoàng Thiên, anh chỉ cần tùy ý duỗi đầu ngón tay ra thôi đã có thể khiến nhà họ Cảnh không bao giờ trở mình được nữa. Con mẹ nó cậu kiêu ngạo tiếp đi. Nhưng tất nhiên Lã Việt không thể nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy, lúc này ông ta mất kiên nhẫn trừng mắt với Cảnh Thiên Phong, cậu Thiên Phong, mong cậu ăn nói cẩn thận một chút. Nếu cậu còn nói cậu Hoàng Thiên đây như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Cháu! Cảnh Thiên Phong nghẹn họng. Nhưng trước mặt cô gái kia cậu ta cũng không thể thừa nhận là mình đang sợ hãi. Quan trọng nhất là Lâm Ngọc An đang ở đây, không lấy lại được thể diện thì sao có thể có được một người đẹp như Lâm Ngọc An. Nghĩ vậy, Cảnh Thiên Phong mặt đỏ tía tai nói, chú Lã Việt, nếu chú đã có quen biết với họ Hoàng này, vậy chú không cần quản chuyện này nữa. Hừ, cháu phải cho thằng khố rách áo ôm này biết, đắc tội với cậu Thiên Phong nhà họ Cảnh sẽ có kết cục thế nào. Đúng vậy, nghèo rách mà còn làm phản hả? Cô gái đeo thắt lưng khinh thường trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, cất lời chửi bới. Lúc này Hoàng Thiên thực sự rất khó chịu, thằng nhãi Cảnh Thiên Phong này mở miệng ra là đồ nhà quê nghèo hèn,
Cậu ta thực sự tưởng rằng bản thân rất giàu có sao? Có phải các người nghĩ rằng mình thực sự rất có tiền ư? Hoàng Thiên nhìn cảnh Thiên Phong và cô gái kia, hỏi. Má nó, còn chưa chịu bội phục sao, anh nhìn đây này. Cô gái đeo thắt lưng khinh bỉ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, sau đó quay mông ra khỏi cửa hàng trang sức, nhấc một chiếc vali từ trong xe cảnh Thiên Phong ra. Cô ta dùng sức kéo chiếc vali vào cửa hàng, sau đó mở nó ra trước mặt mọi người. Bên trong vali chứa đầy những tập tiền nhiều đến chói mắt. Đây là 3 tỷ rưỡi. Một kẻ nghèo rất mồng tơi như anh đã nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy bao giờ chưa? Đây chỉ là tiền tiêu vặt của cậu Thiên Phong thôi đấy. Cô ta đắc ý khoanh tay, buông lời chế nhạo Hoàng Thiên. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, cậu Thiên Phong đúng là quá giàu có, tùy tiện để 3 tỷ rưỡi tiền tiêu vặt trên xe ư. Đúng là người có tiền. Cảnh Thiên Phong rất đắc ý, rất hài lòng với màn thể hiện của cô gái đeo thắt lưng, bây giờ cậu ta đã lấy lại được không ít mặt mũi rồi. Thế nào thằng nghèo rất mồng tơi kia? Nhiều tiền như vậy có làm mù đôi mắt chó của mày không? Cảnh Thiên Phong hỏi Hoàng Thiên. Đi thôi ông xã, chúng ta về nhà thôi. Lâm Ngọc An biết chắc chắn Hoàng Thiên không giàu có như người ta, cô sợ anh bị mất mặt nên khuyên Hoàng Thiên rời khỏi chỗ này. Thấy cảnh Thiên Phong và cô gái kia vẫn chưa chịu thôi, Hoàng Thiên cũng bắt đầu thấy bực bội. Không phải chỉ là tiền thôi sao? So xem ai nhiều tiền hơn với Hoàng Thiên tôi ư? Hoàng Thiên rút điện thoại ra, gọi cho Lưu Nguyệt Hoa. Mang cho tôi 350 tỷ tiền mặt đến đây, đưa đến cửa hàng trang sức của Lã Việt trong vòng 20 phút. Hoàng Thiên vừa cất tiếng đã khiến tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc mồm, có hai người tâm lý không vững bị dọa sợ ngã thẳng xuống đất. 350 tỷ tiền mặt, trong 20 phút, có cần phải khoa trương như vậy không? Trong nửa phút, toàn bộ cửa hàng trang sức đều lặng ngắt như tờ. Ha ha, đúng là buồn cười chết mất, một kẻ khố rách áo ôm như mày lại chém gió không biết ngượng mồm cơ đấy. Cảnh Thiên Phong cười ngặt nghẽo, quên mất là mình vừa mới ăn tát, cậu ta chỉ vào Hoàng Thiên chửi mắng, được rồi, thằng đần đột. Bổn thiếu ra đây sẽ ngồi đợi 350 tỷ tiền mặt kia. Nếu mày thực sự cho tao thấy được số tiền đó, tao sẽ quỳ xuống dập đầu gọi mày là ông nội. Cảnh Thiên Phong và cô gái đeo thắt lưng một sướng một hát, hai người này cười sắp nội thương rồi. 350 tỷ. Đùa gì vậy, đó là 350 tỷ, 100 lần của 3 tỷ rưỡi đó. Cảnh Thiên Phong vừa lấy ra 3 tỷ rưỡi tiền mặt đã làm mọi người ở đây ngạc nhiên, vậy nếu là 100 lần của 3 tỷ rưỡi thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhìn quần áo Hoàng Thiên mặc trên người chỉ là quần áo bình thường, có lẽ còn chưa được 300.000, Cảnh Thiên Phong cười sắp nội thương rồi. Người phụ nữ đeo thắt lưng lại càng khoa trương hơn, miệng cô ta sắp ngoác ra tận sau đầu rồi. Không chỉ hai người bọn họ không tin, những người khác ở đây ngoài Lã Việt ra cũng không có ai tin, bao gồm cả Lâm Ngọc An. Mặc dù Lâm Ngọc An biết Hoàng Thiên có biệt thự giá trên trời, nhưng đó là bất động sản, ai mà lấy ra được 350 tỷ tiền mặt. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên một cái, cô lắc đầu, sao Hoàng Thiên có thể mạnh mồm nói như vậy? Lát nữa sẽ mất mặt lắm đây. Ông xã, chúng ta nhanh về nhà đi, đừng tranh cao thấp với bọn họ. Lâm Ngọc An kéo Hoàng Thiên muốn rời đi, cô cảm thấy nhanh chóng rời khỏi nơi này chính là cách duy nhất. Cảnh Thiên Phong há có thể cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An rời đi như thế. Anh ta còn đang chờ Hoàng Thiên bị bế mặt cơ mà. Đốt hết pháo rồi muốn chạy hả? Ha ha, nếu hôm nay hai người không cho tôi thấy được 350 tỷ tiền mặt, hai người đừng hòng đi ra khỏi đây. Cảnh Thiên Phong ngăn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nói, giọng điệu gật gù đắc ý. Hoàng Thiên vốn cũng không muốn rời khỏi đây, nếu đôi trai gái này thích nhìn người khác bẽ mặt thì phải để bọn họ biết thế nào là tự chuốc lấy phiền phức. Tránh ra, cậu có quyền gì mà không cho chúng tôi đi? Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Cảnh Thiên Phong. Cô hơi tức giận, càng lộ ra vẻ quyến rũ tột cùng, làm xương Cảnh Thiên Phong cũng muốn mềm ra. Người đẹp, anh cũng không muốn nhằm vào em, là do người đàn ông của em tát anh 3 cái, món nợ này anh còn chưa tính với anh ta đâu. Cảnh Thiên Phong nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An với đôi mắt lẳng lơ. Đúng vậy, ai muốn đánh cậu Thiên Phong của chúng tôi thì đánh à? Hôm nay các người đừng hòng chạy thoát. Người phụ nữ đeo thắt lưng đứng bên cạnh cũng quát lên. Hoàng Thiên bình tĩnh mỉm cười, nhìn Cảnh Thiên Phong một cái, nói với cậu ta, cậu Thiên Phong, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Chỉ cần tôi cho cậu thấy 350 tỷ tiền mặt cậu sẽ dập đầu với tôi, gọi tôi là ông nội, đúng không?
Cảnh Thiên Phong tức giận trắng mặt nhìn Hoàng Thiên, nói, đúng là tôi nói như vậy. Nhưng nếu anh không lấy ra được 350 tỷ tiền mặt, anh phải tự vả mặt 1 giờ đồng hồ, quỳ xuống dập đầu với tôi 180 lần. Mẹ nó, cậu Thiên Phong độc ác thật, xem ra lại có Dreamer để hít rồi. Đúng vậy, tên họ Hoàng này xong đời rồi, lát nữa sẽ bị bế mặt thôi. Người nghèo không tranh với người giàu, anh ta tội gì phải làm như thế? Lại còn lấy ra 350 tỷ tiền mặt, ôi mẹ ơi, thế này là nói quá quá mức rồi đó. Những người xung quanh xì xào bàn tán, ai cũng cho rằng Hoàng Thiên chết chắc rồi. Hoàng Thiên thấy Cảnh Thiên Phong hăng hái hơn, không khỏi cười khẩy một cái, nhìn thấy Cảnh Thiên Phong thích tự tìm đường chết như vậy, Lão Việt thật sự không còn gì để nói với Cảnh Thiên Phong nữa. Được, Lão Việt tôi sẽ làm nhân chứng cho hai người. Nếu ai thua cuộc mà không thực hiện như đã hứa thì Lã Việt tôi sẽ là người đầu tiên trừng phạt người đó. Lã Việt nói to. Thật ra, ông ta nói lời này chỉ để một mình Cảnh Thiên Phong nghe. Với Lã Việt, ông ta cảm thấy nếu cậu Hoàng Thiên muốn lấy 350 tỷ ra thì đúng là dễ như trở bàn tay, Cảnh Thiên Phong ắt sẽ bại mà thôi. Cảnh Thiên Phong nghe thấy Lã Việt nói vậy lại càng được nước làm tới. Vừa rồi cậu ta còn đang nghĩ nếu Hoàng Thiên đổi ý thì phải làm sao? Bây giờ thì không cần lo nữa, có Lã Việt làm nhân chứng, Hoàng Thiên có muốn đổi ý cũng không được. Hừ hừ, tên quỷ nghèo họ Hoàng chỉ biết ba hoa nói láo, lát nữa ông đây sẽ cho mày đẹp mặt. Cảnh Thiên Phong đắc ý, ngồi đợi Hoàng Thiên bị bế mặt. 15 phút trôi qua, nhưng vào lúc này ngoài cửa tiệm trang sức ồn ào một trận tưng bừng. 4 chiếc xe áp tải tiền mặt phóng nhanh đến, chỉnh tề đỗ trước cửa tiệm trang sức của Lã Việt. Ngay sau đó, từ mỗi chiếc xe, mấy nhân viên áp tải tiền mặt đầy đủ trang bị bước xuống, tổng cộng tầm 20 nhân viên áp tải. Con mẹ nó, không phải chứ, đưa tiền đến thật hả? Chắc chắn là tiền, không thấy đây là xe áp tải tiền mặt à? Trời ạ, tốc độ nhanh thật, chẳng lẽ anh A có một cái ngân hàng? Từng khách hàng bên trong tiệm trang sức dài cổ nhìn ra ngoài, sợ ngây cả người. Cảnh Thiên Phong và người phụ nữ đeo thắt lưng nhìn thấy một màn như vậy, mắt chữ A mồm chữ không. Dự cảm có điều không lành. Lúc này Lưu Nguyệt Hoa bước từ trên xe xuống, nói với các nhân viên áp tải, đưa tiền vào trong cửa hàng. Giỏi. Mấy nhân viên áp tải nghe lệnh, bắt đầu nâng từng két tiền vào cửa hàng trang sức. Còn những người còn lại thì đứng cầm súng canh giữ, đề phòng xảy ra chuyện gì. Khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên là bọn họ không dám lơ mơ, chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cục diện thế này thì xảy ra bất chắc gì được. Ai mà có ý đồ không an phận thì cũng chỉ có thể tự chuốc lấy đau khổ. Từng két sắt tiền được vận chuyển vào trong tiệm, tròn 50 két tiền. Lưu Nguyệt Hoa đi tới trước mặt Hoàng Thiên, kính cẩn hỏi anh Hoàng Thiên, tiếp theo tôi phải làm gì? Mở két ra, cho cậu Thiên Phong đây được mở mắt một chút. Hoàng Thiên chỉ Cảnh Thiên Phong, sau đó thản nhiên nói với Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa nhìn sang Cảnh Thiên Phong đang há hốc mồm, không khỏi thấy buồn cười. Thầm nghĩ chẳng lẽ là thằng nhóc này chọc giận cậu Hoàng Thiên nhà mình sao? Cậu Thiên Phong, cậu nhìn kỹ đi, đây là 350 tỷ tiền mặt. Lưu Nguyệt Hoa nói với Cảnh Thiên Phong, sau đó bảo nhân viên áp tải mở két ra. Két sắt chuyên dụng được mở ra, mỗi két là 7 tỷ, 50 két được mở ra hoàn toàn, tròn 350 tỷ. Cảnh Thiên Phong trợn mắt há mồm, ngây cả người, thở hồng hộc. Tài sản nhà cậu ta cũng chỉ tầm 7.000 tỷ. Đó là tất cả tài sản của gia đình cậu A, muốn lấy ra 350 tỷ tiền mặt là không thể nào. Hoàng Thiên có thể lấy được 350 tỷ tiền mặt trong thời gian ngắn như vậy, vậy thì tổng tài sản của anh ta phải là bao nhiêu? Con cháu nhà giàu thế nào mới có thể làm được? Cảnh Thiên Phong không ngốc, bây giờ trong đầu cậu ta đang vang lên từng tiếng ầm ầm, cậu ta ý thức được rằng hôm nay cậu A đã chọc phải người không thể chọc. Người phụ nữ đeo thắt lưng bên cạnh cậu ta cũng không to mồm được nữa. Ngây người như bị trúng chưởng, nhìn núi tiền trước mặt, cô ta bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cục diện thế này, lại còn có nhiều tiền như vậy đã làm mọi người ở đây hưng phấn lên. Mọi người lập tức phản ứng lại, lấy điện thoại ra chụp như điên, ghi lại thời khắc rung động lòng người này. Nếu không có Hoàng Thiên, cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy 350 tỷ tiền mặt. Có mấy cô gái trẻ tuổi không kiềm chế được, kích động nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt tràn ngập ngôi sao phát sáng lên. Hận không thể kéo Hoàng Thiên đến khách sạn thuê phòng. Trong cửa hàng trang sức, mọi người kêu gào không ngớt, có mấy người không chịu được cảm giác kịch tính mạnh mẽ này đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Quả nhiên sức mạnh của đồng tiền rất lớn,
nhiều tiền như vậy để ở đây làm bản tính con người lộ ra, trong cửa hàng trang sức, người với vẻ mặt thế nào cũng có, mắt ai cũng tỏa sáng như được bơm máu gà. Ngay cả Lã Việt cũng chấn động không thôi, ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên thật sự có thể lấy ra 350 tỷ trong mấy chục phút, ông ta cũng cực kỳ khiếp sợ. Ông xã, cái này không phải là đang nằm mơ không? Giọng nói của Lâm Ngọc An run rẩy, cô kéo tay Hoàng Thiên, không thể tin tất cả những thứ xảy ra trước mắt mình. Hoàng Thiên rất bình thản cười cười, nhìn Lâm Ngọc An nói, đương nhiên là không phải mơ. Em, trời ạ! Lâm Ngọc An ngạc nhiên không nói nên lời, cô từng này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Mà cả đống tiền này còn là của người đàn ông của cô. Người phụ nữ đeo thắt lưng hoàn hồn, cô A nhìn Hoàng Thiên lần nữa như nhìn nam thần trong lòng, sùng bái cực độ. Thế này thì nghèo kiết xác thế nào được? Rõ ràng là cậu Hoàng Thiên nhà giàu bậc nhất rồi. So sánh với nhà giàu như vậy, cảnh Thiên Phong hoàn toàn lép vế mà thôi. Người phụ nữ đeo thắt lưng hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy sao mình còn cười nhạo Hoàng Thiên được. To chuyện rồi. Lúc này cô ta điên cuồng phóng điện với Hoàng Thiên, hy vọng Hoàng Thiên chú ý tới cô ta. Nếu có cơ hội về phe Hoàng Thiên, cô ta sẽ đá cảnh Thiên Phong ngay lập tức. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối Hoàng Thiên không thèm nhìn cô ta một cái. Cảnh Thiên Phong cũng kịp phản ứng, lúc tên nhóc này nhìn Hoàng Thiên, nào dám khinh thường nữa. Trong mắt tràn đầy ánh nhìn kính nể Hoàng Thiên. Hay là đưa 350 tỷ này về xe áp tải đi. Cảnh Thiên Phong cười khó coi hơn khóc, nhìn Hoàng Thiên, cậu ta đột nhiên thấy hoảng sợ. Lời đã nói ra, nếu Hoàng Thiên không chịu tha cho cậu ta thì cậu ta thảm rồi. Quả nhiên Cảnh Thiên Phong đã đoán đúng, Hoàng Thiên không có ý định bỏ qua cho cậu ta. Hoàng Thiên nhìn Cảnh Thiên Phong một cái, cười lạnh nói, cậu Thiên Phong, bây giờ là lúc cậu nên thực hiện mấy lời cậu nói trước đó nhỉ? Mấy lời này của Hoàng Thiên là một đòn chí mạng với Cảnh Thiên Phong. Điều cậu ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, Hoàng Thiên hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho cậu ta. Nhưng nếu thật sự phải dập đầu gọi ông nội với Hoàng Thiên thì mặt mũi của cậu Cảnh Thiên Phong còn đâu nữa? Không phải sẽ bị người ta chê cười đến chết sao? Dù sao cũng là cậu Thiên Phong con nhà giàu ở thủ đô, Cảnh Thiên Phong cũng không muốn bị bẽ mặt như vậy. Ha ha, đại ca, vừa rồi em chỉ đùa với anh một chút thôi. Anh đừng tưởng là thật nhé. Cảnh Thiên Phong mặt dày cười cười với Hoàng Thiên, khom lưng cúi người với anh. Hoàng Thiên vừa nghe thấy thằng nhóc này muốn lấp liếm, mặt anh trầm xuống. Người đứng nhìn xung quanh không ngại mọi chuyện lớn thêm, mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Phong. Vừa rồi Cảnh Thiên Phong cũng quá đáng quá mức, châm chọc Hoàng Thiên như vậy. Ánh mắt của mọi người sáng như sao, ai cũng rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ha ha! Xem ra có người chỉ nói cho sang mồm thôi. Đúng vậy, tôi đây coi thường nhất là loại người nói được mà không làm được. Thải phân ra rồi còn muốn đi về sao? Đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Mấy người đàn ông ở bên cạnh lớn giọng bàn tán, bọn họ không ngại ra sức đánh loại chó như Cảnh Thiên Phong xuống nước. Cảnh Thiên Phong đỏ mặt đỏ cổ, nếu trên mặt đất có cái lỗ nào, cậu ta sẽ chui xuống ngay lập tức. Quá mất mặt. Ôi mẹ ơi! Trước mặt nhiều người như vậy, Cảnh Thiên Phong thật sự vô cùng xấu hổ, thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, cậu ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tên họ Hoàng kia, đối nhân xử thế tốt nhất là phải giữ lại một con đường sau này còn mặt mũi nhìn nhau. Anh đừng có quá đáng. Cảnh Thiên Phong thẹn quá thành giận, tay chỉ về phía Hoàng Thiên quát lên. Hoàng Thiên chỉ nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Cảnh Thiên Phong nói, cậu Thiên Phong, nếu tôi không lấy 350 tỷ đến đây thì cậu sẽ bỏ qua cho tôi sao? Cảnh Thiên Phong im lặng, với cách làm người của cậu ta, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho Hoàng Thiên. Mọi người bận rộn lắm, cậu mau dập đầu gọi ông nội đi, đừng kỳ kèo nữa. Hoàng Thiên khoát tay với Cảnh Thiên Phong một cái, ý bảo cậu ta nhanh lên chút. Cảnh Thiên Phong sầu não, bảo cậu ta quỳ xuống dập đầu gọi ông nội, cậu ta không làm được. Lã Việt đang nhìn Cảnh Thiên Phong, lúc này mặt ông ta cũng trầm xuống. Cậu Thiên Phong! Cậu quên tôi vừa nãy tôi nói gì rồi sao? Lã Việt lạnh lùng hỏi Cảnh Thiên Phong. Cảnh Thiên Phong hoảng sợ, Lã Việt là người như thế nào cậu ta rất rõ. Nếu chọc giận Lã Việt, cậu ta không gánh được hậu quả. Chú Lã Việt, cha cháu với chú là bạn tốt mà, chú giúp cháu nói mấy câu đi. Cảnh Thiên Phong thì thầm cầu xin Lã Việt. Lã Việt có vẻ không kiên nhẫn được nữa, quả thật ông ta và Cảnh Thanh Kiên cũng có chút quan hệ.
nhưng so với Hoàng Thiên thì Cảnh Thanh Kiên là cái thá gì. Huống hồ Lã Việt coi thường nhất loại đàn ông không có trách nhiệm, dám làm mà không dám chịu, cái thằng Cảnh Thiên Phong này không đáng mặt đàn ông chút nào. Đàn ông nói được làm được, cậu nhanh lên chút đi, đừng làm khó tôi. Giọng nói Lã Việt lạnh như băng cảnh cáo Cảnh Thiên Phong. Tim Cảnh Thiên Phong như bị dội nước lạnh, cậu ta biết hôm nay không nghe theo là không được, nếu chọc giận Lã Việt, cậu ta sẽ thảm hại hơn nhiều. Phí chi Cảnh Thiên Phong quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Ông nội, còn chưa dập đầu, thế này không tính, làm lại đi. Hoàng Thiên mỉm cười, nhìn Cảnh Thiên Phong một cách hòa ái như phụ huynh nhìn con cháu. Mẹ nó thằng họ Hoàng này. Cảnh Thiên Phong thầm mắng trong lòng, cậu ta hận Hoàng Thiên đến chết. Cảnh Thiên Phong cắn răng, dập đầu ba cái, ông nội Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mỉm cười vỗ vỗ đầu Cảnh Thiên Phong. Cả khuôn mặt Cảnh Thiên Phong nóng dần lên, mọi người ở đây đang nhìn cậu ta, cười nhạo cậu ta, làm cậu ta vô cùng xấu hổ. Mẹ kiếp, sớm biết sẽ rơi vào kết cục này thì nói thế nào mình cũng không trêu chọc cái tên họ Hoàng này. Có tiền như vậy còn giả vờ mình nghèo làm cái mẹ gì, bẫy mình sao? Cảnh Thiên Phong cảm thấy như tim mình đang rỉ máu, cậu ta cũng không muốn ở đây mất mặt tiếp nữa, chán nản cũng người phụ nữ đeo thắt lưng rời đi. Người xung quanh được xem một trận đã nghiền, bọn họ chẳng có cảm tình gì với mấy loại cậu chủ vừa có tiền vừa ra vẻ này, ai cũng cảm thấy Hoàng Thiên đã thay bọn họ xả một hơi trong bụng. Hoàng Thiên vừa định để Lưu Nguyệt Hoa đem tiền về thì bỗng nhiên vào lúc này Trương Lan Phượng đi đến. Trương Lan Phượng đội một cái mũ lớn, mặt đeo khẩu trang to đùng che mặt kín mít đi vào cửa hàng trang sức. Cũng không trách Trương Lan Phượng che kín như vậy, hôm qua bị Tạ Long và Hồ Uyển Loan đánh thành đầu heo, không che mặt làm sao mà ra ngoài gặp người khác được. Hoàng Thiên nhìn thấy Trương Lan Phượng đến, anh thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên đúng như Hoàng Thiên dự đoán, Trương Lan Phượng đi vào nhìn thấy nhiều tiền như vậy trên mặt đất, mắt bà ta trợn trừng lên. Ôi mẹ ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Triển lãm tiền hả? Trương Lan Phượng sợ ngây người, bà ta sống từng này tuổi rồi nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Ngọc, Ngọc An, đây đây, đây là tiền hả? Trương Lan Phượng kích động nói lắp bắp, hỏi Lâm Ngọc An. Bây giờ Lâm Ngọc An mới nhớ tới, vừa rồi mình sợ Hoàng Thiên bị mất mặt nên đã gọi mẹ đến đây. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên lấy ra nhiều tiền mặt như vậy thì phải giải thích với Trương Lan Phượng thế nào đây? Có dọa đến Trương Lan Phượng không? Lâm Ngọc An không dám chắc, cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi lại mím lại, không nói được câu gì. Tim Trương Lan Phượng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, tiền bày đầy đất làm bà ta vô cùng kích động, chỉ nhìn thôi đã thèm. Hoàng Thiên, cậu nói đi, xảy ra chuyện gì vậy? Vị tỷ phú nào bày nhiều tiền ra đất như vậy, thế này là để làm gì? Trương Lan Phượng vừa tò mò vừa kích động, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy Trương Lan Phượng mất hết dáng vẻ bình thường như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Phàm là một người bình thường nhìn thấy nhiều tiền thế này ai cũng sẽ kích động, nói gì là mẹ vợ thấy tiền là sáng mắt. Không để làm gì cả, chơi thôi. Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh. Chơi. Mắt Trương Lan Phượng trợn to, nghĩ liệu có phải mình nghe nhầm không? Chẳng lẽ nhà giàu ai cũng chơi như vậy sao? Bày ra nhiều tiền thế này để chơi. Chị à. Cậu Hoàng Thiên là con trai chị sao? Lúc này, một bác gái tầm tuổi trung niên hai mắt phát sáng, hâm mộ hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bĩu môi, từ trước đến nay bà ta coi Hoàng Thiên là một điều đáng xấu hổ, bà ta sợ nhất là người khác biết bà ta và Hoàng Thiên là người một nhà. Nó là con rể tôi. Trương Lan Phượng tức giận nói một câu, cảm thấy rất mất mặt, còn không quên lườm Hoàng Thiên một cái. Ôi trời ơi, chị à, tôi hâm mộ chị chết mất. Mệnh chị tốt thật đấy. Bác gái trung niên cảm khái, ước ao được tốt số như Trương Lan Phượng. Nhưng mà Trương Lan Phượng lại cảm thấy bác gái trung niên nói như vậy là đang châm chọc bà ta. Ha ha, tôi nói chị đừng cười, có được thằng con rể như thế, tôi còn muốn uống thuốc độc chết đi cho xong. Trương Lan Phượng cười ha ha. Bác gái trung niên không nói gì, mọi người bên trong cửa hàng trang sức cũng được mở rộng tầm mắt. Nghĩ thầm. Bà mẹ che mặt kín mít này đúng là biết giả vờ. Có con rể giàu có như thế, mà nghe bà ta nói như vậy chẳng lẽ là không hài lòng về con rể mình sao? Chị à, 350 tỷ trên mặt đất là của con rể chị đó. Chị có một chàng rể rùa vàng mà chị không biết sao? Bác gái trung niên trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi Trương Lan Phượng. Ha ha, 350 tỷ. Hả, bà vừa nói cái gì?
Bà nói lại lần nữa xem. Trương Lan Phượng không cười được nữa, mồm há to ra, nhảy dựng lên. Tôi nói là con rể của chị có 350 tỷ, chị còn có gì không hài lòng về con rể của chị sao? Bác gái trung niên nhỏ giọng đáp lại. Ôi mẹ ơi! Trương Lan Phượng chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, thực sự không chịu được cú sốc lớn như thế. Mắt đờ đẫn nhìn Hoàng Thiên, rồi lại nhìn tiền trên mặt đất, 350 tỷ. Trương Lan Phượng ngây ngốc cả người. Ngọc An, đây là thật sao? Trương Lan Phượng như nổi cơn điên loạn choạng cầm tay Lâm Ngọc An, cần một câu khẳng định của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng biết mẹ không chịu được, đừng nói là mẹ cô, chính cô cũng chưa hồi hồn. Mẹ, đây là thật. Lâm Ngọc An gật đầu. Ha ha ha, ha ha, hai ông trời mở mắt rồi, mở mắt rồi. Trương Lan Phượng như bị điên, hưng phấn khua tay múa chân, nhảy nhót làm trò hề trong cửa hàng trang sức. Trương Lan Phượng ôm lấy một cái két tiền, vừa khóc vừa cười, không còn bình tĩnh được nữa. Tình cảnh này làm mọi người thấy bối rối, chẳng lẽ người này có vấn đề về thần kinh hả? Chưa uống thuốc đã ra ngoài sao? Hoàng Thiên cũng nhíu mày, bảo Lưu Nguyệt Hoa mau chóng trở tiền đi, nếu còn để lại đây nữa anh sợ Trương Lan Phượng hưng phấn đến mức đột tử mất. Con rể à, con rể tốt của mẹ, ha ha ha. Trương Lan Phượng bò dậy chạy đến chỗ Hoàng Thiên, hai mắt bà ta tỏa sáng, nhìn Hoàng Thiên như nhìn cha ruột của bà ta. Nhưng vừa đi đến trước mặt Hoàng Thiên, hai chân Trương Lan Phượng đột nhiên không đứng vững được nữa, quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người xem càng thêm hoang mang hơn, trong lòng họ thầm nghĩ rằng không biết tình huống đang xảy ra là như thế nào. Cho dù người con rể này có là đại gia giàu có đi chăng nữa thì với cương vị là mẹ vợ cũng không thể hành lễ lớn như vậy đối với con rể được. Thực ra, Trương Lan Phượng không phải đang quỳ hành lễ với Hoàng Thiên, chẳng qua là vì bà ta quá phấn khích đến nỗi không thể đứng vững chân được nữa mà thôi. Hoàng Thiên cũng vô cùng ngại ngùng, vội vàng cùng Lâm Ngọc An ở tới đỡ Trương Lan Phượng lên. Mẹ bình tĩnh lại chút đi, mẹ bị làm sao thế? Lâm Ngọc An vội nói. Mẹ không sao, ha ha. Ngọc An, con mau nói cho mẹ biết đi, từ khi nào mà Hoàng Thiên lại trở nên giàu có như vậy thế? Trương Lan Phượng không kìm được nóng ruột hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng đổ mồ hôi ròng ròng, cô cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, con cũng không biết nữa. Ha ha, chuyện này thật không thể tin được mà, con rể nhà chúng ta lại giàu có như vậy, che giấu cũng kỹ quá đấy chứ. Trương Lan Phượng mặt mày hớn hở nói với Hoàng Thiên, con rể à, số tiền đó con cho người mang hết đi rồi sao? Giữ lại một ít đi, mẹ mang nó về nhà ôm nó ngủ một đêm. Hoàng Thiên nghe xong hoàn toàn không biết nói thêm gì nữa, anh cũng nhìn ra rõ ràng rằng Trương Lan Phượng rất chú ý đến số tiền đó. Thật ra, tiền có hay không cũng không quan trọng lắm, đối với Hoàng Thiên, 350 tỷ có đáng là gì đâu cơ chứ. Chỉ là đồng tiền cũng là thứ gây tai họa vào thân. Từ nay về sau Trương Lan Phượng chắc chắn sẽ suốt ngày tìm đến anh làm phiền để đòi tiền. Một bà mẹ vợ không đáng tin cậy như vậy, nếu thực sự có trong tay số tiền cách xù như thế không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa, nói không chừng lại còn bị người ta lừa rồi cuỗm hết đi là coi như xong. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên bèn cảm thấy trong lòng mình có chút lo lắng. Ngọc An, chúng ta về trước đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng đã muốn rời khỏi đây từ nãy giờ rồi. Bao nhiêu người vây xem như vậy thật sự không hay một chút nào. Dạ. Lâm Ngọc An nhanh chóng gật đầu với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thanh toán tiền cho sợi dây chuyền kim cương xong rồi đưa Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng ra khỏi cửa hàng trang sức. Lã Việt nói rằng sẽ không để Hoàng Thiên phải thanh toán bất cứ thứ gì, thế nhưng nói thế nào cũng không lay chuyển được Hoàng Thiên cho nên ông ta cũng đành nhận. Sau khi cả gia đình ba người lên xe, Lâm Ngọc An rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bèn nói với Trương Lan Phượng rằng, Mẹ thấy hết rồi chứ? Sợi dây chuyền kim cương lần trước mà cửa hàng trang sức gửi tới chính là do Lã Việt tặng cho Hoàng Thiên, chứ không phải là do Trịnh Hiếu Phong mua cho mẹ đâu. Trương Lan Phượng nghe xong không thể không gật đầu, bà ta hoàn toàn tin vào lời nói của Lâm Ngọc An mà không có một chút nghi ngờ gì. Bởi vì lần này sự thật đang bày rành ra ở ngay trước mắt, vừa rồi Lã Việt lại còn cứ kiên quyết muốn tặng không sợi dây chuyền kim cương cho Hoàng Thiên, cũng khoảng tầm 300 triệu chứ đâu có ít gì. Ừ, bây giờ mẹ biết rồi. Hừ, cái thằng Trịnh Hiếu Phong này đúng thật là không biết xấu hổ mà. Nó lừa gạt mẹ lâu như vậy nên làm mẹ cứ nghĩ xấu cho Hoàng Thiên, thế nên mới để cho con rể phải chịu oan ức.
Trương Lan Phượng tức giận nói, sau đó lại nhìn sang phía Hoàng Thiên, lúc này bà ta lại phô ra cái dáng vẻ mặt mày rạng rỡ rồi cười với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy Trương Lan Phượng như thế này, anh bị Trương Lan Phượng coi thường hơn 3 năm trời, bây giờ đột nhiên Trương Lan Phượng lại đối xử tử tế rồi lấy lòng anh như vậy, thật sự anh rất khó chịu không tài nào thích ứng nổi. Không chỉ có vậy, cấp trên của Ngọc An tìm Ngọc An để gây sự với cô ấy cũng là do con đã giúp Ngọc An giải quyết. Còn nữa, lần trước ở 4 nhà kho của khu công nghiệp cũng là do đích thân con xử lý Trịnh Minh Nghĩa chứ không phải là công lao của Trịnh Hiếu Phong. Hoàng Thiên nói ra tất cả những điều mà trước đây Trương Lan Phượng đã hiểu lầm và làm anh phải chịu oan ức. Trương Lan Phượng nghe xong những lời này thì ngơ người ra, bà ta cảm thấy nóng bừng cả mặt như đang phát sốt. Nếu như trước đây Hoàng Thiên nói những điều này với bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ không tin, thế nhưng bây giờ tình thế không giống như vậy, lần này bà ta hoàn toàn tin vào những lời Hoàng Thiên vừa nói mà không một chút nghi hoặc nào. Mối quan hệ của Hoàng Thiên và Lã Việt tốt như thế, việc xử lý một tên còn con như Trịnh Minh Nghĩa không phải dễ như trở bàn tay sao? Lúc đó làm sao mà lại có thể bị Trịnh Hiếu Phong lừa được cơ chứ? Trương Lan Phượng càng nghĩ lại càng thấy ghét Trịnh Hiếu Phong, lúc bà ta đối mặt với Hoàng Thiên, bà ta cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hi hi, trước đây là do mẹ không biết, mẹ nói nghe nè con rể, dù sao con cũng không được giận mẹ nha, mẹ đã nuôi dưỡng rồi gả cho con một người vợ tốt như vậy, con nên cảm ơn mẹ mới đúng đấy. Trương Lan Phượng cười tủm tỉm nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong chỉ khế nở một nụ cười nhàn nhạt, bà mẹ vợ này quả thật rất biết cách ăn nói. Nhìn thấy Hoàng Thiên cười, Trương Lan Phượng cũng cảm thấy yên tâm hơn, lúc này bà ta mới tranh thủ cơ hội nói, con rể à, mẹ không cần biết số tiền kia của con là từ đâu mà có, mẹ chỉ có một yêu cầu thôi. Mẹ nói đi. Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa thản nhiên nói. Anh đã hiểu ra ý câu nói của Trương Lan Phượng rằng bà ta chắc là đang muốn vòi tiền. Nhưng về phần bà ta muốn vòi bao nhiêu tiền thì Hoàng Thiên lại không đoán được. Số tiền đó, mẹ sẽ giữ giúp con. Con cầm trong tay nhiều tiền như vậy mẹ cũng không thể nào yên tâm được. Con và Ngọc An còn quá trẻ, vung tiền không có suy nghĩ trước sau, lỡ như mà tiêu xoèn xoẹt một lúc rồi mất hết số tiền này thì coi như trắng tay. Trương Lan Phượng tuôn ra một tràng tỏ ra dáng vẻ đang rất nghiêm túc. Lâm Ngọc An nghe xong những lời này thì sửng sốt ngây người ra, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mẹ mình lại mặt dày như vậy, đã vòi tiền rồi mà lại còn muốn vòi hết 350 tỷ luôn sao. Cô quá hiểu rõ về mẹ của mình rồi, mẹ nói là giữ tiền giúp cho nhưng thực chất chỉ là muốn nuốt trôi hết số tiền một phát luôn mà thôi. Từ khi xảy ra chuyện của Tạ Long, Lâm Ngọc An cũng không tin tưởng Trương Lan Phượng lắm. Nếu như Trương Lan Phượng thực sự sở hữu số tiền này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ lại bị một cậu thanh niên trẻ trung đẹp trai khác lừa cho mà xem. Hoàng Thiên cũng hoàn toàn chịu thua trước người mẹ vợ như vậy, mẹ vợ của anh quả thực đúng là hạng cực phẩm, rồi. Mẹ không nhầm đúng không? Mấy năm nay con ở rể ở nhà của mẹ, ngoài ăn cơm ngày 3 bữa ra thì cả một năm cũng không tiêu tới 300 triệu nữa là. Mẹ nói con vung tiền mà không có suy nghĩ trước sau sao? Ngọc An đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cô ấy lại càng không dám tiêu xài hoang phí một đồng nào. Bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người bây giờ là từ 2 năm trước. Trước đây con bị gãy chân cũng không dám xin gia đình dù chỉ một xu tiền chữa trị, điều này làm con 3-4 năm trời vẫn không tìm được việc làm, nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn vậy. Ngược lại suốt ngày mẹ chỉ biết trưng diện mua sắm nào là mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu rồi túi sách. Mẹ sử dụng son môi toàn là loại vài triệu đồng trở lên. Mẹ nói rằng con và Ngọc An đang tiêu xài hoang phí sao? Hoàng Thiên hỏi vặn lại một loạt các câu hỏi liên tục mà không chút nể nang gì với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bị chất vấn đến mức đơ ra cứng cả họng, bởi vì những gì Hoàng Thiên vừa nói đều là sự thật, Trương Lan Phượng không thể phủ nhận lại được. Trương Lan Phượng xoa xoa đôi bàn tay o của mình, vẫn cười cười nói, hi hi, được rồi con rể, trước đây đều là do mẹ không tốt được chưa nào. Mẹ không ngờ con lại giàu có như vậy đấy. Ngập ngừng một hồi, Trương Lan Phượng lại tiếp tục thương lượng với Hoàng Thiên, thôi như vậy đi, con đưa trước cho mẹ 175 tỷ đã. Số tiền này chúng ta chia mỗi người phân nửa đi. Phụt, Hoàng Thiên suýt chút nữa phun cả cơm ra, trong mắt của bà Trương Lan Phượng này quả thực vẫn chỉ có tiền là trên hết. Thực ra cho dù Hoàng Thiên có đưa cho Trương Lan Phượng 175 tỷ đi chăng nữa thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Nếu như không để ý vào những chuyện khác thì Trương Lan Phượng chính là mẹ của Lâm Ngọc An kia mà. Thế nhưng nếu như tiền nằm trong tay của Trương Lan Phượng,
nói không chừng Trương Lan Phượng có thể sẽ phải gặp rất nhiều tai họa. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên cười nhạt nói với Trương Lan Phượng, thật ra số tiền đó không phải là của con đâu. Cái gì, không phải của con sao? Trương Lan Phượng nghe vậy hết sức sửng sốt, bà ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên với vẻ mặt không tin. Đúng vậy, số tiền đó là từ Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu, con chỉ mượn nó từ Lương Mạnh Bắc về dùng mà thôi, sau này sẽ phải trả lại cho người ta. Hoàng Thiên nói. Trương Lan Phượng trợn to hai mắt, tức giận đến mức lồng ngực nảy lên nhấp nhô không nói thành lời. Tất nhiên rồi, đúng hơn hết đó chính là sự tức giận do thất vọng và hụt hẫng từ niềm vui ban nãy. Bà ta vẫn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Điều này cũng không khác gì việc bị một cây gậy đập vào đầu, Trương Lan Phượng cảm thấy chán nản và suy sụp, tưởng chừng như chân cũng đứng không vững được nữa. Tôi không tin đâu. Trương Lan Phượng sốt sắng hét to lên. Bà ta không tin nhưng Lâm Ngọc An thì lại tin một cách tuyệt đối. Mối quan hệ của Hoàng Thiên và Lương Mạnh Bắc tốt như vậy, chưa kể hôm nay người đưa tiền tới chính là Lưu Nguyệt Hoa, điều này càng chứng tỏ số tiền đó thuộc về Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu. Mẹ à, những gì Hoàng Thiên nói chắc đúng là sự thật rồi. Mẹ không thấy trợ lý Hoa đem số tiền đó tới sao? Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng. Tuy rằng Trương Lan Phượng không muốn thừa nhận thế nhưng sau khi bà ta nghĩ kỹ lại, quả thật đúng là do trợ lý Hoa mang tiền tới. Hừ hừ, đã là đồ bất tài thì lúc nào cũng bất tài cả. Đã không có tiền rồi lại còn mượn tiền giả bộ khoe mẽ nữa. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên rồi gầm lên, so với Trương Lan Phượng của ban nấy giống như hai người khác nhau vậy. Chuyện này Hoàng Thiên đã lường trước được, mẹ vợ của anh là người như thế nào, anh còn không hiểu rõ hay sao? Ha ha, Hoàng Thiên cũng không đấu võ mồm tranh luận với Trương Lan Phượng. Anh chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Trương Lan Phượng tức giận đến mức bụng muốn nổ tung ra, mẹ nó chứ làm cho bà ta mừng hụt một trận. Dừng xe lại, cho tôi xuống. Trương Lan Phượng hét lên. Ngay từ đầu Hoàng Thiên đã không muốn đưa bà ta đi cùng rồi, lát nữa anh còn phải ra ngoài ăn tối cùng với vợ, mang theo Trương Lan Phượng đi cùng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Vì vậy Hoàng Thiên dừng xe mà không chút do dự, Trương Lan Phượng tức giận đùng đùng kéo mạnh cửa xe rồi xuống xe rời đi. Lâm Ngọc An cũng chịu không nổi tính khí người mẹ của mình, cô bất giác lắc đầu, thật sự thì đối với người mẹ này cô cũng không còn từ nào có thể diễn tả được. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An rồi trầm giọng thì thầm, Ngọc An, số tiền đó không phải là của anh, có phải là em cũng thất vọng lắm đúng không? Nghe Hoàng Thiên nói xong, Lâm Ngọc An thản nhiên nở một nụ cười nhẹ rồi cầm lấy tay của Hoàng Thiên. Em không thất vọng đâu, mà ngược lại, bây giờ em thực sự cảm thấy rất vui. Tại sao chứ? Bởi vì chồng của em thật sự đã thay đổi rồi. Lâm Ngọc An nói xong bèn lao vào vòng ai của Hoàng Thiên rồi ôm chặt lấy anh. Ngửi thấy mùi thơm tinh tế ngọt ngào trên cơ thể của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên say mê tưởng chừng đã đắm chìm mình vào mùi hương cơ thể đó. Hai vợ chồng ngồi trên xe ôm nhau thắm thiết, cảm nhận sự đẹp đẽ của tình yêu mà trước đây hai người chưa từng có. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz đi chậm chậm đến sau đó dừng lại phía sau xe của Hoàng Thiên. Khoảng cách tầm mấy chục mét. Bốn người đàn ông đeo kính râm đang ngồi trên xe, trên tay bọn họ đều đang cầm theo dao. Người đàn ông đang lái chiếc Mercedes-Benz này nhìn chằm chằm xe của Hoàng Thiên với ánh mắt hung hãn đầy thù hận. Chiếc xe phía sau chờ cho xe Hoàng Thiên chạy đi rồi sau đó chậm chậm theo đuôi. Chồng ơi, chúng ta không về nhà sao? Lâm Ngọc An ngồi trên xe, dịu dàng hỏi Hoàng Thiên. Cô cho rằng bây giờ cả hai sẽ về nhà xem thử rốt cuộc vừa rồi Trương Lan Phượng có thật sự tức giận không. Nhưng Hoàng Thiên không muốn về, hôm nay là một ngày vui vẻ, anh không muốn đi nhìn sắc mặt của Trương Lan Phượng. Sắp tới giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An gật đầu, bụng cô cũng bắt đầu đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đây? Em muốn ăn gì? Hoàng Thiên hơi mỉm cười hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An ngẫm nghĩ rồi nói. Gần đây ở chỗ chúng ta mới mở một quán thịt nướng kiểu Hàn, nghe nói hương vị rất ngon, ăn một lần là nghiện. Hoàng Thiên nghe xong thì cười cười, có cần khoa trương đến vậy không? Thật mà, trong công ty có vài đồng nghiệp đã đi rồi, nghe nói thứ làm nên thương hiệu của nhà hàng này chính là nước chấm, hương vị thịt nướng của chi nhánh vừa mở ở thành phố của chúng ta thật sự rất tuyệt. Lâm Ngọc An nói tới đây đã thấy thèm chảy nước miếng, cô thích nhất là ăn thịt nướng. Hoàng Thiên cũng biết vợ mình thích ăn món này nhất, hơn nữa kỳ lạ là Lâm Ngọc An ăn thế nào cũng không mập, dáng người vẫn thon thả gợi cảm như trước,
mà cô cũng được rất nhiều cô gái hâm mộ không thôi. Em nói vậy thật sự làm cho anh muốn nhanh chóng được nếm thử đấy. Hoàng Thiên nói, nghe nói ông chủ của chuỗi cửa hàng thịt nướng này là người ở Hà Nội, rất có năng lực. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không để chuyện này vào trong lòng nhưng anh vẫn cảm thấy gần đây vợ đã nói chuyện với anh nhiều hơn trước, không làm lơ anh như trước kia nữa. Sau khi lái xe đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, Hoàng Thiên đỗ xe xong rồi dẫn Lâm Ngọc An vào nhà hàng, tổng cộng 2 tầng lầu, lầu 1 là bàn ăn bình thường, trang trí rất bình thường, giá cả cũng rất bình dân. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vừa vào đã thấy ngạc nhiên đến trợn mắt, bởi vì vào ngay đúng giờ cơm trưa nên lầu 1 ngồi kín người, không còn một chỗ dư nào cả. Lầu 2 còn có mấy phòng bao, nhưng mà có hơi đắt. Lúc này Lâm Ngọc An mới nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Thiên, tới cũng tới rồi, ngửi được mùi thịt nướng độc đáo, cô thật sự không cam lòng đi về. Đương nhiên Hoàng Thiên không thể để cho Lâm Ngọc An uổng công đến đây, anh cũng chẳng quan tâm đắt hay không đắt, ăn được là được. Được, vậy chúng ta lên lầu 2 ăn đi. Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc An, sau đó kéo bàn tay trắng nõn như ngọc của cô đi lên lầu 2. Dưới lầu 1 có rất nhiều khách nam chú ý đến Lâm Ngọc An, thấy cô xinh đẹp động lòng người thì những người đàn ông này đều nhìn chăm chú không biết ngại ngùng. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị một đồng ánh mắt hâm mộ ghen ghét vây quanh. Anh đã sớm quen với những ánh mắt này, kéo tay Lâm Ngọc An đi lên lầu 2. Mới vừa đi lên đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa lầu 2 và lầu 1. Cho dù là khung cảnh trang trí, trang phục của nhân viên hay là tiêu chuẩn phục vụ cũng đều cách biệt rất xa. Xã hội dịch vụ là như vậy, tiêu nhiều tiền là sẽ nhận được giá trị phục vụ khác nhau, điều này cũng không có gì là đáng trách. Có điều trên lầu 2 lại hơi im lặng, đến một thực khách cũng không có, điều này khiến cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người tìm ghế trống rồi ngồi xuống, có một nữ phục vụ nhanh chóng đi đến, lễ phép nói, thưa anh, thưa cô, hai người không thể ngồi ở đây được ạ. Chuyện này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy hơi sửng sốt, anh quay sang hỏi nữ phục vụ, vị trí này không phải là để khách ngồi sao? Vì sao lại không thể ngồi? Nữ phục vụ lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn, giải thích với Hoàng Thiên, thật sự xin lỗi, toàn bộ lầu 2 hôm nay đã được một vị khách quý bao hết rồi ạ. Bao hết? Hoàng Thiên cảm thấy mơ hồ, ai rêu rao như vậy chứ? Không nói không rằng gì đã bao hết. Nhìn vẻ mặt mất mát của Lâm Ngọc An, trong lòng Hoàng Thiên thấy hơi hụt hẫng. Hiếm khi vợ anh mới có hứng thú đến nơi này ăn thịt nướng mà cô thích, thế mà lại gặp phải chuyện này. Tôi không bao hết lầu 2, chỉ bao một bàn này thôi, bao nhiêu tiền cô cứ nói đi. Hoàng Thiên bình tĩnh nói với nữ phục vụ. Nữ phục vụ vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy, khóe miệng cô ta hơi giật giật. Thầm nghĩ đây đúng là tên đầu đất, người phụ nữ bên cạnh thật là xinh đẹp nhưng mà anh lại không xứng có được mỹ nữ như vậy. Mặc thành như vậy rồi mà còn giả vờ là người có tiền sao? Chẳng biết anh có biết ngồi khu ghế bao ở trên lầu 2 ăn một xiên thịt nướng tốn bao nhiêu tiền không nhỉ? Trong lòng nữ phục vụ vô cùng kinh bỉ Hoàng Thiên, hơn nữa giám đốc đã sớm nói với các cô, hôm nay lầu 2 không giống với mọi ngày, toàn bộ đều được giữ lại cho vị khách quý kia. Xin lỗi, lầu 2 đã được bao hết, mời hai người đi ra ngoài dùng cho. Nữ phục vụ mất kiên nhẫn trực tiếp đuổi người. Nếu như cô ta nói chuyện một cách khách sáo thì Hoàng Thiên đã dẫn Lâm Ngọc An rời đi, vì dù gì cũng đã có người bao chọn lầu 2, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau. Nhưng mà Hoàng Thiên lại nhìn thấy vẻ mặt của nữ phục vụ, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, vẻ mặt ngập tràn khinh thường. Trong lòng Hoàng Thiên thấy hơi khó chịu, anh bèn lên tiếng nói, chưa chắc là cô làm chủ được. Gọi giám đốc của các cô tới đây để tôi nói chuyện với anh ta, nếu anh ta không làm chủ được thì gọi ông chủ của các cô tới đây. Thấy Hoàng Thiên nói như vậy, Lâm Ngọc An nhẹ nhàng kéo anh ý bảo anh đừng nhiều lời, đi ra ngoài thôi. Nữ phục vụ vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy thì lập tức cười ha ha, bĩu môi nói, không sai, đúng là tôi không làm chủ được nhưng anh có biết cho dù là ngày thường thì ghế khách quý trên lầu 2 tốn bao nhiêu tiền không? Giọng điệu nói chuyện của nhân viên phục vụ này thật sự rất đáng giận, Hoàng Thiên bị sắc mặt của cô ta chọc tức đến mức bật cười, vậy cô nói xem ngày thường ăn mất bao nhiêu tiền vậy? Ít nhất cũng mất 8 triệu, nói cách khác cho dù anh ăn hay không ăn, chỉ cần ngồi ở chỗ này, chiếm vị trí này thì ít nhất cũng phải trả 10 triệu rồi. Vẻ mặt nữ phục vụ đầy tự hào, dáng vẻ vô cùng khiêu khích nhìn Hoàng Thiên. Ồ, vậy cũng đâu có bao nhiêu tiền chứ? Hoàng Thiên nói rất bình đạm. Ha ha, nữ phục vụ cười khúc khích, vừa vây tay với Hoàng Thiên vừa nói,
được rồi, anh đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Cho dù anh chịu chỉ 7 triệu cũng vô dụng thôi, bởi vì khách quý của chúng tôi đã bao hết rồi, hôm khác anh lại đến nhé. Không chờ Hoàng Thiên nói thêm gì, Lâm Ngọc An sợ Hoàng Thiên không xuống đài được nên nhanh chóng kéo tay anh đứng dậy, đi thôi chồng ơi, nếu nơi này đã bị người khác bao hết, vậy chúng ta đi sang nhà hàng khác ăn là được. Được rồi, Hoàng Thiên gật đầu, cũng không muốn nổi giận không đâu với nữ nhân viên hám lợi này, anh cứ thế bị dắt đi xuống lầu với Lâm Ngọc An. Nữ phục vụ hừ một tiếng bằng mũi, nghĩ thầm đầu năm nay mấy kẻ khoác lác càng ngày càng nhiều, biết rõ lầu 2 đã bị bao hết mới dám dân bạn gái lên khoe khoang, chứ không sao lúc không bị bao thì không thấy anh đến đây ăn chứ. Lúc Hoàng Thiên vừa muốn dẫn Lâm Ngọc An xuống lầu thì nhìn thấy hai nữ một nam đi lên. Ba người vừa nói vừa cười, dáng vẻ trông vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy hai cô gái này, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lâm Ngọc An cũng rất ngạc nhiên, vì hai cô gái này quá quen thuộc, người lớn tuổi hơn một chút đúng là Trương Lan Hương, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác chính là con gái Trần Giang của Trương Lan Hương. Lúc này Trương Lan Hương ăn mặc vô cùng sang trọng quý phái, đi theo phía sau Trần Giang và người đàn ông kia, cực kỳ vui vẻ. Còn Trần Giang thì đang ôm cánh tay của người đàn ông kia, dáng vẻ nhìn qua trông vô cùng thân thiết với ông ta. Chết tiệt, không phải là Trần Giang vừa mới chia với Đặng Nam không bao lâu sao, tại sao lại có thể trèo lên người người khác nhanh như vậy chứ? Hoàng Thiên thật sự rất phục Trần Giang, quả nhiên phụ nữ xinh đẹp rất dễ tìm đối tượng. Nhìn thấy hình ảnh Trần Giang ôm ấp vuốt ve nũng nịu với người đàn ông trung niên. Lâm Ngọc An cũng rất kinh ngạc, không ngờ có thể gặp chị họ ở đây, còn có gì cả Trương Lan Hương nữa. Lúc này Trần Giang và Trương Lan Hương cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, hai người họ cùng lắp bắp kinh hãi. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, Trần Giang lập tức giận sôi máu. Nếu không phải Hoàng Thiên chống lưng cho Lâm Ngọc An thì bây giờ Trần Giang đã là tổng giám đốc của công ty Nguyên Đạt rồi, nỗi hận này Trần Giang vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng đấy. Ồ, hai người cũng đến đây à, ha hai. Trần Giang tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, giọng điệu cực kỳ không thân thiện. Đúng vậy chị Giang, nhưng mà không còn chỗ nên chúng em đi trước. Lâm Ngọc An không muốn đối chọi gay gắt với Trần Giang, vì thế lên tiếng chào hỏi rồi sau đó kéo Hoàng Thiên xuống lầu. Nhưng ngoài dự đoán của cô là Trần Giang lại chặn cầu thang, không cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đi xuống. Vẻ mặt người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta càng lúc càng hiện lên vẻ tham lam nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, trong mắt láo liên không thôi, ông già háo sắc này vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Lâm Ngọc An. Đây chính là em vợ tương lai sao, trông còn xinh đẹp hơn Trần Giang nhiều đó, tuy rằng dáng vẻ của Trần Giang trông cũng không tệ. Trong lòng người đàn ông trung niên âm thầm cân nhắc, bây giờ trong lòng ông ta đều là những suy nghĩ không yên phận, đang tính toán làm thế nào để giành Lâm Ngọc An về tay. Ha ha, nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa, dù sao lầu 2 cũng đều là do Phan Minh Quân bao trọn, tặng cho hai người một chỗ ngồi là được mà. Trần Giang hết sức khoe khoang, kiêu ngạo cười nói với Lâm Ngọc An. Nghe Trần Giang nói xong, trong lòng người đàn ông trung niên tên Phan Minh Quân kia cũng rất đắc ý. Toàn bộ lầu 2 đều bị anh ta bao hết, hành động nghênh ngang như vậy có mấy ai có thể làm được chứ? Tiêu mấy chục triệu mới bao được, người bình thường có năng lực kinh tế đến mức này sao? Phan Minh Quân càng nghĩ càng đắc ý, giờ phút này ông ta đang đánh giá Hoàng Thiên một phen, trong lòng ông ta rất không cam lòng. Tại sao một tên nghèo hèn như vậy lại có được người phụ nữ xinh đẹp như thế này? Thấy Trần Giang nói như vậy, trong lòng Lâm Ngọc An cũng rất tức giận. Hừ, cái gì gọi là tặng cho các cô một bàn chứ? Ai cần cô ta tặng đâu? Không cần, chồng ơi, chúng ta đi thôi. Lâm Ngọc An không muốn nói nhiều với Trần Giang, nhanh chóng kéo tay Hoàng Thiên muốn rời đi. Trần Giang thấy Lâm Ngọc An không nể mặt mình thì cô ta càng hăng hái hơn, kéo Phan Minh Quân chặn kín lối xuống cầu thang, nói gì cũng không chịu để cho Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đi xuống. Ngọc An, cô như vậy thật sự không tốt đấy, chúng ta chính là chị em họ thân thiết. Tôi vừa tới mà cô đã đi rồi, cô có ý gì đây? Trần Giang trợn mắt, rồi lại chỉ trích tiếp tục Lâm Ngọc An, vả lại, gì cả cô còn ở đây đấy, cô nhỏ nhen rời đi như thế, chẳng lẽ không thèm nể mặt tôi và gì cả cô sao? Lời này của Trần Giang đã trực tiếp chụp một cái mũ lên đầu Lâm Ngọc An. Ôi chao Ngọc An, gì cả đã tới cháu còn đi đâu chứ? Gì cả đắc tội với cháu chỗ nào sao? Trương Lan Hương nhếch môi, vẻ mặt không vui, đanh đá hỏi. Lâm Ngọc An thật sự không còn cách nào khác,
một mình Trần Giang thì chẳng sao cả, nhưng mà Trương Lan Hương lại là gì của cô? Gì cả, cháu không có ý này, chỉ là lầu 2 đã bị mấy người bao hết nên cháu cũng không muốn quấy rầy mọi người ạ. Lâm Ngọc An nhanh nhảu giải thích. Trương Lan Hương nghe vậy thì cười cười, ha ha, Ngọc An à, cháu nói vậy nghe khách sáo quá, người một nhà sao có thể nói quấy rầy được. Nếu mẹ cháu mà biết chuyện này còn không trách gì sao? Nào nào, Ngọc An, nhanh lên đây đi, cô đừng lo lắng, Phan Minh Quân nhà chúng tôi mời khách, biết cô và Hoàng Thiên khó khăn nên sẽ không thu tiền của hai người đâu. Trần Giang cười khanh khách, sau đó kéo tay Lâm Ngọc An đi đến ghế bao ngay chính giữa. Phan Minh Quân cũng đã nhìn ra quan hệ của hai chị em Trần Giang và Lâm Ngọc An không được tốt. Thấy Trần Giang kéo Lâm Ngọc An, bàn tay Phan Minh Quân lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Ông ta cũng định đưa tay ra kéo tay Lâm Ngọc An, thừa dịp mượn cơ hội âu yếm. Hoàng Thiên đã sớm nhìn ra Phan Minh Quân có ý đồ với Lâm Ngọc An, đương nhiên anh đã sớm phòng bị người này. Vừa thấy Phan Minh Quân muốn giơ móng vuốt ra, Hoàng Thiên liền chắn ngay trước mặt ông ta, sau đó ôm Lâm Ngọc An đến gần mình. Lâm Ngọc An cũng đã có sớm nhìn thấy Phan Minh Quân không biết xấu hổ nhìn chằm chằm mình, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Phan Minh Quân tức mà không nói được gì, trong lòng càng chướng mắt Hoàng Thiên hơn. Đến đây nào, Ngọc An, cô ngồi ở đây đi. Trần Giang giả vờ như rất nhiệt tình bảo Lâm Ngọc An ngồi bên cạnh cô ta. Lâm Ngọc An không còn cách nào khác, không những phải ở lại mà còn bị Trương Lan Hương và Trần Giang nói ra nói vào. Sau khi ngồi xuống với Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An cảm thấy ngồi ở chỗ này cả người đều không được thoải mái. Phan Minh Quân ngồi bên cạnh Trần Giang, bởi vì có Trần Giang ngồi giữa nên ông ta cũng không dám không kiêng dè nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An nữa. Phan Minh Quân phất tay ra hiệu cho nữ phục vụ, Tuyết Linh, có thể mang đồ ăn lên. Dạ, Giám đốc Quân, tôi đi ngay đây. Vũ Tuyết Linh nhanh chóng gật đầu trả lời Phan Minh Quân, sau đó lắc mông đi xuống báo đưa đồ ăn lên. Ồ, Phan Minh Quân này, cậu biết rất rõ chỗ này sao? Đến tên nhân viên phục vụ mà cũng quen biết nữa. Trương Lan Hương rất kinh ngạc hỏi Phan Minh Quân, đương nhiên là cố ý khoe khoang một chút với Lâm Ngọc An. Ha ha, đúng vậy dì Phượng, cháu thường đến đây ăn cơm. Phan Minh Quân rất đắc ý cười ha ha, lúc ông ta cười rộ lên khóe mắt hẳn rõ nếp nhăn. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn nhau một cái, hai người đều hoàn toàn câm lặng không biết nói gì. Cái người tên Phan Minh Quân này cũng đã hơn 40 tuổi rồi, so với Trương Lan Hương cũng chẳng nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà ông ta còn không biết ngượng miệng kêu gì Phượng. Ôi chao mẹ ơi, hương vị của nhà hàng thịt nướng này rất là ngon, là chuỗi cửa hàng có mặt khắp cả nước đấy. Ở đây vừa mới khai trương được hơn 2 tháng mà Phan Minh Quân đã dẫn con đến đây ăn vài lần rồi, Trần Giang kiêu ngạo nói. Ôi, ngon thì ngon nhưng mà thật sự đắt quá, Trương Lan Hương rất phối hợp với Trần Giang, than ngắn thở dài một câu. Trần Giang bĩu môi, nhìn lướt qua Lâm Ngọc An rồi cố ý nói, không sao không sao, Phan Minh Quân nhà chúng ta có rất nhiều tiền mà. Có tiền thì có tiền chứ, cũng không thể quá lãng phí được. Phan Minh Quân, hôm nay bao phòng đã tốn không ít tiền đúng không? Trương Lan Hương biết rõ cố hỏi nói chính là vì muốn để cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nghe thấy. Phan Minh Quân là một tên giảo hoạt, đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Trương Lan Hương và Trần Giang, lúc này bày ra vẻ mặt không sao cả, cười nói, không nhiều lắm, chỉ vài chục triệu mà thôi. Ôi mẹ ơi, ăn một bữa cơm mà tốn vài chục triệu cơ à? Trương Lan Hương kinh ngạc cảm thán. Ha ha, mẹ đừng đau lòng chút tiền này, Phan Minh Quân rất yêu con, chỉ cần con thích thì anh ấy cũng có thể bao quán thịt nướng cho con ăn mỗi ngày, đúng không anh yêu? Trần Giang cười duyên, ôm Phan Minh Quân vô cùng thân thiết khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ, ngồi một bên nghiêm túc gật đầu. Hoàng Thiên nhìn thấy bọn họ khoe khoang như vậy, thấy thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Lâm Ngọc An cũng cảm thấy không thể nghe nổi nữa, mấy lời này quá làm màu rồi. Vị này chính là em rể đúng không? Ha ha, đang làm ở đâu vậy? Lúc này ánh mắt Phan Minh Quân đang dừng trên người Hoàng Thiên, vẻ mặt khinh thường híp mắt hỏi. Bây giờ tôi không có đi làm. Hoàng Thiên bình tĩnh trả lời. Chà, ha ha, nghe cũng không tệ nhỉ, rất rảnh rỗi, không giống tôi ngày nào cũng bận rộn. Phan Minh Quân cười nói, trong lòng càng xem thường Hoàng Thiên hơn. Hoàng Thiên cũng cảm thấy khá tò mò Phan Minh Quân, thầm nghĩ người này đang làm cái gì nhỉ? Dáng vẻ cũng làm màu quá đi thôi. Xin hỏi anh Quân đang làm nghề gì? Phan Minh Quân đang chờ hỏi câu này của Hoàng Thiên, ông ta vô cùng đắc ý nói, tôi đang làm trong ngành kinh doanh thiêu ối hệ thống. Ồ, ngành công nghiệp mới nổi,
đúng là không tệ. Hoàng Thiên nói. Trần Giang vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy, cô ta lập tức không vui. Hoàng Thiên, chẳng lẽ ở trong mắt cậu, Phan Minh Quân nhà chúng tôi chỉ không tệ thôi sao? Trần Giang tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên thật sự không biết nói gì, cười hỏi Trần Giang, vậy cô nói xem tôi phải nói sao mới đúng đây? Hừ, có nói với cậu cũng chưa chắc cậu nghe hiểu. Tôi nói ngắn gọn thế này, Phan Minh Quân nhà chúng tôi là chủ đại lý kinh doanh vô cùng lớn, trước mắt sự nghiệp đang trên đà phát triển, có tài sản trị giá mười mấy tỷ đấy. Trần Giang bày ra vẻ mặt tự hào khoe khoang nói. Còn về phía Phan Minh Quân, ông ta duỗi eo thẳng tắp, gương mặt cũng ngập tràn vẻ tự hào. Trước kia ông ta chỉ là một tên thất nghiệp lang thang, mấy năm nay dựa vào việc phát triển đại lý đúng là đã kiếm không ít được lãi. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trần Giang và Phan Minh Quân thì trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Cái gì mà là chủ đại lý kinh doanh chứ? Còn không phải là bán hàng đa cấp, kéo người vào hệ thống sao, cả ngày đăng tin sống ảo lừa đảo trong vòng bạn bè. Có thể là do Phan Minh Quân quá giỏi lừa lọc mới có thể làm đến đỉnh kim tự tháp, kiếm được chút tiền lời trong việc bán lẻ. Hoàng Thiên cười lạnh, cũng không muốn vạch trần Phan Minh Quân, anh cảm thấy chẳng có gì quan trọng cả. Lâm Ngọc An đã sớm nhìn không vừa mắt, cô đang ngồi một chỗ căng ra đầu chịu đựng. Người chị họ này của cô quá tham hư vinh, tìm người đàn ông già khụ này, thế mà lại còn khoác lác như vậy, đúng là đáng ghét mà. Giám đốc Quân, mời từ từ dùng bữa. Lúc này, người tên Vũ Tuyết Linh dẫn theo hai người phục vụ bê thịt nướng và rượu vang đỏ đến đây, giả vờ tỏ vẻ khách sáo nói với Phan Minh Quân. Thưởng cho các người. Phan Minh Quân rút mấy trăm nghìn tiền bo từ trong ví ra đưa cho Vũ Tuyết Linh. Cảm ơn giám đốc Quân. Vũ Tuyết Linh cười nói cảm ơn, cúi đầu khom lưng với ông ta. Phan Minh Quân rất hưởng thụ, cười nói với Vũ Tuyết Linh đang đứng bên cạnh, Tuyết Linh, vừa rồi có phải cô đã đuổi cậu Thiên đây ra ngoài không? Vũ Tuyết Linh vừa thấy ánh mắt của Phan Minh Quân thì lập tức hiểu rõ dụng ý của ông ta, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên rồi nói, đương nhiên, lầu 2 đã được giám đốc Quân bao rồi, tất nhiên là tôi phải đuổi anh ta đi. Chà, ha ha. Đuổi cậu ta cũng không sao cả nhưng cô Ngọc An đây chính là em vợ tương lai của tôi, là người không thể đuổi. Phan Minh Quân nhìn Lâm Ngọc An, đôi mắt nhỏ như viên bi toát lên vẻ thèm thuồng. Lâm Ngọc An thật sự không chịu nổi ánh mắt quấy rầy của Phan Minh Quân, lúc này cô bỗng nhiên tức giận đứng dậy. Hoàng Thiên cũng không muốn ở lại nhìn vẻ lên mặt của đám người Phan Minh Quân nữa nên bèn kéo Lâm Ngọc An đứng dậy rời đi, đi thôi Ngọc An, chúng ta đổi sang chỗ khác ăn. Dạ. Lâm Ngọc An gật đầu thật mạnh, bây giờ cô cũng không thèm nhìn mặt mũi ai nữa, chỉ muốn cách xa mấy người đáng ghét nhanh một chút. Lúc này Trần Giang dùng sức đập bàn một cái, đứng lên chỉ vào Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An, hai người có ý gì đó? Chúng tôi có ý gì? Ha ha, giả vờ nghèo ngay trước mặt chúng tôi, chơi có vui không? Hoàng Thiên quay đầu lại, cười lạnh. Chúng tôi và anh ai là người giả nghèo? Ha ha. Lời này của anh khôi hài thế nào anh biết không? Rốt cuộc là ai nghèo đây? Trần Giang cười lạnh, hỏi Hoàng Thiên. Lúc này Phan Minh Quân rất đắc ý, bưng ly rượu vang đỏ đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Cậu nói vậy là sai rồi, nếu không có tôi ở đây thì người ta đã sớm đuổi cổ mấy người ra ngoài rồi. Ha ha, lời này đúng lắm. Tôi nói này Hoàng Thiên, nếu không phải nhờ Phan Minh Quân nhà chúng tôi thì cậu có cơ hội ngồi ở bàn khách quý này sao? Đã sớm bị người phục vụ đuổi đi rồi. Trần Giang cười khúc khích, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không biết phải nói gì, mấy người thân của Ngọc An, người này còn cực phẩm hơn người khác, đều vô cùng ầm ĩ. Lâm Ngọc An thấy Trần Giang và Phan Minh Quân nói Hoàng Thiên như vậy, cô thật sự không thể nhịn được cơn tức. Phan Minh Quân nhà chỉ có bản lĩnh thì sao chứ? Em và Hoàng Thiên cũng không hiếm lạ mấy chỗ này. Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Trần Giang, sau đó kéo tay Hoàng Thiên đi xuống lầu. Ha ha. Người nghèo mà còn muốn lên tầng 2 dành cho khách quý ăn cơm, đây là nơi mấy người có thể tới sao? Trần Giang khoanh tay đứng một bên lên tiếng mỉa mai châm chọc, nhìn thấy Lâm Ngọc An tức thành như vậy, trong lòng cô ta cực kỳ thoải mái. Nghĩ thầm, ai cho cô giành mất chức tổng giám đốc công ty Nguyên Đạt của tôi chứ? Hừ, sao cô không tức đến chết luôn đi? Tuy rằng Trương Lan Hương chướng mắt Hoàng Thiên nhưng dù sao Lâm Ngọc An cũng là cháu ruột của bà ta. Lúc này bà ta cảm thấy Trần Giang và Phan Minh Quân nói có hơi quá đáng. Ngọc An, Ngọc An, quay lại đây đi, cháu nghe gì cả nói này, đừng tức giận vì mấy chuyện nhỏ như vậy. Trương Lan Hương đuổi theo khuyên nhủ Lâm Ngọc An. Gì cả,
dì cũng thấy rồi đó, rõ ràng chị Giang đang khinh thường cháu. Còn có người tên Phan Minh Quân kia nữa, lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Thiên có cần phải nói móc đến mức đó sao? Lâm Ngọc An tức giận chất vấn, ôi chao, hai đứa nó cũng chỉ nói giỡn với Hoàng Thiên mà thôi, và lại Phan Minh Quân đúng là người thành công trong sự nghiệp, đáng ra Hoàng Thiên nên học hỏi cậu ấy mới đúng chứ. Trương Lan Hương bắt đầu ba phải lấp liếm, Lâm Ngọc An càng nghe càng thấy tức, có người nói giỡn như vậy sao? Với lại tên Phan Minh Quân này làm nghề lừa gạt người khác sao? Gì cả, gì đừng nói nữa, hôm nay cháu và Hoàng Thiên đến đây là do chúng cháu xui xẻo. Sau khi Lâm Ngọc An nói xong những lời này thì kéo Hoàng Thiên đi ngay. Nhìn thấy vợ tức thành như vậy, lửa giận trong Hoàng Thiên cũng bốc lên. Nói móc anh vài câu thì cũng chẳng sao cả, dù sao mấy năm nay anh cũng đã quen như vậy rồi nhưng vợ bị người ta chọc tức thành như vậy, Hoàng Thiên thật sự chịu không nổi. Đậu má, ông đây đã đụng tới ai chọc ai chưa? Đi ăn một bữa cơm cũng bị chọc tức ách bụng. Ngọc An, không ai có thể đuổi anh và em ra khỏi đây, người bị đuổi đi chính là bọn họ. Hoàng Thiên nói xong rồi chỉ vào Trần Giang và Phan Minh Quân. Ha ha, cười chết tôi rồi, cậu lại bắt đầu khoác lác rồi đúng không? Trần Giang cười đến mức thẳng eo, cong môi hỏi Hoàng Thiên. Phan Minh Quân thấy Hoàng Thiên nói như vậy thì ông ta cười hì hì nói, tôi có từng nghe Trần Giang nhắc về cậu, cậu là cái thằng đi ở rể nhà Ngọc An đúng không? Ha ha, chỉ dựa vào một người ăn bám phụ nữ như cậu mà dám đuổi tôi và Trần Giang ra ngoài sao? Phan Minh Quân vừa hỏi vừa khiêu khích nhìn Hoàng Thiên, nếu Trần Giang và Hoàng Thiên đã xé rách mặt nhau thì đương nhiên Phan Minh Quân cũng không cần phải kiêng dè gì cả. Không để cho Hoàng Thiên kịp nói gì, cô gái tên Vũ Tuyết Linh đã khoanh tay đi đến nhìn anh rồi cười khẩy nói, được rồi đồ nhà quê, tôi đã sớm nhìn anh không vừa mắt rồi, nhanh cút đi. Anh nói mà cũng không thèm xem lại mình thế nào, chỉ dựa vào một người như anh mà cũng dám lên giọng với giám đốc Quân sao. Nói rất đúng. Thưởng thêm cho cô 500.000, Phan Minh Quân rút tờ 500.000 ra, khen thưởng cho Vũ Tuyết Linh. Vũ Tuyết Linh biết mình đã nói đúng, vì thế hiểu điệu nhận lấy 500.000. Lâm Ngọc An tức đến tái mặt, ngày kỷ niệm kết hôn tốt đẹp lại bị những người này chọc cho tức đến vậy. Hoàng Thiên thấy những người này không dạy dỗ một chút thì sẽ không được, vì thế mà anh nhìn Vũ Tuyết Linh rồi nói, gọi giám đốc của các người đến gặp tôi. Tìm giám đốc chúng tôi làm gì hả? Ha ha, sao vậy? Anh còn muốn khiếu nại tôi với giám đốc sao? Vũ Tuyết Linh kiêu căng hỏi Hoàng Thiên, cho dù giám đốc có tới thì cũng chỉ nghe theo lời của Phan Minh Quân mà thôi. Tôi muốn bao hết lầu 2, để cho bọn họ cút đi. Hoàng Thiên chỉ vào Trần Giang và Phan Minh Quân. Ha ha, anh có thể đừng chọc tôi buồn cười được không? Anh có biết là giám đốc Quân bao hết chỗ này tốn bao nhiêu tiền không? 150 triệu đấy. Không dọa cho anh sợ rồi chứ? Vũ Tuyết Linh tức giận hỏi Hoàng Thiên. Cô ta vừa mới dứt lời thì Lâm Ngọc An đã lập tức im lặng, cô biết cuộc sống không có tiền sẽ có rất nhiều cực khổ, tuy rằng bây giờ Hoàng Thiên cũng có một ít tiền nhưng cũng không đáng bỏ ra 150 triệu để bao hết chỗ này, không thể lãng phí như vậy được. 150 triệu thì rất nhiều sao? Gọi giám đốc của mấy người đến đây, Hoàng Thiên nói. Vũ Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hoàng Thiên nói, anh cho rằng bỏ ra 150 triệu là đã có thể bao hết sao? Cho dù anh có thể lấy ra được số tiền này nhưng anh vẫn chậm hơn giám đốc Quân một bước có biết không? Đừng nhiều lời, tôi ra giá gấp 10 lần, có thể bao hết không? Hoàng Thiên hỏi. Chuyện này, Vũ Tuyết Linh nói lắp bắp, cô ta không ngờ rằng Hoàng Thiên sẽ nói như vậy. Mà hai nhân viên phục vụ khác cũng kinh hãi, giá gấp 10 lần, chính là gần 1 tỷ rưỡi đó. Chỉ vì tranh giành mà dám bỏ ra mấy tỷ để bao phòng. Đúng là người có tiền có khác mà. Ha ha ha. được rồi, tôi thấy Hoàng Thiên đã tức đến điên rồi. Trần Giang cười đến mức không đứng vững nữa, cười đến cả người cong lại như con tôm. Vẻ mặt Phan Minh Quân cũng ngập tràn vẻ cười nhạo, ông ta nhìn Hoàng Thiên rồi nói, nếu cậu có thể bốc phét đến mức này thì tôi cũng dám nói thẳng, loại người nghèo túng như cậu mà có thể lấy ra 1,5 tỷ để bao hết thì tôi lập tức ngoan ngoãn cút đi, thế nào? Lúc này Vũ Tuyết Linh cũng lấy lại phản ứng, nhìn thấy Hoàng Thiên mặc bộ quần áo giá rẻ. Đâu giống như người giàu ăn một bữa cơm mất vài tỷ đâu chứ. Vừa rồi anh cũng chỉ khoác lác cho có mà thôi. Ha ha, được được, tôi đi gọi giám đốc cho anh, một lát nữa anh đừng có cục đuôi bỏ chạy đấy. Vũ Tuyết Linh cười nhạo nói với Hoàng Thiên, sau đó xuống lầu đi tìm giám đốc. Thôi bỏ đi chồng, chuyện này không đáng phải tức giận đến vậy. Lâm Ngọc An thở dài khuyên nhủ Hoàng Thiên. Trong từ điển của chồng em không có hai chữ này.
Hoàng Thiên cười nhạt, nắm tay Lâm Ngọc An nói. Lâm Ngọc An chỉ biết lắc đầu, cũng không thể nói thêm gì cả. Ngay lập tức, Giám đốc Hà Thanh Sơn đã có mặt trên lầu. Vũ Tuyết Linh nói với anh ta, khách quý Phan Minh Quân đang tranh cãi với người khác, vì thế Hà Thanh Sơn vô cùng để tâm đến chuyện này. Giám đốc Quân, có chuyện gì phiền lòng sao? Hà Thanh Sơn dẫn theo hai nhân viên bảo vệ, cung kính khỏi Phan Minh Quân. Ha ha, cũng không có gì phiền phức cả. Chỉ là anh Thiên đây nói muốn bao hết phòng này với giá gấp 10 lần. Giám đốc Sơn, anh thu tiền của cậu ta đi. Phan Minh Quân cười xấu xa rồi chỉ vào Hoàng Thiên, một hai nhất định muốn đứng xem cảnh Hoàng Thiên không lấy ra đủ tiền thì mất mặt đến thế nào. Hà Thanh Sơn đánh giá Hoàng Thiên một lần, trợn to đôi mắt tì hí tam giác của anh ta lên. Mẹ nó, lòi đâu ra một tên khoác lác như vậy? Coi ông đây là trò đùa sao, người như vậy có thể lấy ra nổi 1,5 tỷ à? Cậu muốn dùng 1,5 tỷ để bao hết phòng này sao? Tốt nhất là có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, nếu không tôi sẽ xử lý cậu đấy. Hà Thanh Sơn không khách sáo lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn nhiều lời vô nghĩa, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho anh ta, quẹt thẻ đi. Ha ha, giả vờ giống quá. Tuyết Linh, quẹt cho cậu ta. Hà Thanh Sơn bĩu môi. Vũ Tuyết Linh rất hăng hái chạy xuống lầu lấy máy POS lên, phối hợp quẹt thẻ của Hoàng Thiên. Một tiếng tít vang lên, quét thành công 1,5 tỷ. Mẹ nó, thật sự quẹt được sao? Hà Thanh Sơn choáng váng, sửng sốt nhìn Hoàng Thiên. Đây chắc chắn là một người có tiền, nếu không thì sao chỉ vì tranh cãi mà dám đem 1,5 tỷ ra nói giỡn được chứ? Vũ Tuyết Linh cũng ngơ ngác, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, không biết nên nói gì mới tốt. Trần Giang lại hừ lạnh một tiếng, cô ta cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần trước ở bệnh viện cô ta đã biết trong tay Hoàng Thiên có hơn 1,5 tỷ. Tên nghèo mặt dẹp này, mới có chút tiền là muốn khoe khoang với mọi người, thật sự móc hết toàn bộ tiền trong túi ra ngoài mà. Trần Giang thầm cười lạnh. Nhưng mà Phan Minh Quân lại cảm thấy bất ngờ, ông ta không cam lòng tức đến mức nghẹn họng. Hoàng Thiên thật sự móc ra 1,5 tỷ, người phải cút đi chính là ông ta. Cái mặt này đương nhiên không thể ném rồi, nhưng nếu không đi, vậy thì chính là không giữ lời. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hà Thanh Sơn, lúc này anh ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nhưng mà Hà Thanh Sơn cũng không dám bất kính với Hoàng Thiên nữa, bày vẻ mặt tươi cười làm lành nói, được rồi, cậu Thiên. Nói xong, Hà Thanh Sơn khó xử nhìn lướt qua Phan Minh Quân, giám đốc Quân, ông xem. Thế nào, anh thật sự muốn đuổi tôi đi à? Phan Minh Quân trừng mắt, hỏi Hà Thanh Sơn. Miệng Hà Thanh Sơn há ra hồi lâu nhưng không nói nổi một lời. Hai người này đều là người anh ta không thể đắc tội được, Phan Minh Quân là khách quý ở đây, Hoàng Thiên lại là người ra tay hào phóng, vừa vung tay đã tiêu 1,5 tỷ rồi. Giờ phút này Hà Thanh Sơn và Vũ Tuyết Linh đều cảm thấy cực kỳ đau chứng, hai người sợ đến mức toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ còn chờ tôi tự tay đuổi bọn họ cút đi sao? Nếu nhà hàng của các người không muốn tiếp tục kinh doanh nữa thì chỉ cần nói một tiếng. Hoàng Thiên sầm mặt quát. Tôi, cậu Thiên xin bớt giận. Hà Thanh Sơn sợ tới mức suýt nữa thì quỳ lại Hoàng Thiên, ý trong lời nói của Hoàng Thiên giống như là muốn đóng cửa nhà hàng của bọn họ vậy. Vừa vung tay đã tiêu 1,5 tỷ, vậy mà mắt cũng không thèm chớp một cái, đây là người bình thường sao? Hà Thanh Sơn không ngốc, anh ta biết hôm nay mình đã nhìn lầm, cậu Thiên này mới chính là cao thủ ẩn mình. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn đứng dưới lầu chú ý tình hình trên lầu 2 bỗng dẫn theo một cô gái đi lên. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn cặp đôi này, cả hai đều ngần người, đây không phải là cảnh Thiên Long đã gặp được ở cửa hàng trang sức sao? Không sai, đây đúng là cậu chủ cảnh Thiên Long ở Hà Nội, chuỗi nhà hàng thịt nướng này chính là một hạng mục đầu tư của cậu ta ở thành phố Bắc Ninh. Lâm Ngọc An vốn tưởng rằng cảnh Thiên Long tìm Hoàng Thiên để gây phiền phức tiếp. Nhưng cô không ngờ là cảnh Thiên Long vừa lên đã đi ngay đến trước mặt Hà Thanh Sơn và Phan Minh Quân, giơ tay lên hung hăng tát cho hai người này 10 mấy cái tát. Hà Thanh Sơn, mẹ kiếp, không ngờ anh làm giám đốc mà không biết phân rõ phải trái như vậy. Còn dám đắc tội với cậu Thiên sao? Lập tức trả tiền lại cho người ta nhanh. Cảnh Thiên Long thân là cậu chủ nhà giàu ở Hà Nội, vì thế vẫn luôn tỏ ra khí thế. Xử lý một giám đốc nho nhỏ dưới trướng của mình. Đối với cảnh Thiên Long mà nói thì loại chuyện này không hề có một chút áp lực nào. Đương nhiên, cảnh Thiên Long cũng không thèm để người tên là Phan Minh Quân này vào trong mắt, vì thế tiện thể dạy dỗ ông ta luôn. Hà Thanh Sơn bị đánh thành người ngốc, cả gương mặt đều đỏ lên, ngơ ngác đứng yên một chỗ, đến cái rắm cũng không dám thả.
anh ta biết thân phận của Cảnh Thiên Long, chính là cậu chủ nhà giàu ở Hà Nội, là ông chủ của mình, anh ta nào dám có ý kiến gì chứ? Nhưng Phan Minh Quân thì không giống vậy, ông ta cho rằng mình chính là một doanh nhân thành đạt, có tài sản trị giá mấy trăm tỷ, làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua chuyện này được chứ? Cậu điên à, cậu dám đánh tôi? Phan Minh Quân tức giận trợn mắt, xông lên muốn đánh trả. Bị vả mặt ngay trước mặt bạn gái mình đương nhiên là không thể cam chịu được, Phan Minh Quân giơ tay lên định đánh trả. Nhưng còn chưa chờ ông ta ra tay, hai bảo vệ đứng phía sau Hà Thanh Sơn nhanh chóng xông lên giữ chặt tay Phan Minh Quân lại. Không được nhúc nhích, hai tên bảo vệ quát. Chàng rể vô địch, cô bếp xếp gì đó, hai tên bảo vệ khiến cho Phan Minh Quân đau đến há miệng, trừng mắt nhìn Hà Thanh Sơn nói, giám đốc Sơn, tôi chính là khách quý ở chỗ anh, tên ngốc này đánh tôi, anh mặc kệ sao. Trong lòng Hà Thanh Sơn âm thầm kêu khổ, cho dù anh ta có muốn quản thì cũng không có lá gan này. Giám đốc Quân, người này chính là ông chủ của chúng tôi. Vẻ mặt Hà Thanh Sơn đầy đau khổ nói. Khí thế Phan Minh Quân giảm đi không ít, ông ta chỉ là một con tôm cái tép, đã sớm nghe nói chủ của nhà hàng thịt nướng này là cậu chủ nhà giàu ở Hà Nội, là một người rất có bối cảnh. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An càng không thể tin nổi, không ngờ rằng ông chủ của nhà hàng thịt nướng này lại là thằng nhóc Cảnh Thiên Long. Hơn nữa điều càng làm cho Hoàng Thiên nghi ngờ chính là không phải Cảnh Thiên Long rất hận anh sao? Tại sao lại vội vã đến đây giúp anh chứ? Hoàng Thiên không biết rõ chuyện này là thế nào, nhưng trong lòng Cảnh Thiên Long lại biết rất rõ ràng. Thân là cậu chủ Long ở Hà Nội, EQ của Cảnh Thiên Long không thể nào thấp được. Hôm nay ở trong cửa hàng trang sức của Lã Việt, trong vòng 10 phút Hoàng Thiên đã lấy ra được hơn 3.500 tỷ tiền mặt, thật sự đã khiến cho Cảnh Thiên Long kinh sợ không thôi. Hơn nữa Lã Việt còn rất nghe lời Hoàng Thiên, điều này càng làm cho Cảnh Thiên Long cảm thấy sợ hãi. Thật ra thân phận của Cảnh Thiên Long cũng đã rất lợi hại rồi nhưng Hoàng Thiên vừa mới ra mặt, Lã Việt đã không thèm cho cậu ta một chút mặt mũi nào, điều này khiến Cảnh Thiên Long hiểu rõ hơn ai khác. Cho nên Cảnh Thiên Long đưa ra một kết luận, đó chính là thân phận và bối cảnh thật sự của Hoàng Thiên làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Bây giờ cậu ta đang muốn phát triển sự nghiệp ở thành phố Bắc Ninh thì cần phải có quan hệ và tài nguyên, cho nên bây giờ Cảnh Thiên Long đang liều mạng muốn kết giao với Hoàng Thiên. Vừa rồi Phan Minh Quân và Hoàng Thiên kẻ sướng người họa hợp nhau đối nghịch với Hoàng Thiên, tất cả đều bị Cảnh Thiên Long nhìn thấy hết, Cảnh Thiên Long biết cơ hội của mình đã đến rồi. Sao nào, ông còn muốn đánh tôi? Cảnh Thiên Long trừng mắt với Phan Minh Quân, dùng ngón tay chỉ thẳng mặt ông ta. Phan Minh Quân kiêu ngạo vô cùng. Ông ta đã hơn 40 tuổi rồi mà lại còn bị một thằng nhóc mới 20 tuổi xử lý, lại còn làm trò trước mặt Trần Giang nữa. Cậu, vì sao cậu dám đánh tôi? Phan Minh Quân ấp úng hồi lâu, cuối cùng ủ rũ nói ra một câu rất ngu xuẩn. Anh Thiên này chính là bạn tốt của tôi, ông dám bất kính với anh ấy, mẹ kiếp, tôi còn không được đánh anh sao? Cảnh Thiên Long càng nói càng thấy cáu, tay năm tay mười đánh Phan Minh Quân đến choáng đầu. Phan Minh Quân bị hai bảo vệ đè lại. Có muốn đánh trả cũng không được, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đánh. Cảnh Thiên Long nhìn trộm Hoàng Thiên, thấy vẻ mặt Hoàng Thiên không biểu hiện chút gì thì cậu ta càng bội phục anh hơn, cậu ta cảm thấy Hoàng Thiên chính là một người sâu không lường được. Giám đốc Sơn hoảng loạn trả lại tiền cho Hoàng Thiên, tìm tài khoản ngân hàng của Hoàng Thiên để chuyển về lại. Còn cô, cái miệng cứ bép xép, cô bép xép cái gì đó. Cảnh Thiên Long lại tát cho Vũ Tuyết Linh một cái, nổi giận mắng. Vũ Tuyết Linh nào dám đối nghịch với ông chủ chứ? Cô ta bị đánh đến ngu người, không khỏi nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, trong lòng rất hối hận. Nếu sớm biết anh Thiên này là bạn của ông chủ thì vừa rồi cô ta sẽ không nói những lời đó, bây giờ lại phải chịu khổ rồi. Anh Thiên, anh đã vừa lòng chưa? Cảnh Thiên Long quay đầu lại nhếch miệng cười, cẩn thận lấy lòng hỏi. Hoàng Thiên không biết vì sao Cảnh Thiên Long lại làm vậy, chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Thiên Long, Cảnh Thiên Long. Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy? Cảnh Thiên Long vừa nghe đã hiểu, Hoàng Thiên không quá tin tưởng vào thành ý của cậu ta. Anh Thiên nhất định đừng hiểu lắm em chỉ muốn làm bạn bè với anh thôi mà, chỉ đơn giản vậy thôi. Cảnh Thiên Long nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Cảnh Thiên Long, phát hiện vẻ mặt cậu ta không giống đang nói dối, vì thế đành phải gật đầu. Vậy được rồi, tôi và vợ mình muốn ở lại ăn cơm trưa. Hoàng Thiên nói. Cảnh Thiên Long là một người biết làm việc, vừa nãy cậu ta nghe thấy Hoàng Thiên muốn đuổi bọn người Phan Minh Quân đi, vì thế cậu ta liền quay qua trừng mắt với đám người Trần Giang, anh Hoàng muốn ăn cơm trưa ở đây, các người còn không chịu cút đi sao?
Phan Minh Quân vừa nghe đã tức đến nhăn mũi, ăn một đống tát, cuối cùng vẫn phải cút đi. Hôm nay chính là ngày mất mặt nhất, cái tên Hoàng Thiên nghèo kiết hủ lậu này làm sao có thể quen được ông chủ Long chứ? Phan Minh Quân nghĩ thế nào cũng không ra nhưng không dám hé răng nói gì, mặt xám mày cho chuẩn bị dẫn Trần Giang xuống lầu. Anh chịu đi vậy sao? Trần Giang đã sớm tức đến muốn bể phổi, lúc này liếc mắt hỏi Phan Minh Quân. Không đi không được đâu, vẻ mặt Phan Minh Quân đầy đau khổ, ông ta chỉ sợ lại phải ăn thêm vài cái tát. Chưa từng thấy anh hèn nhát như vậy bao giờ. Trần Giang dùng tay chỉ trỏ trên trán Phan Minh Quân, sau đó tức đến mơ hồ đi đến trước mặt Hoàng Thiên, vừa đi vừa chỉ vào anh mà mắng, một tên phế vật như cậu vậy mà dám cấu kết với người ngoài bắt nạt chúng tôi. Anh chờ đi, tôi sẽ nói cho mẹ vợ cậu biết. Tùy cô nói đó, Hoàng Thiên bình tĩnh nói một câu. Tuy vậy đã chọc cho Trần Giang tức đến phát điên, cô ta có nghĩ cũng không tài nào nghĩ nổi một kẻ bất lực như Hoàng Thiên lại có bạn bè ở đây. Để xem cậu có thể vênh mặt được đến khi nào, cậu chờ đó cho tôi. Trần Giang chỉ vào Hoàng Thiên rồi đe dọa một câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Ầm! Không chờ Trần Giang đi được hai bước, mông cô ta đã bị ăn một bàn chân. Mông cô ta bị đá mạnh đến sưng lên, cô ta tức giận quay đầu trừng mắt với anh, cậu còn dám đá tôi. Tôi không có đá cô, Hoàng Thiên thật sự không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Lúc này Trần Giang mới phát hiện Hoàng Thiên cách cô rất xa, ầm hồi lâu mới biết thì ra là Cảnh Thiên Long đá cô ta. Cho rằng mở một nhà hàng thịt nướng là ghê gớm lắm sao? Anh giỏi đá thêm một lần nữa tôi coi, Trần Giang hét lên với Cảnh Thiên Long. Muốn thử thì thử, Cảnh Thiên Long cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, giơ chân lên đá vào mông Trần Giang một cái. Đá mạnh đến mức suýt nữa thì cô ta đã ngã sấp xuống đất. Anh, hừ, chúng ta đi. Trần Giang không dám nói tiếp, cô ta biết Hoàng Thiên là em rể của cô ta, đương nhiên sẽ không dám đánh cô ta nhưng mà Cảnh Thiên bép xép gì đó Long lại không giống, nếu lằng nhằng không đi thì sẽ bị đánh. Trước mặt người ngoài, Trương Lan Hương không dám làm gì hết, có điều bà ta quy tất cả mọi tội lỗi lên trên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cậu chờ đó cho tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Trương Lan Hương hung hăng trừng mắt nói với Hoàng Thiên. Trương Lan Hương, nếu không phải nể mặt Ngọc An thì tôi đã sớm xử lý mấy người rồi. Lập tức biến mất khỏi mắt tôi đi. Vẻ mặt Hoàng Thiên lạnh xuống. Trương Lan Hương cũng không ngu, bà ta đã nhìn ra nếu lại tiếp tục dây dưa chỉ sợ Hoàng Thiên sẽ ra tay thật. Vì thế bà ta bèn hung dữ hừ một tiếng, sau đó cùng với Trần Giang ngoan ngoãn đi xuống lầu. Cái tên Phan Minh Quân kia giống như là con gà trống thua trận, lúi cúi đi theo sau. Hà Thanh Sơn và Vũ Tuyết Linh kính cẩn xin lỗi Hoàng Thiên, sợ anh không chịu tha thứ cho bọn họ. Hoàng Thiên rất phiền chán hai người này nên lúc này không nói một câu nào. Cảnh Thiên Long thấy vậy thì vẫy tay, nói với hai người họ, hai người kết toán tiền lương rồi cút đi. Ông chủ! Cút! Hà Thanh Sơn và Vũ Tuyết Linh đều hận thối ruột, vì muốn lấy lòng Phan Minh Quân mà lại phải trả giá quá đắt, đến bát cơm cũng mất luôn. Cuối cùng phòng dành cho khách quý trên lầu 2 cũng yên lặng. Cảnh Thiên Long hơi mỉm cười nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, hai vị mời dùng bữa, có gì cần cứ gọi tôi. Nói xong, Cảnh Thiên Long dẫn theo hai bảo vệ đi xuống. Toàn bộ phòng dành cho khách quý trên lầu 2 chỉ còn lại Hoàng Thiên là Lâm Ngọc An ở lại dùng cơm. Lâm Ngọc An cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả này, cô tò mò hỏi Hoàng Thiên, sao mà Cảnh Thiên Long cứ như biến thành người khác vậy? Sao cậu ta lại bắt đầu lấy lòng anh thế? Ha ha, mặc kệ cậu ta. Chúng ta ăn cơm đi. Hoàng Thiên cười dịu dàng, bắt đầu ăn thịt nướng với Lâm Ngọc An. Bữa cơm này vô cùng lãng mạn và ấm cúng, sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ra khỏi nhà hàng thì Cảnh Thiên Long vẫn tiễn anh ra xa hơi 10 mét. Cảnh Thiên Long cười nói với Hoàng Thiên khiến cho da gà anh nổi lên thành mảng. Giọng nói vừa nãy của Cảnh Thiên Long vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa cậu ta nói như vậy thật sự rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Được rồi. Hoàng Thiên rất bình tĩnh trả lời một câu. Lúc đang chuẩn bị dẫn Lâm Ngọc An rời đi, nhưng vào lúc này ở cái ngõ nhỏ bên cạnh lại vang lên tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ của con gái. Hoàng Thiên hơi chau mày, tiếng của cô gái này sao lại quen tai đến vậy? À, anh làm gì vậy? Đừng đến đây, đừng đánh tôi mà, à. Cô gái trong hẻm kêu to không dứt, cuối cùng sau một trận đấm đá thì bỗng im lặng hẳn ra. Lúc này, Hoàng Thiên đã nghe thấy rất rõ ràng. Cô gái gào thét kia chính là Trần Giang. Tại sao Trần Giang lại bị đánh ở đây chứ? Hoàng Thiên rất bất ngờ, anh nhìn sang Lâm Ngọc An một chút thì biết cô cũng đã nghe thấy tiếng hô của Trần Giang,
vội vàng chạy đến đầu hẻm để kiểm tra. Vốn dĩ Hoàng Thiên không muốn lo chuyện bao đồng này, cho dù Trần Giang bị người ta đánh chết thì cũng không liên quan gì đến anh cả. Nhưng anh lo lắng cho Lâm Ngọc An nên đành phải cất bước theo sau. Cảnh Thiên Long thấy có chuyện xảy ra nên cũng không trở về tiệm nữa, đi theo Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đến đầu hẻm. Đến đầu con hẻm thì ba người lập tức nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Hoàng Thiên vừa nhìn đã vô cùng kinh hãi, anh chỉ thấy tóc của Trần Giang biến thành ổ gà, mặt mũi bị người khác đánh sưng vù lên, quần áo cũng bị xé nát vô cùng thê thảm. Trương Lan Hương cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt đều có vết bầm tím tím xanh xanh, khóe miệng cũng bị đánh đến sưng lên. Còn người đàn ông Phan Minh Quân kia thì thảm thiết nhất, áo sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng đã bị xé nát, trên người toàn bộ đều là vết thương. Phần đầu của ông ta đã bị đánh lớn gấp đôi quả dưa hấu, răng cửa đều bị đánh rớt. Bốn người đàn ông đeo kính râm đang cầm dao trong tay, vây quanh đám người Trần Giang. Trong đó có một người đàn ông hơn 20 tuổi trợn mắt lên, dạy dỗ Phan Minh Quân và Trần Giang. Chát chát! Hai bàn tay của người đàn ông không ngừng tát lên gương mặt của Trần Giang và Phan Minh Quân, tức giận nói, con mẹ nó, ông đây không cho các người đi mà còn dám cứng cổ bỏ đi sao? Có biết tôi là ai không? Tôi chính là Tạ Long, cậu chủ của hội sói điên đấy. Biết biết, cậu chủ Long, xin hỏi tại sao lại đánh chúng tôi vậy? Cả người Trần Giang đều hoảng sợ, run rẩy hỏi Tạ Long. Tại sao lại đánh các người hả? Hừ hừ, ông đây muốn đánh các người thì còn cần lý do sao? Tạ Long quát lên. Đúng vậy, không cần lý do. Cậu chủ Long cũng đã đánh xong rồi, chúng tôi đi được chưa? Trần Giang vội nói rồi chuẩn bị chuồn đi mất. Nào ngờ Tạ Long lại bắt lấy cánh tay của cô ta lại, người khác đều có thể đi nhưng cô thì không thể, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ở lại đây phục vụ tôi đi. Cậu chủ Long đừng như vậy mà. Trần Giang hoảng sợ đến mức suýt nữa đã tè ra quần, không hề còn dáng vẻ hùng hổ như ở trước mặt Hoàng Thiên nữa. Trước mặt Tạ Long, cô ta cứ giống như một chú cừu nhỏ vậy. Phan Minh Quân thấy Tạ Long trêu đùa Trần Giang thì không dám nói tiếng nào, vô cùng hoảng sợ. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này cũng rất thỏa mãn, Trần Giang ơi là Trần Giang, sự lợi hại khi ở trước mặt tôi của cô đi đâu mất rồi. Đừng như vậy hả, ha ha, phụ nữ mà tôi nhìn chúng thì không ai có thể chạy khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Tạ Long cười ha ha một tràng vô cùng thô bỉ, sau đó lại tái máy tay chân với Trần Giang. Trần Giang thầm kinh hoàng, đột nhiên cô ta lại nhìn thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đứng ở đầu hẻm. Cậu chủ Long, cậu quay đầu lại nhìn xem. Cô gái kia xinh đẹp hơn tôi đấy, vóc người cũng chuẩn hơn tôi nữa, cậu bảo cô A phục vụ cậu đi. Trần Giang lấy tay chỉ vào Lâm Ngọc An rồi quát lớn. Lâm Ngọc An thấy Trần Giang la như vậy thì thật sự đã bị chọc tức. Vốn dĩ cô muốn đến đây giúp đỡ một chút, như thế nào đi nữa thì Trần Giang cũng là chị họ của cô, Trương Lan Hương cũng là dì của cô, dù sao cũng không thể để hai người họ bị đánh được. Nhưng bây giờ Lâm Ngọc An thật sự rất tức giận. Cho dù Trần Giang bị đánh chết thì cô cũng không muốn xen vào nữa. Tạ Long quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Không ngoài suy đoán của cậu ta, bởi vì Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lái xe đến quán thịt nướng nên Tạ Long đã lái chiếc Mercedes kia và dẫn theo đám thành viên của hội sói điên theo tới. Bởi vì khu vực của quán thịt nướng là của Cảnh Thiên Long nên Tạ Long không dám đi vào gây chuyện, dù sao thì người giàu có ở đây cũng rất nhiều, cậu ta không dám tùy tiện trêu chọc ai cả. Cho nên cậu ta đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài quán thịt nướng, không đợi được Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên nhưng lại nhìn thấy ba người Trần Giang. Cậu ta cũng biết rõ đám người Trần Giang và Hoàng Thiên có quen biết nên lúc này mới bắt cả đám vào hẻm nhỏ, xử lý một chút. Hoàng Thiên, đến đây đi, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết anh đâu. Tạ Long phách lối chỉ vào Hoàng Thiên, ý muốn bảo anh qua đây. Hoàng Thiên thật không ngờ Tạ Long lại mất trí nhớ nhanh như vậy. Hôm qua cậu ta vừa mới bị ngược đãi giống như cháu trai mà hôm nay đã quên hết rồi ư. Cảnh Thiên Long vẫn luôn đi theo phía sau quan sát nên biết mọi chuyện không ổn, cậu ta cũng có nghe danh Tạ Long của hội sói điên. Thấy đàn em của Tạ Long nhiều như vậy, cả đám người còn mang theo dao nên Cảnh Thiên Long sợ Hoàng Thiên thua thiệt, vì vậy len lén gọi điện cho Lã Việt. Đương nhiên Hoàng Thiên không hề biết Cảnh Thiên Long đã làm như vậy, bây giờ anh chỉ muốn xử lý Tạ Long một chút mà thôi. Cậu chủ Long, xem ra trí nhớ của cậu không tốt lắm nhỉ, quên rằng hôm qua đã bị anh đánh sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng hỏi Tạ Long. Hai mắt Tạ Long sáng lên như chó sói, từ trước đến nay cậu ta chưa từng bị thua thiệt như vậy.
mặc dù biết bối cảnh phía sau Hoàng Thiên rất cứng nhưng cậu ta vẫn không nuốt trôi cục tức này được, nhất quyết muốn đánh nhau với Hoàng Thiên mới hả giận. Con mẹ nó, hôm nay ông đây sẽ phế mày. Tạ Long quát lên một tiếng với Hoàng Thiên. Trần Giang đã sớm chứng kiến tính tình hung bạo của Tạ Long, nhìn thấy hai người họ có mâu thuẫn thì ánh mắt cô ta lập tức sáng lên. Cậu chủ Long, cậu chủ Long, cậu có thù oán với Hoàng Thiên thì nhanh chóng ra tay xử lý cậu ta đi. Chúng tôi về nhà trước nhé. Trần Giang vừa nói xong thì chuẩn bị chạy ra ngoài. Hoàng Thiên thật sự không còn lời nào để nói về Trần Giang nữa, con quỷ nhỏ này đúng là đáng ghét mà. Tạ Long cua tay tát lên mặt Trần Giang một cái rồi mắng, nó nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Các người mà dám chạy thì tôi lập tức đánh chết hết cả bọn đấy, quay ra sau ôm đầu ngồi vào góc tường đi. Trần Giang hoảng sợ không dám nhiều lời nữa, cô ta cùng với Trương Lan Hương và Phan Minh Quân ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm vào góc tường. Giờ phút này, Tạ Long cứ như tiêm máu gà vậy. Cậu ta cảm thấy cơ hội báo thù đã đến rồi, bởi vì Phương Doanh không còn ở đây nữa nên Hoàng Thiên cũng không khó đối phó cho lắm. Cậu ta nhận lấy một con dao của tên đàn em rồi chỉ vào Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, mày đến đây cho tao, quỳ xuống dập đầu thật vang 100 cái thì tao có thể tha cho mạng chó của mày. Còn nữa, bảo vợ mày hầu hạ tao một tháng, tao thấy vợ mày cũng mặn mà lắm đấy, ha ha ha. Tạ Long không hề kiêng kỵ lướt mắt nhìn Lâm Ngọc An, hận không thể lập tức bắt cô lại. Sắc mặt Hoàng Thiên tối sầm xuống, Lâm Ngọc An chính là ranh giới cuối cùng của anh, bây giờ Tạ Long đã chạm đến điểm giới hạn của anh rồi. Có lẽ sự giáo huấn hôm qua của anh vẫn chưa sâu sắc lắm, vì thế mới khiến Tạ Long không thể nhớ lâu được. Trong lòng Hoàng Thiên thầm cười nhạt, anh nhấc chân đi về phía Tạ Long. Chồng ơi, đừng đi mà. Lâm Ngọc An muốn ngăn cản Hoàng Thiên lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cô gấp đến mức không biết phải làm sao nên cũng đành đi theo phía sau. Cảnh Thiên Long thấy Hoàng Thiên sắp gặp nguy hiểm thì cậu ta khẽ suy nghĩ một chút rồi lấy dũng khí đi theo. Cậu ta biết rõ nếu muốn kết giao với Hoàng Thiên thì dưới tình huống này không được để anh thấy mình là một kẻ hèn nhát được. Tạ Long nhìn thấy Hoàng Thiên bước tới thì tưởng rằng anh đã sợ đến mức muốn nhanh chân dập đầu, dâng người đẹp lên cho cậu ta. Đợi một lát nữa khi xử lý Hoàng Thiên xong thì cậu ta sẽ đưa vợ anh đi rồi vui vẻ với nhau một lát. Càng nghĩ, trong lòng Tạ Long càng thêm đắc ý. Trong mắt cậu ta hiện lên một tia sáng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, chỉ chờ anh đến gần để cậu ta chém xuống mấy nhát dao. Cậu chủ Long, hôm nay xin cậu hãy nể mặt Cảnh Thiên Long tôi, đừng ra tay với Hoàng Thiên được không? Cảnh Thiên Long lớn tiếng nói với Tạ Long. Tạ Long đã nghe danh Cảnh Thiên Long chính là một người giàu có ở thành phố này. Vì thế trong lòng cậu ta vẫn rất kiêng kỵ, không dám ra oai với Cảnh Thiên Long. Chuyện này cũng thật buồn cười, nếu như Tạ Long biết Hoàng Thiên cũng là cậu chủ ở Hà Nội, hơn nữa còn có gia thế hơn Cảnh Thiên Long gấp nghìn lần thì sợ rằng có mượn bao nhiêu lá gan đi nữa, cậu ta cũng không dám đối nghịch với Hoàng Thiên. Cậu chủ Long, không phải tôi không nể mặt cậu nhưng mà hôm qua Hoàng Thiên đánh tôi thảm quá. Nếu như tôi không dạy dỗ lại anh ta cho đàng hoàng thì sau này làm sao lăn lộn ở thành phố Bắc Ninh nữa chứ? Tạ Long lạnh lùng nói. Cảnh Thiên Long thấy Tạ Long không chịu tôn trọng mình thì vô cùng lo lắng, cậu ta chỉ đành phải kéo dài thời gian để đợi Lã Việt đến đây. Hoàng Thiên, lập tức quỳ xuống trước mặt ông đây rồi dập đầu 100 cái thật vang đi, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tạ Long đắc ý cầm con dao trong tay quơ quơ, cười lạnh nói với Hoàng Thiên. Giờ phút này, ánh mắt Hoàng Thiên đã tràn ngập sắc bén, bắt giặc phải bắt vua trước. Bây giờ dưới tình thế lấy ít địch nhiều thì anh chỉ có thể nhằm vào Tạ Long mà ra tay thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên bất chợt chạy nhanh đến trước mặt Tạ Long. Tạ Long chỉ lo đắc ý, hơn nữa cậu ta cũng không ngờ tốc độ của Hoàng Thiên lại nhanh như vậy. Cậu ta chưa kịp phản ứng thì Hoàng Thiên đã giơ một bàn tay ra nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Tạ Long. Ngay sau đó, Hoàng Thiên quăng một quyền lên, mạnh bạo giáng xuống sống mũi cậu ta. Hoàng Thiên vẫn biết rõ đạo lý đường hẹp gặp nhau. Người gan dạ sẽ thắng. Tạ Long mang rất nhiều người đến, trong tay còn có vũ khí trông có vẻ rất hung hăng. Một quyền này của Hoàng Thiên đánh ra rất mạnh khiến sống mũi của Tạ Long cũng sắp gãy mất, ngay lập tức, trước mắt cậu ta đã nổ đầy đom đóm. Không chờ đợi Tạ Long phản ứng lại, Hoàng Thiên đã lập tức đoạt lấy đao trong tay cậu ta. Xoẹt một tiếng, thanh đao sắc bén đã đặt ngay trên cổ Tạ Long, ép sát vào cậu ta. Ngay lúc này, Tạ Long chỉ cảm thấy vùng cổ chợt lạnh toát. Không hề dám tùy tiện động đậy. À, anh đừng làm loạn đấy.
Tạ Long vô cùng luống cuống nhưng cậu ta cũng biết rõ Hoàng Thiên ra tay rất tàn độc, nếu như chọc giận anh thì anh hoàn toàn có thể làm thịt cậu ta ngay tại chỗ. Con người của tôi chỉ thích làm bậy mà thôi. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ vỗ lên gương mặt Tạ Long. Tạ Long vô cùng xấu hổ, bởi vì con dao còn gác ngay trên cổ nên cậu ta cũng không dám lớn lối. Hoàng Thiên, nếu dám động vào tôi một chút thì tôi sẽ khiến cho cả nhà anh chết hết đấy. Tạ Long uy hiếp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong câu này thì lập tức nhíu mày, anh hận nhất chính là người khác uy hiếp đến người nhà của mình. Chát! Hoàng Thiên mạnh bạo tát một bạt tai lên mặt Tạ Long, sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút ép sát con dao lên cổ cậu ta. Ngay lập tức, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra khiến Dịch Soái hoảng sợ đến mức gào khóc ầm lên. Đừng đừng đừng, đừng giết tôi! Tạ Long kêu to. Bốn tên thành viên của hội sói điên thấy vậy thì tất cả đều nhao nhao chạy đến, chuẩn bị cứu Tạ Long. Mày cũng sợ chết à? Chẳng phải vừa rồi nói nhiều lắm sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cất tiếng hỏi Tạ Long. Trong lòng Tạ Long cũng hận thấu xương Hoàng Thiên nhưng bây giờ cậu ta thật sự không dám nói ra những lời khó nghe nữa, cậu ta sợ rằng Hoàng Thiên tức giận lên thì sẽ thật sự giết chết cậu ta. Thả tôi ra đi, chuyện hôm nay ồn ào đến thế này cũng được rồi nhỉ. Hội sói điên chúng tôi không phải dễ trêu vào đâu. Tạ Long nói. Bụp bụp bụp. Hoàng Thiên nện mấy quyền lên gương mặt Tạ Long khiến cho máu mũi cậu A chảy ràn rụa. Hội sói điên các người giỏi lắm sao? Tôi cảnh cáo cậu, nếu như còn dám đến làm phiền tôi một lần nữa thì tôi sẽ hốt trọn ổ hội sói điên các người đấy. Hoàng Thiên nghiêm nghị quát lên. Khí thế này của anh đã hoàn toàn dọa sợ toàn bộ mọi người đang ở đây. Lâm Ngọc An sợ run người đứng một bên, vào giờ phút này cô thật sự không còn nhận ra Hoàng Thiên nữa. Đây là người chồng khiếp nhược mấy năm qua của cô đó sao? Hội sói điên đáng sợ như vậy mà lại yếu thế trước mặt Hoàng Thiên, quả thật khó tin mà. Không chỉ Lâm Ngọc An mà ngay cả Trần Giang và Trương Lan Hương cũng sợ ngây người. Trong đầu bọn họ thầm nghĩ rằng tên Hoàng Thiên này đúng là ngạo mạn mà, còn dám đánh cậu chủ của hội sói điên nữa. Thấy Hoàng Thiên đã chiếm thế thượng phong, Trần Giang và Trương Lan Hương cũng không ngồi xổm ở chân tường nữa mà lập tức đứng lên đi đến bên cạnh Tạ Long. Nhớ đến vừa rồi bị Tạ Long đánh tới thê thảm như vậy, Trương Lan Hương và Trần Giang đều tức giận đến mức không nói nên lời. Con mẹ nó, mày phải đứng yên cho tao đánh đấy, tao nhất định sẽ đánh chết mày. Trần Giang vừa mắng, hai tay vừa giơ lên đánh vào người Tạ Long. Trương Lan Hương càng không phải người hiền lành gì, bà ta lập tức nhào đến không buông tha cho Tạ Long. Từng bàn tay thay phiên nhau giáng xuống, hai mẹ con cùng đánh một người. Vì thế trong nháy mắt đã khiến Tạ Long trở thành đầu heo. Lúc này, Tạ Long thật sự rất muốn đập đầu tự tử, đường đường là cậu chủ của hội sói điên mà lại bị hai người phụ nữ đánh thành ra như vậy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì toàn bộ người dân ở thành phố Bắc Ninh này đều sẽ cười nhạo cậu ta mất. Tạ Long cắn răng không nói tiếng nào, trong lòng thầm ghi hận Trần Giang và Trương Lan Hương. Phan Minh Quân cũng không ngồi yên ở đấy, tuy nhiên ông ta lại không dám đi lên đánh Tạ Long. Ông ta sợ rằng Tạ Long sẽ quay lại trả thù mình. Bốn thành viên của hội sói điên cầm đao đứng ở cửa nhưng không dám đi lên giúp đỡ, bởi vì Hoàng Thiên đang cầm dao kề sát vào cổ Tạ Long nên bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Thấy bốn người họ đều nhìn chằm chằm vào mình, Hoàng Thiên cũng không hề sơ ý, từ đầu đến cuối đều khống chế Tạ Long thật tốt. Hoàng Thiên, anh hãy nhớ cho tôi, món nợ ngày hôm nay tôi nhất định sẽ tính rõ ràng với anh. Vì muốn cứu vớt lại chút mặt mũi của mình, Tạ Long đành phải trừng mắt đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nghe vậy thì lập tức cười cười, xem ra tên Tạ Long này là một người hung hăng, không ngược đãi cậu ta một chút thì quả thật không được mà. Quỳ xuống. Hoàng Thiên nhàn nhạt nói một câu. Còn bảo ông đây quỳ xuống sao? Hôm qua ông đây đã quỳ đủ thảm rồi. Tạ Long trợn tròn mắt. Không quỳ hả? Hoàng Thiên lại rạch một nhát lên cổ Tạ Long. Á á, đừng cắt, tôi quỳ mà. Tạ Long thật sự không chịu nổi nữa, cậu ta lập tức hét to mấy tiếng rồi thật thà quỳ xuống. Thế nhưng vào lúc này, một vài chiếc xe đang gấp gáp lái đến rồi dừng lại ở đầu hẻm. Ngay sau đó, Lão Việt ngồi trên chiếc Bentley dẫn đầu uy phong lẫm liệt bước xuống xe, đi vào con hẻm. Sau lưng Lão Việt có hơn 20 người ào ào đi theo sau, tất cả đều là đàn em của ông ta. Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, anh thật sự có hơi bất ngờ. Tại sao Lão Việt lại chạy đến đây rồi? Lão Việt sải bước đến bên cạnh Hoàng Thiên,
sau đó đàn em của ông ta lập tức hiểu ý bao vây bốn thành viên của hội sói điên lại. Cậu Thiên, không sao chứ ạ? Lã Việt lo lắng nhìn Hoàng Thiên một lát, sợ anh bị thương. Hoàng Thiên cười nhạt, không sao cả, tại sao ông đến đây? Không đợi Lã Việt lên tiếng nói chuyện, Cảnh Thiên Long đã vội vàng xông tới, vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói, anh Thiên, là em đã thông báo với ông Tư Long đấy. Đây rõ ràng là muốn giành công, trong lòng Hoàng Thiên đương nhiên cũng hiểu rõ. Con mẹ nó, các người bị vây đến mức này rồi mà còn cầm dao à? Tiêu Tấn trợn mắt nói với bốn thành viên hội sói điên. Tất cả buông dao xuống hết. Anh Huy nhìn bốn người kia rồi hét lớn. Ngay lập tức, bốn tên nhóc này đều ngoan ngoãn buông dao xuống. Bây giờ cá đã nằm trên thớt, bọn họ không buông cũng không được, chỉ bất cần một chút thì e rằng sẽ bị đánh đến mức không còn chi giác mất. Tạ Long thấy Lã Việt đến thì trong lòng cậu ta càng luống cuống hơn. Trước đây nghe nói Hoàng Thiên quen biết với Lã Việt, Tạ Long còn không phục, cho rằng anh không có khả năng đấy. Nhưng bây giờ Tạ Long đã tin rồi, cậu ta phát hiện Hoàng Thiên không thể quen biết Lã Việt mà quan hệ còn không bình thường nữa. Đương nhiên Lã Việt không hề xa lạ gì với cái tên Tạ Long của hội sói điên, đều là người lăn lộn ở thành phố Bắc Ninh này, làm sao có thể không quen biết chứ? Cậu chủ Long, cậu có xích mích với cậu Thiên hả? Lã Việt cười lạnh một tiếng, quay sang hỏi Tạ Long. Tạ Long cắn răng, hung ác nói, không sai, tên Hoàng Thiên này đã khiến tôi chịu không ít khổ sở, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh ta. Ha ha, bây giờ cậu đã quỳ xuống trước mặt cậu Thiên rồi, sao có mặt mũi nói ra mấy lời huênh hoang thế này chứ? Lã Việt đùa cợt một tiếng, nhìn Tạ Long. Tạ Long cũng cần mặt mũi. Cậu ta thấy Lã Việt cười nhạo mình như vậy thì giống cổ lên chất vấn ông ta. Ông Tư Long, từ trước đến nay hội sói điên của chúng tôi nước sông không phạm nước giếng với ông mà. Thế nào? Bây giờ ông định giúp đỡ Hoàng Thiên rồi đối nghịch với hội sói điên chúng tôi sao? Tính tình Lã Việt thế nào chứ? Nhìn thấy Tạ Long ồn ào như vậy thì ông ta lập tức nhấc chân lên đạp một cước khiến cậu ta ngã nhào trên đất. Hội sói điên của các người thì nhằm nhò gì? Nếu còn nói nhảm thêm một câu thì tôi sẽ đánh cho răng cậu văng đầy đất đấy. Lã Việt quát lên. Tạ Long cũng sắp điên rồi nhưng cậu ta không dám đối chọi với Lã Việt, cậu ta biết rõ ông ta hung ác thế nào. Ông Tư Long, cho dù ông không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt cha tôi chứ. Giọng nói của Tạ Long đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu ta lấy cha mình ra để khiến Lã Việt kiêng kỵ. Thế nhưng lại không ngờ Lã Việt hoàn toàn không để ý đến Tạ Long. Cha cậu rất lợi hại sao? Kêu cha cậu đến đây so tài thử đi. Ánh mắt Lã Việt khẽ lóe lên một tia sáng, quát lên một tiếng vào mặt Tạ Long. Tạ Long nghe vậy thì lập tức yếu thế, cậu ta có thể thấy rõ Lã Việt hoàn toàn không hề xem hội sói điên ra gì. Mẹ nó, rốt cuộc Hoàng Thiên có quan hệ thế nào với tên Lã Việt này chứ? Không ngờ Lã Việt lại vì anh mà không tiếc đối địch với hội sói điên. Tạ Long không thể hiểu nổi, cậu ta giống như một kẻ ngu mà quỳ xuống đây vậy. Một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào nữa. Cậu chủ Long, nhớ kỹ những lời tôi nói ngày hôm nay nhé. Nếu như lần sau cậu còn dở trò thì tôi sẽ khiến cho cả đời này của cậu không có lần sau nữa đâu. Hoàng Thiên nói xong thì đá một cước lên mặt Tạ Long, cậu ta bị đạp mạnh đến mức não bị chấn động nhẹ, đầu óc cũng ong ong một tiếng. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An xoay người rời khỏi hẻm nhỏ này. Lã Việt khoát tay chặn lại, bảo tất cả đàn em đều lui ra. Vốn dĩ Cảnh Thiên Long định lôi kéo làm quen Hoàng Thiên nhưng Hoàng Thiên đã lên chiếc BYD kia rời khỏi đây rồi. Cậu Thiên thật đúng là khiêm tốn mà, giàu như vậy nhưng chỉ lái xe tầm 100 triệu. Trong lòng Cảnh Thiên Long thầm cảm thán, sau đó cũng lái xe rời đi. Thấy mọi người đều đi hết cả, Trần Giang và Trương Lan Hương cũng hơi hoảng sợ. Em rể, đưa chúng tôi đi với. Lúc này Trần Giang mới nhớ đến Hoàng Thiên là em rể của cô ta. Vì thế lập tức giống cổ hô lên theo hướng Hoàng Thiên rời đi. Cháu rể, Ngọc An, các người khoan hãy đi đã, đưa chúng tôi theo với. Trương Lan Hương cũng kinh hoàng hét to, sau đó dẫn theo Trần Giang chạy ra hẻm bên ngoài. Hai người và Phan Minh Quân vừa muốn chạy đi thì Tạ Long đã nhảy dựng lên từ dưới đất. Bắt bọn họ lại. Tạ Long cứ như điên mà quát lên với đàn em của mình. Bốn thành viên hội sói điên đang buồn bực trong lòng. Làm sao có thể tha cho đám người Trần Giang chạy đi được chứ? Ngay lập tức, bọn họ nhào đến kéo ba người lại. Tạ Long hung ác không có chỗ chút giận, lúc này lại nắm lấy cổ áo Trần Giang kéo mạnh một cái. Hừ hừ, người đẹp nha, món nợ mà Hoàng Thiên thiếu tôi,
cô đến đây bù vào đi. Trần Giang liều mạng che chở quần áo của mình, bây giờ cô ta thật sự rất tuyệt vọng. Ánh mắt bỉ ổi, hung ác của Tạ Long khiến Trần Giang nổi da gà khắp người. Cậu chủ hội sói điên này muốn làm gì, đương nhiên Trần Giang rất rõ ràng. Cậu Long, cậu đừng như vậy, cậu muốn làm gì, a? À. Trần Giang sợ đến mức hét lên, cùng lúc đó Tạ Long cũng xé rách đồ cô ta. Trương Lan Hương thấy con gái mình bị sỉ nhục như vậy, bà ta cũng không ngồi yên. Tuy rất sợ Tạ Long nhưng bây giờ bà ta không quan tâm đến điều đó nữa, nhanh chóng chạy tới giúp con gái đối phó Tạ Long. Phan Minh Quân đứng bên cạnh như một con rùa rụt đầu, bạn gái bị người ta ức hiếp như vậy mà ông ta cũng không dám đi lên cứu. Cậu chủ hội sói điên, đối với Phan Minh Quân mà nói là một sự tồn tại rất đáng sợ. Ông ta thà bị Trần Giang xem như đồ bỏ đi còn hơn là bị hội sói điên hành hạ. Con mẹ nó, mày quỳ xuống cho tao. Một thành viên hội sói điên đánh đập Phan Minh Quân một cách thô bạo, chửi ầm lên, chút hết lửa giận lên người ông ta. Phan Minh Quân xui xẻo, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, chỉ đành quỳ gối trên mặt đất chờ xử lý. Hừ, vừa nãy khi Hoàng Thiên còn ở đây, hai mẹ con nhà mày tát ông đây cũng không ít nhỉ. Mẹ kiếp, ai cho chúng mày lá gan đấy? Tạ Long vừa mắng, vừa hung hăng tát Trần Giang và Trương Lan Hương. Bọn họ không ngừng kêu la, miệng cũng bị tát đến nỗi sắp lệch sang một bên. Trần Giang biết Tạ Long không thể nào buông tha cho mình, nếu làm không tốt thì sẽ tiếp tục bị cậu ta sỉ nhục. Cô ta nghĩ ra một biện pháp, thừa dịp lúc này Tạ Long đang đánh Trương Lan Hương thì Trần Giang lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Lâm Ngọc An. Trần Giang rất rõ, chỉ có Hoàng Thiên mới có thể cứu cô ta, cũng chỉ có Hoàng Thiên mới có thể khiến Tạ Long sợ hãi. Ngọc An, mau quay lại cứu tôi. Tôi và dì cả của cô sắp bị người ta giết chết rồi. Trong nháy mắt khi điện thoại được kết nối, Trần Giang giống như heo bị chọc tiết cầu cứu Lâm Ngọc An. Đương nhiên, cũng chỉ là để Hoàng Thiên có thể quay lại đây cứu cô ta. Còn dám gọi điện thoại cầu cứu, bây giờ ông đây sẽ làm mày. Tạ Long giận dữ, rồi đi tới giật lại điện thoại của Trần Giang, quăng xuống đất đạp nát thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, Tạ Long đè Trần Giang xuống đất, muốn cưỡng bức cô ta. Nhìn dáng người xinh đẹp của Trần Giang một cách thèm thuồng, Tạ Long xanh mắt không thể kìm chế nổi. Ông xã, mau dừng xe. Lâm Ngọc An đang ở trong xe, sau khi nhận được cuộc gọi của Trần Giang thì nhanh chóng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngừng xe, thấy vẻ mặt Lâm Ngọc An đang rất lo lắng thì hỏi cô, em sao vậy, Ngọc An? Chúng ta mau quay trở lại, Trần Giang và dì cả vẫn còn bị đánh. Lâm Ngọc An lo lắng nói. Cha, mẹ nó. Hoàng Thiên thật sự cũng vô cùng bất ngờ, vừa rồi anh cho rằng sau khi mình rời đi thì Trần Giang và Trương Lan Hương cũng sẽ đi theo rời khỏi đó, ai mà nghĩ đến bọn họ lại có thể chưa rời đi chứ. Cho dù Hoàng Thiên có ghét bọn họ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ý định ném họ ở lại chỗ đó để hội sói điên hành hạ. Để bọn họ bị đánh một chút cũng không sao, em đã quên bọn họ có bộ mặt như thế nào hay sao? Hoàng Thiên mỉm cười hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vội vàng lắc đầu, không được. Dù sao đi nữa thì họ vẫn là dì cả và chị họ của em, hơn nữa cũng vì chúng ta nên hai người họ mới bị sói điên để mắt tới. Hoàng Thiên nghe vậy gậy gật đầu, thật ra hôm nay Trần Giang và Trương Lan Hương bị đánh cũng xem như oan uổng. Tạ Long là chạy theo Hoàng Thiên nên mới đến đó, Trần Giang và Trương Lan Hương cũng xui xẻo. Lúc này, Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, lái xe đưa Lâm Ngọc An quay lại. Trần Giang thấy sắp không chống đỡ nổi nữa. Tạ Long này giống y như một con trâu đực, cô ta sắp bị hạ gục mất rồi. Trương Lan Hương và Phan Minh Quân cũng bị đánh đập dã man, bị đánh đến nỗi cha mẹ không nhận ra. Tạ Long sắp thành công nhưng lúc này cậu ta bỗng nhìn thấy xe của Hoàng Thiên. Không hay rồi. Tạ Long thật sự bị Hoàng Thiên dọa cho sợ hãi, đặc biệt là Lã Việt càng khiến cậu ta sợ vỡ mật. Cũng không biết Lã Việt có ở trong xe của Hoàng Thiên hay không, Tạ Long cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng đứng dậy chạy ra lối kia của con hẻm. Các anh em, chạy mau. Vừa chạy, Tạ Long vừa hét to lên kêu đàn em của mình chạy theo. Bốn thành viên hội sói điên ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đâu còn dám ở lại chỗ này. Quần áo Trần Giang xốc xếch, cô ta sửa sang lại quần áo một chút rồi bò dậy khỏi mặt đất. Cuối cùng thì Trương Lan Hương và Phan Minh Quân cũng có thể hít thở, bọn họ đã bị đánh đến mức không còn sức lực, bây giờ đang thở hổn hển từng hơi. Hoàng Thiên không bước xuống xe, thấy đám người Trần Giang bị đánh thành bộ dạng này thì anh cũng hơi giật mình. Gì cả, chị Giang, mọi người vẫn ổn chứ?
Lâm Ngọc An vội vàng xuống xe đi tới. Trương Lan Hương đau đớn rên rỉ, vừa nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đến thì bà ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trách không được Tạ Long dẫn người chạy, ồn ào cả buổi hóa ra là do sợ Hoàng Thiên. Trương Lan Hương nhìn Hoàng Thiên đang ngồi trong xe, trong lòng bà ta thật sự có hàng trăm nút thắt không thể gỡ được. Cái đồ bỏ đi này tại sao lại có thể lợi hại như vậy, ngay cả những người của hội sói điên cũng sợ cậu ta. Anh còn quen biết với Lã Việt, mà Lã Việt cũng giúp đỡ anh nhiều như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Trương Lan Hương cũng muốn đau đầu, thật sự càng ngày bà ta càng nhìn không thấu Hoàng Thiên được nữa. Ngọc An, nếu không phải cháu và Hoàng Thiên quay lại thì có lẽ gì đã bị sói điên đánh chết, cháu cũng sẽ không nhìn thấy gì cả của cháu nữa rồi. Trương Lan Hương khóc lóc nỉ non nói với Lâm Ngọc An. Thấy Trương Lan Hương khóc như thế, trong lòng Lâm Ngọc An cũng khá khó chịu, dù sao thì đây cũng là dì cả ruột của cô dì cả, trước tiên dì khoan hãy nói mấy chuyện này đã. Cháu đưa mọi người đi bệnh viện. Lâm Ngọc An nói. Không đi, không đi, bị đánh thành thế này còn có thể gặp người khác hay sao? Xấu hổ chết người, về nhà dì bôi chút thuốc thì sẽ không có chuyện gì. Vẻ mặt Trương Lan Hương đau khổ nói. Trương Lan Hương rất cảm kích, nhưng Trần Giang thì không hề, bây giờ cô A cực kỳ hận Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Cô ta cảm thấy nếu như không phải do Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên có mâu thuẫn với Tạ Long thì cô ta đã không bị hội sói điên đánh thành như vậy. Đáng hận nhất là khi Hoàng Thiên rời đi cũng không mang cô ta theo, hại cô ta suýt chút nữa là thất thân. Hừ, mẹ, chúng ta đi. Sau khi trợn mắt liếc Lâm Ngọc An, Trần Giang kéo tay Trương Lan Hương định rời đi. Lâm Ngọc An nhìn thấy bộ dạng này của Trần Giang thì cô cũng lười phản ứng cô ta, xoay người quay trở lại xe. Trần Giang, anh dẫn em đi khám bác sĩ. Phan Minh Quân chạy chậm đuổi theo, tỉ tiện nói. Bốp, bốp. Trần Giang tát Phan Minh Quân hai bà tay thật mạnh, tức giận đến mức lông mày cũng dựng lên. Khám bác sĩ con mẹ anh, đồ đàn ông vô dụng, tôi sắp bị người ta cưỡng bức mà anh cũng không dám chạy tới giúp đỡ nữa. Trần Giang chỉ vào Phan Minh Quân rồi mắng một trận. Phan Minh Quân bị đánh nhưng lại không hề tức giận, đúng là như vậy, do vừa rồi ông ta thật sự rất sợ hãi. Trần Giang, anh, không được gọi tôi là Trần Giang, từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa. Trần Giang tức giận, xoay người bỏ đi với Trương Lan Hương. Phan Minh Quân đứng đó như một kẻ ngốc, nhìn Hoàng Thiên đang ngồi trong xe, ông ta thật sự rất hối hận. Sớm biết Hoàng Thiên tài giỏi như vậy thì tại quán thịt nướng trong thành phố ông A đã không dám xem thường Hoàng Thiên rồi. Nếu không đắc tội Hoàng Thiên thì bây giờ ông ta còn đang uống rượu đỏ ăn thịt với Hoàng Thiên nữa đấy, càng sẽ không bị đánh thành đầu heo. Em rể à em rể, cũng tại anh mắt chó không biết nhìn người, em ngàn vạn lần đừng giận anh. Phan Minh Quân chạy đến trước xe Hoàng Thiên, liên tục nói những lời tốt đẹp, chỉ còn thiếu quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Nhìn thấy giờ phút này Phan Minh Quân ti tiện như vậy, Hoàng Thiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không có hứng thú phản ứng với loại người này. Anh lái xe đưa Lâm Ngọc An nhanh chóng rời khỏi đây, trở về nhà. Lúc này Trương Lan Phượng đang ngồi trong nhà ngẩn người, bây giờ trong đầu bà ta chỉ toàn là hình ảnh số tiền mặt 350 tỷ kia. Thật nhiều tiền mà, nếu có thể mang số tiền này về nhà thì tốt biết bao nhiêu. Thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã trở về. Dưới mông Trương Lan Phượng như có lửa đốt, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Hoàng Thiên, rốt cuộc có phải là cậu đang gạt tôi hay không? 350 tỷ kia thật sự là của cậu hay sao? Thật sự là tập đoàn quốc tế toàn cầu sao? Trương Lan Phượng giống y như đang thẩm vấn phạm nhân, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cực kỳ im lặng, xem ra Trương Lan Phượng vẫn còn chưa hết hy vọng đâu. Mặc kệ Trương Lan Phượng nói gì thì nói, một câu Hoàng Thiên cũng không nói. Trực tiếp đi về phòng. Bởi vậy, Trương Lan Phượng càng thêm hiểu lầm, lôi kéo Lâm Ngọc An, Ngọc An, con nói cho mẹ biết đi, 350 tỷ kia là của Hoàng Thiên sao? Lâm Ngọc An bất đắc dĩ thở dài, mẹ không phải là bị ma ám đấy chứ? Vẫn còn băn khoăn 350 tỷ kia, thật sự là muốn tiền đến điên rồi. Mẹ còn không biết tình hình hiện giờ của Hoàng Thiên hay sao? Ngay cả công việc anh ấy còn không có thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Ngọc An hỏi ngược lại. Lúc này Trương Lan Phượng mới hơi bình tĩnh lại, tức giận nói, thứ đồ vô dụng này cũng thật là, tiền của người ta mà khoe khoang cái gì chứ. Làm hại trong lòng mẹ y như là cỏ mọc vậy, thật phiền phức. Lâm Ngọc An không nói gì nữa nhưng có điều cô cũng đã nhìn thấu, sự khát vọng của Trương Lan Phượng đối với tiền bạc quá mãnh liệt.
Đừng nói Hoàng Thiên không có nhiều tiền như vậy, cho dù thật sự có 350 tỷ cũng không thể để mẹ biết được, nếu không chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Trong lòng Lâm Ngọc An đang suy nghĩ mấy thứ này, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, lại nghe thấy tiếng kêu la tức giận, Ngọc An, phế vật Hoàng Thiên kia đâu? Kêu nó lập tức lăn ra đây. Trước đó Lâm Ngọc An đã rất hoảng sợ, khi nhìn thấy người đứng sau cửa ra vào kia thì cô lại càng kinh ngạc hơn. Thấy vẻ mặt giận dữ của Trần Giang Hùng, sắc mặt cô tái nhợt đứng ở cửa ra vào. Đứng bên cạnh Trần Giang Hùng chính là Trần Giang, cả gương mặt đều bị sưng lên đỏ bừng, tóc tai lộn xộn. Sau lưng Trần Giang Hùng và Trần Giang, Trương Định dẫn theo con của ông ta là Trương Vĩ cũng đến tận cửa để hỏi tội. Trương Lan Hương vì bị đánh vào mặt, tổn hại nhan sắc nặng nề, bà ta cảm thấy không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp người khác nên không đến đây. Chú đến tìm Hoàng Thiên có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An rất tức giận, Trần Giang Hùng đã là người có tuổi rồi, là một trưởng bối mà sao có thể lỗ mãng như vậy chứ? Vẫn còn giả ngu à? Chuyện mà cô và Hoàng Thiên đã làm ra, không phải trong lòng cô tự hiểu rõ nhất sao? Trần Giang Hùng chất vấn Lâm Ngọc An. Sắc mặt của Lâm Ngọc An trầm xuống, nói, cháu giả ngu cái gì? Cháu với Hoàng Thiên đã làm chuyện gì chứ? Hừ, cô với Hoàng Thiên chọc vào hội sói điên, lại để tôi và mẹ tôi phải chịu thay cho cô, bị bọn chúng đánh cho một trận. Đám người bọn họ đáng lẽ phải đi tìm cô mới đúng. Trần Giang vô cùng tức giận chỉ vào mặt Lâm Ngọc An. Trần Giang Hùng cũng tức giận hét lên, bảo Hoàng Thiên cút ra đây. Hôm nay không nói rõ chuyện này, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu. Lâm Ngọc An thấy Trần Giang Hùng bá đạo như vậy thì bắt đầu nổi giận. Không cần bảy mồm tám mõm chõ vào đây đâu chú ạ. À. Nếu không phải do cháu với Hoàng Thiên quay lại cứu Trần Giang và gì thì không biết hai người bọn họ còn có thể quay trở về nhà nữa không đấy. Lâm Ngọc An lớn tiếng nói. Nói như vậy có nghĩa là cô còn muốn tôi phải cảm ơn cô và Hoàng Thiên sao? Lúc đấy chỉ có cậu ta trong số đó là đàn ông, cậu ta không bảo vệ được Trần Giang và dì của cô, cậu ta chính là tên vô dụng. Phế vật chính là phế vật, hừ. Trần Giang Hùng nói xong nhếch miệng. Còn không phải sao, nếu bản thân đã không có năng lực thì đừng chọc vào hội sói điên đấy, chẳng phải mang phiền phức đến cho người thân xung quanh à. Thật là một ngôi sao tai họa mà. Trương Định ở bên cạnh quái gở nói. Ha ha, nếu tôi mà ở đấy thì nhất định sẽ đánh cái tên Tạ Long kia đánh cho mẹ nó nhìn không ra luôn, đánh đến khi nào răng của nó rơi đầy đất chỉ có thể quay về ăn cháo rồi ngồi trong phòng khóc hu hu. Chị nhìn cái tên Hoàng Thiên phế vật này đi, anh ta lại chỉ đứng nhìn hai người kia bị hội sói điên đánh. Trương Vĩ cong miệng cười nói. Lâm Ngọc An tức đến mức liên tục thở mạnh, hô hấp càng ngày càng nhanh, là hội sói điên đánh bọn họ chứ không phải Hoàng Thiên đánh bọn họ. Nếu mấy người đã có bản lĩnh như vậy thì đi mà đến tìm hội sói điên tính sổ. Đừng có ở trước nhà của tôi nói linh tinh nữa. Dứt lời, Lâm Ngọc An tức giận quay người trở về phòng khách. Ông nhìn xem, cái con bé chết tiệt này đã nói cái gì vậy? Trần Giang Hùng quay đầu nói với Trương Định. Trương Lan Phượng không biết có chuyện gì xảy ra, còn ngồi sững sờ ở trong phòng khách. Nhưng khi bà ta nghe thấy tên Tạ Long thì trong lòng khẽ lột bột, thân thể bỗng nhiên run nhẹ lên. Dù sao cũng đã ở cùng với cái tên Tạ Long này mấy ngày, bị lừa thê thảm, loại bê bối này không thể để người khác biết được. Trương Lan Phượng lắc lắc cái mông o của mình đi ra ngoài, nói với đám người Trần Giang Hùng, đang ẩm cái gì vậy? Có lời gì thì vào nhà rồi nói, đừng để bị hàng xóm chê cười. Trần Giang Hùng và mấy người kia đều đi vào phòng khách, trưng ra cái vẻ mặt không muốn giải quyết êm đẹp, bắt buộc muốn Hoàng Thiên phải đi ra ngoài. Hoàng Thiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, Trần Giang Hùng như nhìn thấy kẻ thù, vừa thấy đã chỉ thẳng mặt Hoàng Thiên quát, cậu nuôi chim chỉ để đi đái thôi à. Dì và chị Giang của cậu bị đánh, cậu cũng không ra mặt giúp bọn họ. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trần Giang Hùng, rất bình tĩnh nói, nếu như tôi không giúp hai người đó, ông nghĩ bọn họ có thể quay về không? Cậu, hừ. Bọn họ bị người ta đánh ra nông nỗi này đã nói lên cậu chính là một kẻ vô dụng. Trần Giang Hùng khẽ nói. Ông có bản lĩnh thì đi mà làm, bọn họ chính là bị người tên Tạ Long đánh, ông có thể đến tìm Tạ Long đòi đấu tay đôi, đòi lại công bằng cho hai người kia. Hoàng Thiên nói thế khiến cho Trần Giang Hùng tức giận đến nổi trận lôi đình, rồi lại không phản bác được. Để cho ông ta đi đấu tay đôi với tên Tạ Long kia. Ông ta nào có lá gan đó chứ, chỉ dám xù lông ra mặt với Hoàng Thiên thôi. Hoàng Thiên,
cậu nói ra mấy lời kia không cảm thấy nhục à? Nếu lúc cậu đưa Ngọc An ra cũng đưa chúng tôi theo cùng thì chúng tôi cũng sẽ không bị đánh đến thảm hại như vậy. Suýt nữa tôi đã bị Tạ Long làm nhục đấy, cậu có biết không? Trần Giang trừng trừng mắt, chỉ trích Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự cảm thấy rất khó chịu, nhìn đám người Trần Giang nói, đừng có bày ra cái vẻ giống như Hoàng Thiên tôi thiếu nợ các người vậy. Giúp các người là ân, không giúp các người là bổn phận, ở trước mặt tôi kêu gào cái gì? Bà mẹ nó! Trần Giang Hùng và Trần Giang đều sững sờ một chút, sau đó mới cẩn thận quan sát Hoàng Thiên một lúc lâu, không ngờ Hoàng Thiên lại thay đổi nhiều như vậy. Tên phế vật này hình như có chút không giống với lúc trước, vậy mà đã học được cách phản kháng rồi. Hoàng Thiên, lời này của cháu nói không đúng rồi, đều là người thân của nhau, sao cháu lại nói không giúp đỡ chứ? Trương Định khịt khịt mũi nói. Có người thân nào như các người không? Ha ha, nói ra đúng thật buồn cười. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng nói. Trương Định bị nói khiến cho mặt đỏ tía tai, ông ta phát hiện Hoàng Thiên càng ngày càng khó đối phó, không giống như tên vô dụng lúc trước nữa. Ha ha, nói những cái này cũng đều vô dụng mà thôi, con bê cũng vẫn là con bê. Đoán rằng vừa nhìn thấy hội sói điên thì chân của anh cũng đều mềm nhũ rồi nhỉ. Trương Vĩ vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Thiên. Đúng vậy, cậu cũng xứng làm một người đàn ông sao? Một chút rộng lượng cũng không có. Trần Giang Hùng khinh bỉ nói. Mấy người đã nói xong hết chưa? Nếu ai cảm thấy bản thân mình có bản lĩnh thì cứ đến tìm hội sói điên đánh một trận, xả giận cho Trần Giang và gì cả là được. Lâm Ngọc An không thể nghe nổi nữa, lớn tiếng nói với bọn người Trần Giang Hùng. Trần Giang Hùng và mấy người kia đều nhếch miệng, bộ dạng rất khinh thường. Hừ, nếu lúc đấy Trần Giang Hùng tôi có ở đó, không đánh cho tên Tạ Long kia một trận thì tên của tôi sẽ viết ngược lại đấy. Trần Giang Hùng thở một hơi lớn. Trương Vĩ cũng phấn kích nói, nếu tôi có ở đấy thì nhất định sẽ hành hạ tên Tạ Long kia thành chó luôn. Làm sao có thể như cái tên phế vật này, đứng đấy nhìn chị Giang bị người ta bắt nạt chứ. Lâm Ngọc An cắn cắn bờ môi, tức giận không nói lên lời. Mẹ nó, chỗ này để cho mấy người bốc phét với nhau à? Cứ nói mạnh miệng là ảo tưởng bản thân thật sự lợi hại sao? Hoàng Thiên vỗ vỗ bả vai của Lâm Ngọc An, Ngọc An, bọn họ không đáng để em phải tức giận. Nói xong, Hoàng Thiên lấy ra điện thoại gọi cho Lã Việt. Có số điện thoại của Tạ Long không? Gọi điện thoại nói với tên nhóc kia bảo đứng chờ ở cửa ra vào của công viên nhân dân đi. Được, cậu Thiên cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi cho Tạ Long. Lã Việt trả lời. Hoàng Thiên cúp điện thoại. Lại nhìn hai người Trương Vĩ và Trần Giang Hùng thì thấy hai người này đã lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không giống như lúc nãy sức trâu sức bò thi nhau hò hét nữa. Lát nữa Tạ Long sẽ đứng chờ ở cửa ra vào của công viên nhân dân, mấy người ai có bản lĩnh thì đến hành hạ cậu ta đi. Hoàng Thiên nói với Trương Vĩ và Trần Giang Hùng. Ôi! Trần Giang Hùng há to miệng, rất biết điều im lặng. Trương Vĩ cũng rụt cổ lại, đến một cái rắm cũng không dám đánh ra. Đi hành hạ cậu chủ Tạ Long của hội sói điên, đối với Trương Vĩ và Trần Giang Hùng mà nói, đây chính là đi tự sát. Không dám đi sao, không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn bọn Trần Giang Hùng rồi mở miệng hỏi. Trần Giang Hùng và Trương Định triệt để im lặng, khí phách anh hùng lúc nãy lập tức xẹp xuống. Trương Định cũng không dám nói gì nữa, hội sói điên đấy ạ, ai dám đến trêu chọc chứ. Trần Giang vẫn không phục, nhìn Hoàng Thiên nói. Dù sao chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối việc không thể để yên được, Hoàng Thiên cậu phải cho tôi một lời giải thích, không thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hoàng Thiên nghe xong hơi nhíu mày, thế này vẫn chưa xong à? Cần ông mày đây đưa ra một lời giải thích như thế nào? Cô muốn lời giải thích gì? Hoàng Thiên hỏi Trần Giang. Tôi và mẹ của tôi đều bị đánh thảm hại như vậy, cậu cũng phải bồi thường chút tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần chứ? Cuối cùng Trần Giang cũng nói ra mục đích của cô ta, nhìn Hoàng Thiên rồi nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Thiên thật sự không nói lên lời, da mặt Trần Giang này rốt cuộc dày như thế nào vậy? Lâm Ngọc An thật sự đã nhìn thấu được mọi chuyện, cô tức giận nói, Trần Giang, chỉ có còn chút liêm sỉ nào không vậy? Là hội sói điên đánh chị, chứ không phải Hoàng Thiên đánh chị đòi Thiên Hoàng Thiên làm con mẹ gì? Thế nào, Hoàng Thiên không có bảo vệ tốt cho tôi, cậu ta phải phụ trách chứ? Trần Giang càn quấy đến triệt để. Lâm Ngọc An thật sự bị Trần Giang chọc tức, tính cách của cô từ trước đến giờ đều đủ dịu dàng nhưng bây giờ cũng không chịu nổi nữa. Tất cả các người đều đi ra ngoài hết cho tôi.
Lâm Ngọc An chỉ vào bọn người Trần Giang rồi lớn tiếng quát. Trương Lan Phượng cũng cảm thấy Trần Giang đang cố tình gây sự nên lớn tiếng quát theo, mấy người ở lại được thì ở lại, không ở lại được thì đi ra ngoài. Nơi này không chào đón mấy người. Ha ha, còn muốn đuổi chúng tôi đi sao? Tôi nói cho Lâm Ngọc An cô biết, nếu như Hoàng Thiên không bồi thường tôi 1,5 tỷ thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến nhà hai người làm loạn. Trần Giang uy hiếp Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô đã hoàn toàn hiểu ra Trần Giang đến để lừa người. Biết kinh tế của Hoàng Thiên có 1,5 tỷ thì thật sự muốn bồi thường theo số này. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Giang vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi, nghe được đầu bên kia chính là giọng nói hoảng sợ của Trương Lan Hương. Trần Giang, con mau về nhà xem một chút đi, hội sói điên đến đập phá nhà của chúng ta rồi. Bọn họ còn nói sau này mỗi ngày đều đến đập phá một lần đấy. Hả? Trần Giang nghe xong liền trợn tròn mắt, sợ đến mức điện thoại rơi xuống mặt đất. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới hội sói điên đã biết nhà cô ta ở đâu nhanh như vậy, hơn nữa dưới tình huống trước mắt này, hội sói điên nhất định sẽ phá nát nhà cô ta mất. Trần Giang cũng đoán được Tạ Long muốn ngủ với cô ta cho nên mới phái người đến phá nhà cô ta, ép cô ta đi vào khuôn khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Giang luống cuống, đôi mắt trông mong nhìn Hoàng Thiên. Mà đặc biệt là Tạ Long, cậu ta mới chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của Trần Giang. Trần Giang sợ tới nỗi nằm mơ cũng trông thấy cậu ta. Nhà bị đập phá, mà mỗi ngày đều bị phá một trận như vậy thì làm sao Trần Giang có thể chịu được? Cô ta biết Tạ Long rất sợ Hoàng Thiên, bây giờ chỉ có Hoàng Thiên mới có thể giải quyết được mớ hỗn độn trước mắt của cô ta mà thôi. Em rể, Tạ Long thuê người đến đập phá nhà chúng tôi. Trần Giang không vòng vo nữa mà nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt cầu xin. Tôi không phải là em rể cô. Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ phiền phức nên quay người định trở về phòng. Trần Giang thấy vậy thì lập tức trở nên nóng nảy, nếu Hoàng Thiên không giúp cô ta thì chắc chắn là cô ta sẽ thê thảm lắm. Bị đập phá nhà thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng chỉ cần bị Tạ Long bắt được thì chắc chắn cô ta sẽ bị Tạ Long chơi đùa đến chết. Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, cậu đừng đi mà, làm ơn giúp tôi đi, tôi cầu xin cậu đó. Trần Giang không màng thể diện mà chạy vọt lên ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị cô ta ôm chặt tới mức không thở nổi, thực sự thì Trần Giang không biết hai chữ ranh giới viết như thế nào à. Có chị vợ nào lại đi ôm em rể của mình như thế này không? Mà thân hình của Trần Giang lại còn rất đẹp, cô ta ôm như vậy khiến Hoàng Thiên cảm thấy không thể chịu nổi. Lâm Ngọc An không thể nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa, cô đi lên phía trước rồi kéo Trần Giang ra. Mong chị giữ tự trọng một chút, đừng để tay chân của mình chạy lung tung như vậy. Lâm Ngọc An nói với Trần Giang. Trần Giang sợ thật rồi, cô ta không ngờ rằng Tạ Long không những không buông tha cho cô ta mà còn tìm ra địa chỉ nhà cô ta nhanh như vậy. Cô ta sợ từ nay về sau mình sẽ bị Tạ Long làm phiền đến chết mất. Nhìn quanh thành phố Bắc Ninh này thì chỉ có Hoàng Thiên mới có thể giúp cô ta mà thôi. Ngọc An, cô mau khuyên Hoàng Thiên giúp tôi một chút đi. Tạ Long cứ chăn trở về tôi mãi như vậy, nhớ anh ta xông vào nhà tôi thì tôi phải làm thế nào đây? Trần Giang hoảng hốt tới nỗi mặt mũi đều tái mét, cô ta cầu khẩn Lâm Ngọc An. Nhưng trí nhớ của Lâm Ngọc An rất tốt nên lần này cô không thể mủi lòng với cô ta thêm một lần nào được nữa. Mối quan hệ giữa họ là họ hàng thân thích nhưng dù là mối quan hệ tốt đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng là một kẻ ăn cháo đá bát mà thôi. Em không quan tâm đến chuyện này đâu, chị đừng nói với em làm gì cả. Lâm Ngọc An nói xong thì xoay người ra khỏi nhà, cô không muốn nhìn thấy mặt những người này nữa. Ngọc An, cô đừng đi mà. Trần Giang gọi to. Mắt thấy Hoàng Thiên cũng muốn rời khỏi nhà, cô ta lập tức quỳ xuống đất ôm chặt đùi anh một cách vô cùng dứt khoát. Trần Giang Hùng cũng cảm thấy cực kỳ bí bách, nhà thì bị hội sói điên đập phá, con gái thì phải đối mặt với những lời uy hiếp dọa dẫm, những điều này làm cho ông ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Sống ở thành phố Bắc Ninh này lâu như vậy, Trần Giang Hùng cũng hiểu rõ một khi dây dưa với hội sói điên thì sẽ khó dứt ra như thế nào. Dính vào rồi thì phải chịu bị lột ra để dứt ra thôi, giờ phải làm thế nào để vẹn tròn cả hai bên đây? Hoàng Thiên, cậu phải giúp chúng tôi nghĩ cách đi chứ, không phải Tạ Long rất sợ cậu hả? Cậu nói với cậu ta một câu để cậu A tha cho nhà chúng tôi đi. Giọng nói của Trần Giang Hùng cũng trở nên dễ nghe hơn. Đúng rồi đó Hoàng Thiên, cậu thay mặt ông Hùng xin cháu đấy. Chúng ta đều là người nhà cả mà đã là người một nhà thì nên giúp đỡ nhau chứ. Trương Định cũng không biết xấu hổ mà khuyên bảo Hoàng Thiên.
Còn Trương Vĩ chỉ im lặng đứng đó, cậu ta nhìn khắp xung quanh rồi cười chế giễu một tiếng. Trương Vĩ nghĩ thầm trong lòng, nếu lần này Hoàng Thiên không giúp Trần Giang Hùng và Trần Giang thì chắc chắn hai người họ sẽ càng oán hận Hoàng Thiên hơn. Ha ha, các người có nhầm không vậy? Loại vô dụng, bỏ đi như tôi mà cũng có thể giúp được các người á. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, anh gạt tay Trần Giang ra rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Lan Phượng, cô tự nhìn đi, đây là con rể của cô đấy à? Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát, thấy chết mà không cứu. Trần Giang Hùng tức giận đến mức chỉ còn biết dậm chân tại chỗ mà chửi mắng loạn lên với Trương Lan Phượng. Mặc dù Trương Lan Phượng cũng không ưa gì Hoàng Thiên nhưng bây giờ bà ta cũng đang vô cùng tức giận, nên bà ta cảm thấy Trần Giang Hùng chướng mắt hơn Hoàng Thiên rất nhiều. Anh rể, anh nói chuyện thì chú ý ngôn từ của mình một chút, rốt cuộc thì ai mới là kẻ ăn cháo đá bát đây hả? Không phải Hoàng Thiên đã cứu Trần Giang và Thục Hương một lần rồi sao? Mà sau khi Hoàng Thiên cứu hai đứa nó thì các người vẫn kéo nhau đến nhà tôi để gây chuyện. Nếu là tôi cũng mặc xác chuyện của nhà mấy người. Trương Lan Phượng hừ một tiếng. Trần Giang Hùng tức đến độ vặn vẹo cả mũi, rồi lại vì lo lắng chuyện ở nhà nên ông ta kéo Trần Giang đi ra ngoài. Chúng ta về thôi, từ giờ nếu còn chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì cứ tìm Hoàng Thiên tính sổ là được. Trần Giang Hùng nói với Trần Giang. Đúng rồi ạ. Có chuyện gì xảy ra cũng đều tính lên đầu Hoàng Thiên hết. Trần Giang dậm mạnh chân một cái rồi đi ra ngoài cùng Trần Giang Hùng. Chị hai, đây không phải chuyện đùa đâu. Chị cũng biết hội sói điên đó độc ác, tàn nhẫn tới mức nào rồi mà. Chị mau nghĩ cách để Hoàng Thiên ra mặt đi, nếu không thì sẽ có ngày xảy ra án mạng đấy. Vẻ lo âu hiện trên nét mặt của Trương Định, ông ta khuyên nhủ Trương Lan Phượng. Lúc này Trương Lan Phượng mới bớt giận một chút. Bà ta cũng biết tình hình bây giờ đang cực kỳ nghiêm trọng, thế chị phải khuyên Hoàng Thiên giúp một tay mới được. Vậy em đi trước đây, chị cũng mau hành động đi, nếu để án mạng xảy ra thì muộn mất rồi. Gương mặt Trương Định tái mét lại, ông ta nói xong câu này thì dẫn Trương Vĩ rời đi. Trương Lan Phượng không dám trì hoãn nhiều nữa, bà ta cũng sợ hội sói điên sẽ giết đám người Trần Giang nên vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đang lái xe ra ngoài giải khuây nên khi thấy Trương Lan Phượng gọi đến, hai người họ đều không bắt máy. Không cần nghe thì họ cũng biết Trương Lan Phượng yêu cầu điều gì, chắc chắn bà ta muốn Hoàng Thiên ra tay giúp đám người đó. Được copy tại gạch dưới tzumtiuyen. org gạch dưới. Lần này thì Lâm Ngọc An tức giận thật rồi, cô không muốn ban phát lòng tốt của mình cho họ nữa. Hoàng Thiên thì lại càng không phải bàn. Anh không muốn bận tâm đến cái kiểu thông gia có 102 như thế nữa. Hoàng Thiên, chắc sẽ không ầm, đến mức xảy ra án mạng đâu đúng không anh? Lâm Ngọc An vẫn lo lắng không yên nên lên tiếng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe cô hỏi vậy thì cười nhạt một tiếng rồi nói, đây là Việt Nam nên vẫn còn có luật pháp mà em, làm gì có ai được cấp giấy chứng nhận là kẻ giết người đâu, sao có chuyện thích giết người là giết được chứ? Vậy thì tốt rồi, Lâm Ngọc An gật đầu một cái. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Đang định dập máy luôn thì cô nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, dãy số này khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Là điện thoại của em họ cô, Lâm Khiết Nhi, nhưng đã một năm rồi Lâm Khiết Nhi không hề liên lạc với cô. Chị Ngọc An, chị mau về nhà bà nội đi, mộ của bác em bị người ta đào lên rồi. Tiếng khóc nức nở của Lâm Khiết Nhi truyền đến từ đầu dây bên kia. Gì cơ? Lâm Ngọc An ngần người ngay lập tức, tin này chả khác nào xét đánh giữa trời quang với cô cả. Bởi vì bác của Lâm Khiết Nhi chính là cha ruột của cô. Ông ấy đã mất, cũng đã chôn yên ổn 3 năm nay rồi, sao đột nhiên lại bị người ta đào lên? Là ai thất đức như vậy chứ? Chị sẽ về ngay lập tức, Lâm Ngọc An nói xong câu này thì cúp điện thoại, vành mắt cô đã hơi ươn ướt. Ngọc An, có chuyện gì xảy ra thế em? Hoàng Thiên cảm nhận được hình như có chuyện lớn xảy ra nên vội vàng hỏi Lâm Ngọc An. Mộ của cha bị ai đó đào lên rồi, chúng ta quay về đi anh. Lâm Ngọc An vừa nói, nước mắt vừa chảy quanh. Chuyện gì thế này? Hoàng Thiên cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ? Hoàng Thiên rất quý mến cha vợ của mình. Năm đó tất cả mọi người đều ghét bỏ và chê anh nghèo, chỉ có cha vợ và ông ngoại của Lâm Ngọc An là không ghét bỏ anh. Còn mong anh làm con rể nhà họ. Bây giờ mộ của cha vợ bị đào lên nên Hoàng Thiên không thể chấp nhận nổi chuyện này. Anh đạp mạnh chân ga, mang theo Lâm Ngọc An lao thẳng về phía thôn nhà họ Lâm ở vùng ngoại ô thành phố.
đây là quê hương của cha vợ Hoàng Thiên, sau khi ông ấy mất thì được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên. Vừa vào đến cổng làng, hai người họ đã thấy có rất nhiều người dân trong thôn đứng dọc hai bên đường, nam nữ gái trai già trẻ đủ cả. Một vài người đàn ông vạm vỡ đang đứng bên lề đường, trước mặt họ là một người đàn ông miệng đưa ra như miệng khỉ đang tranh cãi với một cô gái tầm 20 tuổi. Trên mặt cô gái đó lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù còn quần áo bên ngoài thì bị xé rách đến mức chẳng còn hình dạng nguyên vẹn. Trông cô gái đó cực kỳ chật vật, nhếch nhác. Hoàng Thiên dẫn Lâm Ngọc An xuống xe rồi hai người họ đi về phía đó. Cô gái kia vừa nhìn thấy Lâm Ngọc An thì khóc ầm lên rồi chạy tới ngay lập tức, chị Ngọc An, chị về rồi. Lâm Ngọc An nhìn cô gái có khuôn mặt lấm lem bùn đất ở trước mặt mình bằng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, Khiết Nhi, là em đấy à? Đây chính là cô em họ Lâm Khiết Nhi của cô mà. Vừa nãy cô ấy mới bị mấy người đàn ông vạm vỡ kia nhấn đầu vào vũng bùn nên bây giờ trên mặt cô ấy toàn là bùn đất, không còn nhìn rõ mặt nữa. Là em đây chị Ngọc An, chị nhìn đi, Trương Vũ không còn là người nữa rồi. Ông ta muốn giúp người ta khai phá thêm đất nên kiên quyết muốn rời mộ rồi còn đào mộ của cha chị lên nữa. Lâm Khiết Nhi chỉ thẳng vào một người đàn ông cực kỳ xấu xí rồi tố cáo bằng giọng nức nở xen lẫn sợ hãi. Lâm Ngọc An nghe cô ấy nói vậy thì tức giận đến mức tim đập loạn xạ, cô nhìn chằm chằm vào Trương Vũ. Cô biết Trương Vũ, khi còn nhỏ cô được cha dẫn về quê, lúc đó cô chỉ biết quê cha là một thôn rất nhỏ, mà Trương Vũ lại thuộc dáng ác bá trong thôn, không có chuyện xấu xa nào mà ông ta chưa từng làm. Lúc cha cô còn sống, Trương Vũ không dám đụng đến nhà họ Lâm nhưng sau khi cha cô qua đời, ông ta lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên về thăm quê cũ của cha vợ. Anh nhìn Trương Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng, lửa giận từ từ nổi lên. Cuối cùng thì Trương Vũ cũng nhận ra Lâm Ngọc An. Ông ta nheo mắt nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Chậc chậc, không ngờ sau khi lớn lên, Lâm Ngọc An lại xinh đẹp gấp 10 lần lúc còn bé thế này. Càng ngày càng trở nên quyến rũ. Trương Vũ hoàn toàn bị Lâm Ngọc An mê hoặc, ông ta cười một cách cực kỳ dung tục rồi đi đến trước mặt Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên. Cháu gái Ngọc An của chú càng ngày càng xinh đẹp nha. Trương Vũ nhìn Lâm Ngọc An bằng ánh mắt thèm muốn rồi cười nói. Sau đó lại dùng vẻ mặt sâu xa nhìn Hoàng Thiên rồi hỏi Lâm Ngọc An, ồ, thằng nhãi này là ai thế? Trông chả ra làm sao cả, người yêu cháu đấy à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đôi mắt tam giác của Trương Vũ liếc nhìn Hoàng Thiên, trong lòng ông ta thầm khinh thường. Hoàng Thiên ăn mặc quá bình thường, mặt mũi nhìn cũng không hung dữ, ngược lại còn có chút nhã nhặn. Loại du côn hống hách xưng bá trong thôn như Trương Vũ, lâu nay đều không nhìn vừa mắt những người có văn hóa, chỉ có loại người hung thần ác sát mới có thể làm cho Trương Vũ kính nể. Lâm Ngọc An vốn đã ghét tên Trương Vũ này, bởi vì ông ta ỷ vào có chút giao tình với những tên chơi bời lêu lồng ngoài xã hội nên luôn luôn hống hách lộng hành với những người trong thôn. Bây giờ còn đào bới phần mộ của cha cô lên, Lâm Ngọc An ước gì có thể hung hăng đánh Trương Vũ một trận. Trương Vũ, là ông đào mộ của cha tôi lên phải không? Ông có còn biết đến pháp luật hay không? Lâm Ngọc An phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Vũ. Trương Vũ vừa nghe Lâm Ngọc An hỏi như vậy thì cười to một trận vô cùng thô bỉ. Ông ta nhìn Lâm Ngọc An rồi nói, cháu gái Lâm Ngọc An à, cháu đừng nghe Lâm Khiết Nhi nói hưu nói vượt, chú Vũ của cháu sao có thể là người như vậy được chứ? Lúc cha cháu còn sống, quan hệ của chú với ông ấy rất tốt đấy. Lâm Ngọc An nghe xong ngơ ngác, trong lòng nghĩ lẽ nào sự việc không phải như vậy? Vậy thì tốt quá rồi. Cô không hy vọng, cha mình sau khi chết còn không được yên ổn. Khiết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc An hỏi Lâm Khiết Nhi đang lấm lem bùn đất. Lâm Khiết Nhi nổi giận, chỉ vào Trương Vũ rồi nói với Lâm Ngọc An, chị Ngọc An, chị đừng nghe ông ta nói bậy, phần mộ của bác cả đã bị đào lên một góc nhỏ rồi. Nếu không phải cha em ngăn cản bọn họ thì phần mộ của bác cả đã sớm bị san bằng rồi. Đúng vậy Ngọc An, Khiết Nhi không có nói dối. Đúng lúc này, Lâm Chiến Thắng là bố của Lâm Khiết Nhi từ trong đám người đi vào nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên nhìn Lâm Chiến Thắng, trong lòng hai người đều kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Chiến Thắng vô cùng thê thảm, mặt mũi bầm dập, lỗ mũi còn có vết máu chưa khô, rõ ràng là bị người khác đánh. Nhìn về phía sau Lâm Chiến Thắng, cũng thấy không ít người nhà họ Lâm trong thôn bị đánh đến mức cả gương mặt đều đầy vết thương, vừa nãy ở đây rõ ràng đã trải qua một trận đánh nhau. Nhìn thấy chú ruột của mình bị đánh thành như vậy, Lâm Ngọc An cắn môi, chú, là Trương Vũ đánh mọi người thành ra như vậy sao?
chính là ông ta, thật là không có pháp luật gì nữa rồi, nhưng cháu yên tâm đi Ngọc An, có chú ở đây thì chú sẽ không để Trương Vũ và bọn khai phá kia đạt được mục đích đâu. Lâm Chiến Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Chiến Thắng, con mẹ nó ông chán sống rồi phải không, dám đối nghịch với Trương Vũ tôi. Lúc này Trương Vũ không còn khách khí với Lâm Chiến Thắng nữa, nghiêng đôi mắt hình tam giác qua chửi rủa ông ấy. Trương Vũ, nếu mày còn dám động vào phần mộ của anh trai tao thì tao sẽ liều mạng với mày. Lâm Chiến Thắng vớ lấy cái xẻng cầm lên, muốn cùng Trương Vũ liều mạng cá chết lưới rách. Đôi mắt tam giác của Trương Vũ lóe lên một tia hung ác, ông ta ở trong thôn này hống hách lộng hành quen rồi, sao có thể bị Lâm Chiến Thắng dọa sợ được chứ? Xông lên đánh cho tôi. Trương Vũ quát mấy tên vạm vỡ phía sau. Mấy tên vạm vỡ kia ngày ngày cùng Trương Vũ đi quậy phá xóm làng, đánh nhau chính là nghề của bọn họ. Vung cái cuốc trong tay lên, mấy tên vạm vỡ xông về phía mấy người Lâm Chiến Thắng muốn nhào vào đánh. Lâm Ngọc An mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, cô vội vàng quay sang nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh mau nghĩ cách đi, đám người của chú hai không phải là đối thủ của mấy tên kia đâu. Hoàng Thiên đang ở một bên theo dõi, thực ra anh đã sớm nhìn ra, rất rõ ràng người chú này của Ngọc An lao vào đánh nhau chẳng khác nào đầu hàng bọn chúng. Mấy người nhà họ Lâm này đều là người bình thường, sao có thể là đối thủ của nhóm người Trương Vũ kia được? Người ta cả ngày đánh nhau mà thành nghề đấy. Dừng tay lại cho tôi. Lúc này, Hoàng Thiên khí thế quát to một tiếng. Trương Vũ giật nảy mình, mấy tên thuộc hạ vạm vỡ của ông ta cũng chấn động, tất cả đều đứng đó, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Thiên. Lâm Chiến Thắng cũng cực kỳ bất ngờ, ông ấy cùng với mấy người trong nhà không nhịn được nhìn về phía Hoàng Thiên. Bọn họ đều biết rõ Hoàng Thiên, anh chỉ là người ở rể của nhà họ Lâm, nghe nói còn rất vô dụng. Nhưng một tiếng quát vừa rồi đã làm rất tốt, rất bá đạo, vô cùng khí phách. Ha ha, như thế nào, tên nhóc như cậu còn muốn thay nhà họ Lâm ra mặt hay sao? Sau khi Trương Vũ lấy lại tinh thần, vẻ mặt lại tràn đầy sự giễu cợt nhìn về phía Hoàng Thiên rồi nói. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Vũ, châm chọc, ông muốn tự tìm đường chết à? Khốn kiếp! Trương Vũ không ngờ Hoàng Thiên lại dám nói như vậy với mình, trong mắt ông ta, Hoàng Thiên nhìn thế nào cũng không giống côn đồ, còn dám hung hăng hống hách như vậy sao? Mày nói cái gì, mày có dám nói lại một lần nữa không? Gương mặt Trương Vũ hung dữ lên chỉ vào Hoàng Thiên rồi gầm nhẹ. Hoàng Thiên nghiêm nghị lạnh lùng quát. Mẹ nói. Trương Vũ nổi giận đùng đùng, xông lên muốn đánh Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An đã sớm dồn đầy một bụng tức giận. Còn chưa biết việc phần mộ của cha rốt cuộc là như thế nào thì tên Trương Vũ này còn muốn đánh chồng cô sao? Chát! Lâm Ngọc An đi lên chặn Trương Vũ, giơ tay giáng xuống một cái tát trên mặt Trương Vũ. Trương Vũ bị đánh có chút luống cuống, ông ta không ngờ Lâm Ngọc An lại dám đánh mình. Ha ha, bàn tay nhỏ bé thật mềm mại nha Ngọc An, chú Vũ bị cháu đánh cảm thấy rất thoải mái đấy. Trương Vũ không tức giận mà ngược lại còn cười. Ông ta híp đôi mắt háo sắc của mình lại rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc An, khuôn mặt ra vẻ cười cợt. Lâm Ngọc An bị bộ dạng bị ổi của Trương Vũ làm cho buồn nôn, vung tay lên giáng xuống một cái tát nữa. Nhưng lần này Trương Vũ đã có chuẩn bị, ông ta chìa tay ra tóm được cổ tay Lâm Ngọc An, sau đó kéo Lâm Ngọc An về phía ngực mình. A! À, Lâm Ngọc An cả kinh, mắt thấy sắp bị Trương Vũ kéo qua bên ông ta. Bụp! Bụp! Trương Vũ còn đang nghĩ đến đủ loại chuyện tốt thì trên mặt bỗng bị trúng một cú đấm, ngay sau đó lại bị đạp một cú thật mạnh vào bụng dưới. Ôi mẹ ơi! Trương Vũ bị đánh kêu la oai oái, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn, người đánh ông ta chính là Hoàng Thiên. Em không sao chứ? Hoàng Thiên dịu dàng hỏi Lâm Ngọc An. Trong một khắc này, Lâm Ngọc An cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt. Em không sao, anh cẩn thận một chút. Lâm Ngọc An nhắc nhở Hoàng Thiên, cô biết quá rõ Trương Vũ là loại người gì, tên này một khi đã bị đánh thì khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Ngọc An, Trương Vũ đứng lên khỏi mặt đất, con người đã đỏ ngầu. Mẹ nó, thằng oát con này dám đánh tao hả? Anh em, cùng xông lên đánh nó. Trương Vũ kêu gọi mấy tên đàn em của mình, vây lại muốn đánh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên kéo Lâm Ngọc An ra phía sau lưng che chở. Chuẩn bị liều mạng đánh một trận cùng bọn Trương Vũ. Sự việc đã bày ra trước mắt, đánh không lại cũng phải đánh, không thể cứ mãi ngồi đó chờ chết được. Lâm Chiến Thắng và mấy người nhà họ Lâm cũng không phải chỉ đến ngồi xem trò vui, lúc này tất cả xông lên chuẩn bị đối phó với Trương Vũ.
lập tức một trận hỗn chiến xảy ra, đúng vào lúc này, một chiếc Porsche Cayenne chạy đến, nhấn vài hồi còi xe. Trương Vũ vừa nhìn thấy chiếc xe này thì không đánh nhau nữa, chạy chậm đến phía trước xe. Một người đàn ông phúc hậu khoảng hơn 40 tuổi từ trên xe bước xuống, người đàn ông này ăn mặc gọn gàng, tóc vuốt ngược ra đằng sau, gương mặt góc cạnh trắng nõn, cái bụng phệ phát tướng, dương dương tự đắc. Trương Vũ, không phải tôi đã nói cậu đừng có đánh đánh giết giết nữa hay sao? Người đàn ông phúc hậu híp mắt lại quét qua những người ở đây, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Tổng giám đốc Công, tôi cũng không muốn ra tay đánh người đâu, là do đám người này không biết điều. Trương Vũ cười cười, vẻ mặt đầy sự nịnh nọt giống như một con chó vây theo đuôi vây quanh Lưu Chí Công. Lưu Chí Công bĩu môi, dáng vẻ kiêu ngạo đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Ngọc An. Có phải là Ngọc An không? Lưu Chí Công cười híp mắt đi đến trước mặt Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An đã nhận ra Lưu Chí Công này là bạn của cha cô lúc còn sống, ngày trước có kinh doanh bất động sản, nhận thầu vài công trình giống ông. Chỉ là sau này cha cô đi Bắc Ninh phát triển, làm ăn tốt hơn so với Lưu Chí Công rất nhiều, còn Lưu Chí Công vẫn ở quê nhà bên này mở rộng sự làm ăn. Từ khi Sơn Trang Cầm Viên bị đầu tư thất bại thì cha Ngọc An vì trầm cảm mà qua đời, Lưu Chí Công cũng không còn qua lại với gia đình Lâm Ngọc An nữa. Cho dù đã không còn qua lại nhưng Lâm Ngọc An vừa nhìn đã nhận ra Lưu Chí Công. Chú Công, không phải chú bảo Trương Vũ đào phần mộ của cha cháu chứ? Lâm Ngọc An hơi nhíu mày lại, hỏi Lưu Chí Công. Lưu Chí Công cười ha ha, nhìn Lâm Ngọc An nói, trước mắt thôn nhà họ Lâm đang đối mặt với việc bị khai phá, chú muốn đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại quy mô lớn ở đây, phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm của cháu đã cản trở việc của chú. Chú đã nói chuyện này với chú của cháu rồi nhưng ông ta sống chết không đồng ý di rời mộ đi, cháu nói xem chú phải làm sao đây. Đương nhiên là chỉ có thể đào rồi. Những lời này khiến cho Lâm Ngọc An tức giận đến mức run rẩy cả người, chưa thông qua sự đồng ý của người khác mà lại đào phần mộ tổ tiên nhà người ta lên. Ông ta làm sao có thể thất đức như vậy được chứ? Chú Công, lúc còn sống cha cháu và chú là bạn tốt, ông ấy mới qua đời 3 năm mà chú đã đến đào phần mộ ông ấy lên rồi. Chú thế này thật quá đáng đấy. Lâm Ngọc An phẫn nộ nói. Lưu Chí Công nghe Lâm Ngọc An chất vấn xong thì không cho là đúng, cười cười bĩu môi nói, ha ha, chú biết nhà họ Lâm các người hiện tại sống cũng không tốt gì, còn phải nuôi một tên ở rể vô tích sự nên nhất định rất thiếu tiền phải không? Cháu cứ nói ra một con số, bao nhiêu tiền mới có thể mang người cha đã chết của cháu chuyển đi chỗ khác đây? Cháu yên tâm đi Ngọc An, chú Công rất thương cháu, sẽ không làm mất thể diện của cháu đâu, ha ha. Nụ cười của Lưu Chí Công càng ngày càng chán ghét, đến cuối cùng cũng không hề kiêng kỵ mà lướt khắp người Lâm Ngọc An, ra vẻ háo sắc. Lâm Ngọc An bị nhìn chằm chằm như thế thì cả người đều không được tự nhiên, ông già háo sắc này cũng quá lộ liễu rồi đấy. Xin chú hãy tự trọng. Lâm Ngọc An tức giận nói. Lưu Chí Công nghe xong câu này thì lại cười ha ha một tiếng, ông ta liếc Lâm Ngọc An rồi sau đó lại nhìn Hoàng Thiên bên cạnh cô thì ngay lập tức đoán ra được quan hệ giữa hai người. Ngọc An, nếu như chú đoán không nhầm thì cái tên nhà quê bên cạnh cháu chính là thằng ở rể đúng không? Lưu Chí Công rất khinh bỉ Hoàng Thiên, quay sang hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thấy Lưu Chí Công càng lúc càng không nói được tiếng người thì hoàn toàn nổi giận. Miệng mồm ông sạch sẽ chút đi, ai là tên nhà quê hả? Lâm Ngọc An quát lên. Kìa, sao cháu lại nói chuyện với chú như vậy chứ? Gương mặt Lưu Chí Công tối sầm xuống, hỏi Lâm Ngọc An. Ông là chú của ai chứ? Ông xứng để tôi gọi một tiếng chú sao? Lâm Ngọc An hỏi ngược lại Lưu Chí Công. Lưu Chí Công vừa định đùa giỡn một chút để ra oai thì lúc này Hoàng Thiên đã kéo Lâm Ngọc An về phía sau. Lưu Chí Công, tôi chỉ muốn biết một chuyện là rốt cuộc mộ phần của cha vợ tôi đã bị đào lên chưa? Sắc mặt Hoàng Thiên sầm xuống, cất tiếng hỏi Lưu Chí Công. Thật ra Lưu Chí Công cũng không hề xem Hoàng Thiên ra gì, thấy anh chất vấn mình như vậy thì trong lòng cũng rất khó chịu. Còn chưa đào lên nhưng một lát nữa tôi sẽ chỉ huy người đào lên, thế nào? Cậu có ý kiến gì sao? Lưu Chí Công rất phách lối hỏi Hoàng Thiên. Thật may là ông không đào lên, nếu không thì ông nhất định phải chết rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, con mẹ nó buồn cười thật đấy. Được rồi, Lưu Chí Công tôi không nói chuyện với kẻ ngu nữa. Ngọc An, chú thấy hay là chú đưa cháu tầm 200 triệu, cháu tự mình di chuyển mộ của cha cháu đi là được rồi.
Lưu Chí Công vừa nói xong thì lập tức móc lấy ví ra ra rồi cầm 200 triệu đưa cho Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thật sự bị ông ta chọc giận đến mức bật cười, cô cao giọng nói với Lưu Chí Công, Lưu Chí Công, cho dù ông ra bao nhiêu tiền thì cũng vô dụng mà thôi, cha tôi được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm, ông bảo tôi di chuyển thì bây giờ tôi phải rời đi đâu? Ở đâu mới có đất cho ông ấy dung thân đây? A ha, chú không lo được nhiều chuyện như thế đâu, tóm lại thì mộ phận của cha cháu không thể ảnh hưởng đến trung tâm thương mại của chú được. Như vậy đi, chú sẽ cho cháu suy nghĩ nửa tiếng, sau đó thì cho dù thế nào chú cũng sẽ ra lệnh đào mộ đấy. Lưu Chí Công trợn mắt cảnh cáo Lâm Ngọc An. Lưu Chí Công, ông quá kiêu ngạo rồi đây. Lâm Chiến Thắng giận đến tròn mắt, lớn tiếng quát lên với Lưu Chí Công. Vậy thì sao, không phục à, có phải muốn ăn đòn không? Trương Vũ vừa định vén tay áo, muốn dẫn người đi lên đánh Lâm Chiến Thắng. Trương Vũ, không cần phải ra tay vội, đợi một lát nữa chúng ta sẽ đào mộ lên. Nếu như trong bọn họ có ai dám ngăn cản thì đánh cho tôi. Lưu Chí Công khoát khoát tay với Trương Vũ. Trương Vũ cúi người gật đầu đồng ý một tiếng, sau đó lại giống như một con chó đứng sau lưng Lưu Chí Công. Nửa tiếng sau sẽ bị cưỡng ép phải đào mộ, Lâm Ngọc An gấp đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng Thiên, phải làm sao đây? Lâm Ngọc An nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy cháu rể, chú thấy cháu rất lợi hại mà, cháu nghĩ cách nhanh đi, không thể để cho cha vợ cháu sau khi chết cũng không được yên nghỉ. Lúc này, Lâm Chiến Thắng cũng lại gần lo lắng nói với Hoàng Thiên. Ngọc An, anh rể, em thấy vừa rồi hai người nói chuyện rất chắc chắn mà, rốt cuộc có giải quyết chuyện này được không vậy? Lâm Khiết Nhi cũng đến trước mặt Hoàng Thiên, không yên tâm hỏi một câu. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không được như ý đâu. Hoàng Thiên nói xong thì gọi điện thoại cho Lương Mạnh Bắc, nói đơn giản lại mọi chuyện ở đây cho ông ấy nghe một chút rồi cúp điện thoại. Lưu Chí Công và Trương Vũ đều thấy Hoàng Thiên gọi điện thoại, cả hai người này đồng loạt bật cười đến mức đau bụng. Ha ha, cái thằng chồng của Ngọc An thật tức cười mà, cậu ta còn gọi điện thoại kêu người nữa đấy, làm cứ như thiệt vậy. Trương Vũ đắc ý cười ha ha thật lớn, vô cùng khinh bỉ Hoàng Thiên. Lưu Chí Công cũng không hề xem anh ra gì, cười đùa nói, nhóc con, cậu tên là Hoàng Thiên đúng không? Cậu gọi điện thoại cho ai đấy? Nói ra nghe một chút xem, để tôi biết đó là nhân vật lớn nào. Hoàng Thiên lười phải để ý đến hai người Lưu Chí Công và Trương Vũ, lúc này anh chỉ quay sang hỏi Lâm Chiến Thắng, chú, Lưu Chí Công muốn khai thác để xây dựng trung tâm thương mại, các thủ tục đều được phê duyệt hợp pháp hết sao? Lâm Chiến Thắng nghe xong thì khẽ cắn răng nói. Làm sao có thủ tục gì hợp pháp chứ? Lưu Chí Công dựa vào bản thân có thế lực nên cũng quen biết giao thiệp với nhiều người, lúc này mới bày ra trò này trò nọ đấy. Hoàng Thiên nghe xong thì khẽ gật đầu, hiện tại trong lòng anh đã có tính toán nên cũng không nói gì nữa. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua. Lưu Chí Công đắc ý cười một tiếng, nói với Hoàng Thiên, người cậu tìm không ai đến cả. Ha ha, nhưng mà tôi cũng đã nói rồi. Bọn người mà cậu quen biết thì làm sao có tiếng tăm gì chứ? Dừng một lát, Lưu Chí Công lại quay sang nói với Lâm Ngọc An, Ngọc An, vừa rồi cho cháu 200 triệu thì cháu không muốn, bây giờ đừng trách chú vô tình nhé. Nói xong, Lưu Chí Công phất phất tay với Trương Vũ. Trương Vũ chờ mệnh lệnh này đã lâu, vừa muốn thông báo cho đàn em đào mộ phần lên thì vào chính lúc này, một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang chạy nhanh đến. Két! Xe vừa dừng lại hẳn. Lương Mạnh Bắc đã bước xuống. Bên cạnh ông ấy còn có một người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 tuổi. Người đàn ông này mang theo khí thế hiên ngang, cả người trên dưới đều lộ ra dáng vẻ uy nghiêm, không cho người khác mạo phạm. Không phải ai khác, người trước mắt chính là nhân vật có thực lực bên mảng trông coi tài nguyên đất đai ở thành phố Bắc Ninh này, Ngô Bá Vương. Ngô Bá Vương vừa bước xuống xe thì những người còn đang đắc ý khi nãy đã lập tức im xuống. Lưu Chí Công làm trong ngành này. Đương nhiên biết Ngô Bá Vương. Mặc dù không thể nịnh hót được người ta nhưng ông ta vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra Ngô Bá Vương. Má ơi, làm sao Hoàng Thiên có thể mời được Ngô Bá Vương đến vậy? Chẳng lẽ tên nhà quê này không phải là người bình thường sao? Vậy mà lại có thể mời được nhân vật có tiếng tăm thế này? Trong lòng Lưu Chí Công thầm hoảng loạn, ngoài mặt đã đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Ông ta vội vàng chạy chậm đến tiếp đón, cúi người gật đầu nói với Ngô Bá Vương, ông. Ông đến rồi. Ngô Bá Vương không hề quen biết Lưu Chí Công, ông ấy chỉ bình tĩnh nhàn nhạt quét mắt nhìn Lưu Chí Công một cái rồi không nói gì nữa. Sau khi Lưu Chí Công nhìn thấy Ngô Bá Vương thì giống như tiểu quỷ thấy Diêm La Vương,
hoảng sợ đến mức chẳng còn mặt mũi gì nữa. Đám người Trương Vũ cũng lập tức nhạy cảm phát hiện được tình huống không ổn. Hơn nữa lại thấy Lương Mạnh Bắc lái chiếc xe sang mấy chục tỷ kia thì Trương Vũ lại càng luống cuống. Người có thể lại được Rolls Royce mấy chục tỷ thì làm sao lại là người bình thường được cơ chứ? Chắc chắn đây là nhân vật có tiền có thế. Về chuyện này, trong lòng Trương Vũ vô cùng hiểu rõ. Lúc này, Lương Mạnh Bắc đã dẫn Ngô Bá Vương bước nhanh đến trước mặt Hoàng Thiên. Người này chính là cậu Thiên mà tôi đã nói với ông đấy. Lương Mạnh Bắc giới thiệu Hoàng Thiên với Ngô Bá Vương. Trong lòng Ngô Bá Vương thầm cả kinh, cẩn thận quan sát Hoàng Thiên từ đầu đến cuối. Chàng trai trẻ tuổi này có thể được Lương Mạnh Bắc coi trọng như vậy thì khẳng định không phải người bình thường, bối cảnh và thế lực sau lưng nhất định phải rất kinh khủng. Ngô Bá Vương biết rõ đạo lý này, vì thế ông ấy cũng không dám khinh thường, vội vàng đưa tay ra nhiệt tình nói với Hoàng Thiên, chào cậu Thiên, tôi là Ngô Bá Vương. Hoàng Thiên bắt tay với Ngô Bá Vương nhưng anh không hề quen biết ông ấy. Cậu Thiên, người này chính là quản lý tài nguyên đất đai ở thành phố Bắc Ninh chúng ta. Lương Mạnh Bắc giới thiệu với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chắp tay đứng đó, chỉ nhẹ nhàng một tiếng. Thấy Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng Ngô Bá Vương càng xác định lai lịch của cậu Thiên này khá lớn. Bởi vì nếu như là người bình thường khi thấy Ngô Bá Vương thì đã sớm nịnh hót không ngừng, thế nhưng Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh đứng đó, trên người lại toát ra vẻ tự tin và khí chất cao quý, điều này không thể giả vờ được. Đối với chuyện Hoàng Thiên có thể mời được nhân vật quan trọng như Ngô Bá Vương đến đây thì Lâm Ngọc An không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, bởi vì cô biết rõ quan hệ của Hoàng Thiên và Lương Mạnh Bắc luôn rất tốt. Đồng thời, mạng lưới giao thiệp của Lương Mạnh Bắc lại khá lớn. Nhưng đám người Lâm Chiến Thắng lại không biết điều này, thấy Lương Mạnh Bắc lái chiếc Rolls Royce mấy chục tỷ kia đến, sau đó lại vô cùng cung kính với Hoàng Thiên thì mọi người ở đây đều sợ đến ngây người. Cháu rể, cháu, làm sao cháu có thể quen biết được với đám người có tiền này vậy? Còn mời được Ngô Bá Vương đến nữa chứ, như thế cũng tốt, để xem Lưu Chí Công có dám làm sằng làm bậy nữa không? Lâm Chiến Thắng cực kỳ kích động, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng đó vững chãi như núi Thái Sơn, lúc này cũng không nói tiếng nào. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, hoàn toàn đã thay đổi cái nhìn về anh. Đây mà là thằng ở rể vô dụng à? Chính xác mà nói thì người ta cực kỳ có năng lực đấy. Lưu Chí Công vừa buồn bực vừa căng thẳng, không biết kết quả đang chờ đợi mình sẽ là gì đây. Lúc này, ông ta lại thấp thỏm bất an đi đến trước mặt Hoàng Thiên và Ngô Bá Vương. Cậu Thiên, ông Khang, ha ha. Lưu Chí Công xoa xoay tay, cũng không biết nói thế nào cho tốt, đành phải nở một nụ cười cứng nhắc giống như một chú chó cụp đuôi đi lấy lòng người khác. Mấu chốt là hiện tại trong lòng ông ta vẫn hiểu rõ số mạng của loại người thấp bé như mình đều nằm trong tay Ngô Bá Vương. Chỉ cần một câu nói của ông ấy thì có thể khiến ông ta hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, hạng mục xây dựng trung tâm thương mại này vốn dĩ đã thực hiện phi pháp, bây giờ chuẩn bị đào mộ tổ tiên người ta lên thì lại càng là hành động thất đức, vì thế làm sao Lưu Chí Công không căng thẳng được chứ? Ngô Bá Vương không hề nhìn ông ta lấy một lần, lúc này ông ấy chỉ mỉm cười với Hoàng Thiên rồi khách sáo nói. Cậu Thiên, Tổng Giám Đốc Bắc đã nói chuyện này với tôi rồi. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt mà. Hoàng Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Chuyện này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi, Lâm Chiến Thắng và những người nhà họ Lâm, cùng với mấy chục người trong thôn ra đây xem náo nhiệt đều vô cùng bội phục Hoàng Thiên. Ngay cả Ngô Bá Vương cũng lễ phép, khách sáo với Hoàng Thiên như vậy thì anh quả thật lợi hại quá rồi đấy. Còn Tổng Giám Đốc Bắc kia nữa, chẳng lẽ ông ấy chính là người giàu có nhất ở thành phố Bắc Ninh này sao? Chủ tịch Lương Mạnh Bắc của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu đúng không? Anh Chiến Thắng, Tổng Giám Đốc Bắc này có phải Lương Mạnh Bắc không? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi ôm lấy đứa trẻ, nhiều chuyện nhỏ giọng hỏi Lâm Chiến Thắng. Đúng đấy chú Chiến Thắng, cháu rể của chú cũng tài giỏi quá đấy chứ, còn quen biết với Lương Mạnh Bắc nữa kìa. Đâu chỉ quen biết thôi. Tôi thấy dường như Lương Mạnh Bắc rất sợ Hoàng Thiên đấy. Chẳng lẽ thân phận của Hoàng Thiên còn cao hơn Lương Mạnh Bắc sao? Mọi người miệng năm miệng mười, vô cùng tò mò và cũng cực kỳ hâm mộ chồng Lâm Ngọc An. Làm sao Lâm Chiến Thắng biết được đang có chuyện gì xảy ra chứ? Ông ấy chỉ biết Hoàng Thiên là một thằng nhà nghèo, năm đó nếu như không phải anh cả cố gắng hết sức cho Hoàng Thiên ở rể nhà họ Lâm thì làm sao có thể cưới được một người đẹp như Lâm Ngọc An? Cho đến nay, trong miệng mọi người đều gọi Hoàng Thiên là thằng nhãi danh vô dụng,
làm sao đột nhiên quen biết được với người có tiếng tăm thế này cơ chứ? Lâm Chiến Thắng suy nghĩ đến nhức cả đầu, ông ấy há hốc miệng không thể nói được câu nào. Lưu Chí Công lại vô cùng hoảng loạn, Ngô Bá Vương cũng đã đến đây rồi, nếu như chuyện ông ta vi phạm quy định bị lộ ra ngoài thì hạng mục của trung tâm thương mại nhất định sẽ tiêu đời. Mẹ nó, làm sao Hoàng Thiên lại tài giỏi như vậy cơ chứ? Tại sao lại mời được Ngô Bá Vương? Trong lòng Lưu Chí Công thầm mắng chửi Hoàng Thiên nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể trưng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt chờ Ngô Bá Vương mở miệng. Hạng mục xây dựng trung tâm thương mại của ông đã được phê duyệt mọi thủ tục rồi sao? Nghe nói ông còn chuẩn bị xây một căn nhà bên cạnh trung tâm thương mại, mục đích của việc xây trung tâm thương mại này là vì muốn nâng giá nhà lên cao đúng không? Ngô Bá Vương sầm mặt xuống, chất vấn Lưu Chí Công. Hai chân Lưu Chí Công đều run rẩy không ngừng, ông ta làm gì nhận được sự phê duyệt nào chứ? Vốn dĩ đây chính là chuyện vi phạm quy định, hạng mục xây nhà của ông ta đã lấn chiếm đất nông nghiệp, xây trung tâm thương mại cũng chiếm thêm không ít đất nông nghiệp nữa, và lại còn mạnh tay đào mộ tổ tiên nhà người khác lên. Những chuyện này đều không phù hợp với quy định, hơn nữa còn vô cùng thất đức. Không, không có. Mồ hôi lạnh của Lưu Chí Công chảy ròng ròng trên trán, nói năng lắp bắp. Không thừa nhận cũng không được, Ngô Bá Vương làm nghề gì chứ? Chỉ cần đi điều tra một chút thì Lưu Chí Công đã phải lộ nguyên hình rồi, che giấu cũng không có ích lợi gì cả. Thật là vô pháp vô thiên mà. Ngô Bá Vương hừ lớn một tiếng. Ông đừng tức giận, tôi biết lỗi rồi. Lưu Chí Công hoảng sợ đến mức cả giọng nói cũng đều run rẩy, đầu óc ong ong không còn nghe thấy gì nữa. Ông ta thật sự rất sợ Ngô Bá Vương tức giận lên sẽ khiến ông ta không thể xây dựng được nữa. Những căn nhà này và trung tâm thương mại được xây dựng xong thì có thể sẽ kiếm được một số tiền rất lớn đấy, bởi vì hiện tại thôn nhà họ Lâm chính là nơi mà thành phố sắp khai phá, đã trở thành khu nhà trong hoạch định, nếu như xây nhà thì về sau giá trị sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên, Lưu Chí Công đã đoán đúng, làm sao Ngô Bá Vương có thể để cho ông ta tự ý làm loạn như vậy được chứ? Tôi không cần biết ông làm thế nào, bắt đầu từ bây giờ, lập tức dừng tay lại tất cả các hạng mục trong tay ông ngay. Ngô Bá Vương chỉ vào mặt Lưu Chí Công rồi nói tiếp, còn nữa, trong vòng 5 năm, ông và công ty của ông không được xin hay đầu tư bất kỳ hạng mục nào nữa. Khóe miệng Lưu Chí Công khẽ giật giật, một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào. Đối với ông ta mà nói thì đây tuyệt đối như sét đánh giữa trời quang, hành động này chính là chặn đường tài, phá hoại thẳng tay mà. Ông không thể làm như vậy được đâu, tôi không xây cất trung tâm thương mại nữa có được không? Cũng không xây thể hư, phần mộ của nhà họ Lâm cũng không dám động đến nữa, cầu xin ông hãy tha cho tôi một mạng đi. Lưu Chí Công gấp đến độ sắp khóc đến nơi, khổ sở cầu xin Ngô Bá Vương. Ngô Bá Vương chỉ hừ một tiếng, không để ý đến Lưu Chí Công nữa. Ông ấy hận nhất chính là loại người không tuân thủ pháp luật, bây giờ phát hiện ra người vi phạm quy định thì đương nhiên phải nghiêm túc xử lý. Huống chỉ, Lưu Chí Công lại ngu ngốc như vậy, dám đắc tội trên đầu cậu Thiên, đây không phải là tự triệt đường sống sao? Rốt cuộc Lưu Chí Công cũng hiểu chuyện này đã không thể thay đổi được nữa, thân phận của chồng Lâm Ngọc An thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần tùy tiện gọi một cú điện thoại đã có thể khiến ông ta không thể trở mình được nữa, lâm vào hoàn cảnh phá sản trong chớp mắt. Chẳng những không thể kiếm được một số tiền lớn mà trong vòng 5 năm còn không được đầu tư bất kỳ hạng mục này, thế này còn không phải đang chờ phá sản sao? Lưu Chí Công quả thật không thể nào chịu nổi đả kích này, ông ta biết rõ bây giờ chỉ có thể cầu cứu Hoàng Thiên, chỉ cần một câu nói của anh thì ông ta sẽ lập tức có hy vọng. Bụp! Hai chân Lưu Chí Công mềm nhũn, quỳ thẳng tắp trước mặt Hoàng Thiên. Cậu Thiên, tất cả đều do tôi có mắt không tròng, đắc tội với cậu. Cậu hãy giúp tôi nói một câu đi, tôi không dám chiếm lấy phần mộ tổ tiên của nhà họ Lâm nữa, cũng không dám vi phạm quy định nữa, như vậy được không? Lưu Chí Công khổ sở cầu xin Hoàng Thiên. Ai cũng không ngờ ông ta sẽ làm ra hành động như vậy. Ở đây, làm gì có người nào không biết thế lực của Lưu Chí Công lớn cỡ nào chứ? Vừa có tiền lại vừa có thế, coi trời bằng vung. Thế nhưng một người kiêu ngạo như vậy lại quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên, còn suýt chút đã kêu hai tiếng ông nội ra luôn rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ nghĩ tới cảnh này chứ? Oa, Ngọc An, anh rể thật lợi hại đấy. Lâm Khiết Nhi lau bùn trên mặt, vô cùng sùng bái Hoàng Thiên. Không chỉ cô ấy mà tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ sùng bái Hoàng Thiên. Ngọc An, thật may cháu đã đến đây. Chồng cháu thật sự quá lợi hại rồi. Lâm Chiến Thắng cũng kích động khóc lên,
nói với Lâm Ngọc An. Đúng đấy, Ngọc An, rốt cuộc chồng cô làm nghề gì vậy? Ngọc An, sau khi trở về thì chú mời cháu và chồng cháu ăn một bữa cơm được không? Cháu nhất định phải nề mặt đấy. Cút sang một bên đi, chồng của Ngọc An là người có danh tiếng cỡ nào, làm sao có thể ăn cơm chung với ông chứ? Mọi người đều vây quanh Lâm Ngọc An, cũng không biết nên nói thêm những lời khen ngợi nào. Chỉ cần là con người thì đều thích hư vinh, mặc dù lòng hư vinh của Lâm Ngọc An không cao nhưng giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất hãnh diện. Nhìn đến Hoàng Thiên, trong lòng Lâm Ngọc An lại thầm cảm thán. Bây giờ cô vô cùng hoài nghi những chuyện gần đây là thế nào, tại sao Hoàng Thiên lại có thể thay đổi lớn như vậy? Trong lòng Lâm Ngọc An vô cùng nghi ngờ. Lưu Chí Công thấy Hoàng Thiên không nói lời nào thì trong lòng càng gấp gáp, ông ta quỳ xuống hứa hẹn với anh, cậu Thiên, chỉ cần cậu đồng ý ra tay giúp đỡ, tôi có thể cho cậu 7 tỷ. Ông rất giàu có à? Ông cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết tất cả sao? Hoàng Thiên vỗ vỗ lên gương mặt béo phì của Lưu Chí Công, lạnh lùng hỏi ngược lại. Con mẹ nó! Lưu Chí Công giận đến mức không ngừng cắn răng, trong lòng thầm muốn giết chết Hoàng Thiên 100 lần. Hoàng Thiên, cậu chờ đó cho tôi. Nếu như cậu dám chặn đường phát tài của tôi thì cho dù cậu có bối cảnh gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Lưu Chí Công hung ác lên, trong lòng âm thầm thề thốt. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra trong lòng Lưu Chí Công đã nảy sinh ý định ác độc. Nhưng anh cũng chẳng thèm để ý đến, nếu như Lưu Chí Công không biết thức thời một chút thì anh không ngại để ông ta hối hận cả đời. Cậu Thiên, tôi và Tổng Giám Đốc Bắc về trước nhé, buổi chiều tôi còn có một cuộc họp. Sau này nếu như có việc gì cần tôi thì cậu Thiên cứ nói. Ngô Bá Vương bước qua, vô cùng nhiệt tình bắt tay Hoàng Thiên rồi khách sáo nói. Cảm ơn. Hoàng Thiên bắt tay lại với Ngô Bá Vương, lễ phép đáp lời. Cậu Thiên khách sáo rồi. Ngô Bá Vương khẽ mỉm cười, sau đó lên xe cùng với Lương Mạnh Bắc rồi rời khỏi đây. Lưu Chí Công còn mặt dày cầu xin Hoàng Thiên, hy vọng anh có thể nói lại với Ngô Bá Vương một chút. Hoàng Thiên không nhịn được nữa, anh lập tức chỉ vào lỗ mũi Lưu Chí Công rồi lạnh lùng nói, đừng ở trước mặt tôi giở trò ma quỷ, đây là kết quả mà ông phải nhận lấy. Tôi biết trong lòng ông không phục. Nếu như ông muốn đối nghịch với tôi thì tôi cũng sẽ không ngại chơi đùa cùng với ông một trận đâu. Lưu Chí Công nghe thấy lời này thì rốt cuộc cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Thay vào đó, ông ta lại vô cùng căm hận Hoàng Thiên. Lưu Chí Công đứng lên, trợn ánh mắt độc ác nhìn anh rồi nháy mắt với Trương Vũ. Trương Vũ đã đi theo Lưu Chí Công nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt của ông ta thì Trương Vũ cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Lúc này, nhìn thấy trong mắt Lưu Chí Công lóe lên chút ánh sáng hung tàn. Dáng vẻ như muốn giết người kia thì trong lòng Trương Vũ khẽ run lên. Xem ra Tổng Giám Đốc Công thật có mắt nhìn nhỉ, chuyện này chẳng phải muốn dồn mình vào chỗ chết sao. Trong lòng Trương Vũ thầm nghĩ, ông ta nhìn Hoàng Thiên rồi lại quay sang nhìn đám người nhà họ Lâm trước mặt, thật tình không còn sức lực nữa. Vừa rồi đã giao tranh một trận, mặc dù Trương Vũ chiếm thế thượng phong nhưng cũng bị đám nhà họ Lâm đánh bị thương không nhẹ. Ông ta cũng đã nhìn ra đám người này đều rất đoàn kết. Nếu như đổ máu một trận nữa thì chỉ sợ không thể chiếm được chút hơi nào. Tuy nhiên, lệnh của Lưu Chí Công, Trương Vũ không thể không làm theo được. Hoàng Thiên, cậu chạy đến thôn nhà họ Lâm làm loạn, có biết chữ chết viết thế nào không? Trương Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên bằng ánh mắt thâm độc, trưng ra dáng vẻ hùng hổ dọa người. Dáng vẻ của ông ta quả thật là rất hung hăng, người bình thường nhìn thấy đều phải nhượng bộ ba phần. Thế nhưng hôm nay người ông ta đối mặt lại chính là Hoàng Thiên. Làm sao anh có thể bị ông ta hù dọa được chứ? Tôi thật sự không biết chữ chết viết thế nào, chỉ bằng ông viết ra để tôi xem thử đi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đi tới trước mặt Trương Vũ. Lâm Ngọc An thấy tình cảnh trước mắt lại sắp đánh nhau thì trong lòng vô cùng căng thẳng, dù sao đám người Trương Vũ đều là bọn lưu manh phách lối, nếu như không đánh giỏi thì chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt. Cho nên Lâm Ngọc An cũng đi lên theo, mặc dù không giúp được gì nhưng cô cũng phải ở bên cạnh Hoàng Thiên. Lâm Chiến Thắng đã sớm bội phục Hoàng Thiên sát đất, có thể khiến cho loại người có quyền thế như Lưu Chí Công sụp đổ thì người cháu rể này quả thật vô cùng tài giỏi. Trương Vũ, đều là người cùng quê cả, ông vẫn chưa chịu bỏ qua sao? Lâm Chiến Thắng dẫn theo một đám người nhà họ Lâm đứng sau lưng Hoàng Thiên, dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh đấm một lần nữa. Đặc biệt là xẻng sắt trong tay Lâm Chiến Thắng đã được vung lên, chờ đợi thấy máu. Trương Vũ cũng đã leo lên lưng cọp. Không thể xuống được nữa. Ông ta vừa nhìn đã biết Hoàng Thiên không phải là người dễ trêu vào,
xem ra lời đồn quả thật không thể tin được mà. Hoàng Thiên, chỉ cần cậu nói chuyện lại với Ngô Bá Vương một chút, để cho tôi tiếp tục xây dựng nhà và trung tâm thương mại thì tôi chẳng những không tìm cậu gây phiền phức mà còn sẽ trả cho cậu một số tiền lớn nữa, cậu thấy thế nào? Sắc mặt Lưu Chí Công thâm sâu khó lường, ông ta muốn cố gắng thuyết phục lần cuối. Hoàng Thiên nghe thấy những lời này bèn cười một tiếng, nhìn Lưu Chí Công rồi nói, Lưu Chí Công, ông bỏ cái suy nghĩ này đi. Những chuyện ông làm đều trái pháp luật, cho dù tôi đồng ý với ông thì Ngô Bá Vương cũng sẽ không đồng ý đâu. Nói như vậy tức là không còn gì để nói nữa rồi. Lưu Chí Công thẹn giá thành giận, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không biết nên nói gì, Lưu Chí Công và Trương Vũ, người nào người nấy đều vô cùng hung ác. Đúng vậy. Hoàng Thiên rất bình thản nói một câu. Lưu Chí Công thầm cắn răng, ánh mắt khẽ đảo một vòng, sau đó lại nói với Trương Vũ, Trương Vũ, chúng ta đi. Trương Vũ rất bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ tại sao Tổng Giám Đốc Công lại đi chứ? Đây hoàn toàn không phải là tính cách của ông ta mà. Nhưng Trương Vũ cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ dẫn mấy tên đàn em đi theo sau Lưu Chí Công. Đến một nơi không còn người nữa, Lưu Chí Công dừng xe ở ven đường, xuống xe lấy một điếu thuốc ra hút vài hơi. Trương Vũ cũng bước xuống xe, đi đến trước mặt Lưu Chí Công rồi nói, Tổng Giám Đốc Công, bỏ qua cho tên Hoàng Thiên kia như vậy sao? Hừ hừ, làm sao có thể chứ? Hoàng Thiên chặn hết đường tài của tôi rồi, con mẹ nói. Lưu Chí Công bùng nổ, đập một quyền lên chiếc xe bên cạnh. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lâm Chiến Thắng dẫn theo đám nhà họ Lâm nên cũng có mười mấy người đấy, đàn em của tôi không thể giải quyết hết bọn họ được. Trương Vũ buồn bực nói với Lưu Chí Công. Ha ha, bọn họ vẫn sẽ có lúc lạc đàn mà. Bây giờ ông dẫn người đến những khu vực gần nhà ông Lý trông chừng đi, nếu như thấy ai đi một mình ra ngoài thì lập tức ép vào chỗ chết. Tôi sẽ gọi điện thoại thêm cho đám anh em để đưa người đến, đánh cho Hoàng Thiên tàn phế thì thôi. Lưu Chí Công cắn răng nghiến lợi nói. Trương Vũ nghe vậy cũng khẽ nâng ngón cái lên, vẫn là Tổng Giám Đốc Công cao minh, bây giờ tôi sẽ đưa người đi ngay. Dứt lời, Trương Vũ lái xe chở mấy tên đàn em trở về khu vực gần nhà Lâm Chiến Thắng để mai phục. Lưu Chí Công lấy điện thoại di động ra, gọi cho anh em thân thiết của mình. Giờ phút này, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã được Lâm Chiến Thắng nhiệt tình mời đến nhà. Trùng hợp đúng giờ cơm trưa, Lâm Chiến Thắng chuẩn bị mở một bữa tiệc linh đình mời hai người họ. Thế nhưng chiếc xe của Hoàng Thiên là BYD nhỏ, điều này khiến trong lòng Lâm Chiến Thắng và Lâm Khiết Nhi vô cùng cảm thán. Ngay cả người có tiền có thế như Lương Mạnh Bắc là còn làm việc dưới trướng Hoàng Thiên thì có thể chứng tỏ Hoàng Thiên lăn lộn rất tốt ở thành phố Bắc Ninh. Nhưng làm sao anh lại lái một chiếc xe tầm thường thế này cơ chứ? Cố ý giả vờ khiêm tốn đấy à? Trong lòng Lâm Chiến Thắng dâng lên sự nghi ngờ, tuy nhiên cũng không dám hỏi trực tiếp. Cháu rể, Ngọc An, hai người vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Chú đi giết con ngỗng lớn để thím của hai đứa nấu đã. Lâm Chiến Thắng rất nhiệt tình với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, sau đó lập tức vào trong bắt một con ngỗng lớn. Ngay tại lúc này, vợ của Lâm Chiến Thắng chính là Trang Ngọc Lộ từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy Lâm Ngọc An đến thì Trang Ngọc Lộ nhiệt tình bước lên tiếp đón, Ngọc An, hơn một năm cháu không đến đây rồi đấy, mau vào nhà đi. Trang Ngọc Lộ đang nhiệt tình gọi Lâm Ngọc An vào nhà thì lúc này lại nhìn thấy Hoàng Thiên, bà ta lập tức bĩu môi liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng chê bai. Không còn cách nào khác, gia cảnh của Hoàng Thiên thật sự quá tệ hại. Hơn nữa, Trang Ngọc Lộ còn cho rằng Lâm Ngọc An ở bên cạnh Hoàng Thiên là thua thiệt cho cô rất nhiều. Với tướng mạo xinh đẹp như Lâm Ngọc An thì làm sao có thể kết hôn với loại người nghèo kiết xác như Hoàng Thiên được chứ? Ồ, cậu cũng đến đây à? Trang Ngọc Lộ tức giận liếc nhìn Hoàng Thiên giống như nhìn ăn mày. Hoàng Thiên cũng đã tập thành thói quen, anh biết rằng người này chính là thím của Lâm Ngọc An. Là một loại người giống như mẹ vợ Trương Lan Phượng của mình vậy, miệng mồm vô cùng cay cú. Cho nên anh dứt khoát không lên tiếng, chỉ đi theo Lâm Ngọc An vào trong nhà. Thấy Hoàng Thiên đến đây bằng hai tay trống không, Trang Ngọc Lộ càng tức giận. Hơn một năm không thấy đến, vừa đến thì đã đi tay không, không có một chút lễ phép nào cả. Lâm Ngọc An cũng rất thông minh, cô đã nhìn ra thím Trang Ngọc Lộ của mình không hài lòng, chắc chắn bởi vì không mang theo quà cáp nên trong lòng bà ta mới không vui. Thím, cháu và Hoàng Thiên đến đây gấp quá nên chưa kịp mua gì cả. Lâm Ngọc An cười cười, xấu hổ nói với Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ vẫn chưa khắc nghiệt với cô như vậy, nên lúc này bà ta cũng cười nói,
không sao cả, để ý nhiều như vậy làm gì chứ? Đến nhà thím mà còn khách sáo nữa sao? Mẹ, hai người này là... Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự đi từ trong nhà ra, đánh giá Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Tô Trác Hạo, đây là chị Ngọc An con của bác cả con đấy. Trang Ngọc Lộ vội vàng giới thiệu Lâm Ngọc An với Tô Trác Hạo, tự động bỏ qua Hoàng Thiên. Chàng trai trẻ tuổi này chính là đối tượng của Lâm Khiết Nhi, tên Tô Trác Hạo. Vẫn chưa kết hôn với Lâm Khiết Nhi mà chàng trai này đã lanh miệng gọi Trang Ngọc Lộ là mẹ, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào. Ánh mắt Tô Trác Hạo không hề rời khỏi trên người Lâm Ngọc An, dáng người và khí chất của cô nhất định thuộc hàng cực phẩm, khiến cho Tô Trác Hạo mê mẩn không thôi. Mặc dù dáng vẻ Lâm Khiết Nhi cũng rất xinh đẹp nhưng nếu so sánh với Lâm Ngọc An thì vẫn kém rất xa. Chào chị Ngọc An, em là bạn trai của Khiết Nhi. Tô Trác Hạo lấy lòng Lâm Ngọc An, vẻ mặt hớn hở tự giới thiệu mình. Lâm Ngọc An nhìn thoáng qua Tô Trác Hạo, dáng vẻ chàng trai này cũng không tệ nhưng mà tại sao ánh mắt kia lại có vẻ hơi háo sắc nhỉ? Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người khiến cho cô cũng hơi hoảng sợ. Chào cậu. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu với Tô Trác Hạo. Sau khi anh ta tham lam nhìn Lâm Ngọc An một lúc lâu thì cũng không dám nhìn chằm chằm nữa, rời ánh mắt lên người Hoàng Thiên. Trông thấy Hoàng Thiên ăn mặc bình thường, chạy xe BYD đến thì Tô Trác Hạo lập tức xếp anh vào phạm vi những người nghèo. Thật không thể hiểu nổi mà, một tên nghèo như thế đến nhà họ Lâm ở rể, lại còn có được một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Ngọc An nữa. Trong lòng Tô Trác Hạo càng nghĩ càng không phục. Anh ta đã bị vẻ xinh đẹp của Lâm Ngọc An khiến cho mê mẩn cả rồi, vô cùng ghen tị với Hoàng Thiên. Chị Ngọc An, người bên cạnh chị nhất định là anh rể rồi nhỉ?